Sản phẩm đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay đó là bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng dầu gội đầu nhá, Clear, hàng thương hiệu Clear Men nhá, Clear đây. Đấy thì nó sẽ có hai dòng là màu trắng và màu xanh, màu trắng và màu xanh. Đấy thì màu xanh này thì cái độ bạc hà của nó mạnh hơn. Nó vậy thôi, còn là nam nữ đều dùng được cả nhá, nam nữ đều dùng được cả. Một chai này thì dung tích của nó là trên 400 ml. Đây, dung tích của nó sẽ là 450 ml nhá, 450 ml. Đấy, hàng sản xuất ở Thái Lan. Mã tem, mã vạch, mã cốt đàng hoàng, địa chỉ các thứ rõ ràng này. Đấy, Bangkok Thái Lan các bạn này. Đây, Bangkok Thái Lan này. Đấy. Đấy, Bangkok Thái Lan nhá. Đây thì em là dầu gội đầu Clear nhá, dầu gội đầu Clear. Giá thì bên shop đang bán là 100k. Đấy, 100k. Đợt này về cho bác giá chỉ còn là 80k thôi nhá, 80k. 80k cho một chai dầu gội đầu như này. Dung tích của nó sẽ là 450 ml nhá. Đấy. Nó sẽ có màu xanh và màu trắng như này. Đấy. Lên cho em là dầu gội Clear nhá, dầu gội Clear. Đó, dầu gội Clear này. Dầu gội Clear, giá của nó sẽ là 80.000 cho một chai như này. Đấy, 80.000 cho một chai như này các bác nhá. Dầu gội Clear 80.000 cho một chai như này, dung tích của nó sẽ là 450 ml nhá, 450 ml nhá. Đấy, 450 ml, giá sẽ là 80k cho một lọ như này. Có màu xanh và màu trắng, các bác lấy màu nào thì báo nha. Đó. Sản phẩm tiếp theo, đó là bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái mic dây nhá. Các bác lên trang là mic dây. Hàng của thương hiệu Tomahawa. Đó, lên mã giúp cho em là mic dây. Con này thì nó sẽ là hàng nội địa của Nhật nhá, cực kỳ cao cấp luôn. Đấy, Tomahawa made in Japan cho các bác luôn. Đây. Tomahawa made in Japan này, đó, made in Japan. Con này thì nó sẽ là bao gồm cho các bác là một mic và một dây, hàng nội địa của Nhật nhá, Tomahawa. Một mic một dây như này các bác này. Đây, Tomahawa made in Japan con này, hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp luôn. Tiếng mic thì hay, trầm ấm và rất là rõ tiếng nhá, rất rõ tiếng. Tiếng trong rõ tiếng, chất âm thì cực kỳ là trầm ấm luôn, trầm ấm vang sắc tiếng nhá. Đấy, thân mic đều được làm bằng hợp kim hết nhá, thân mic đều làm bằng hợp kim hết. Hàng được dập đột cực kỳ là tỉ mỉ chắc chắn luôn. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp luôn nhá. Đấy, bên em thanh lý được cái lô nó tồn kho trong siêu thị và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ là tốt luôn. Đó, tiếng mic nha hay trầm ấm, chất dây thì siêu mềm, dây dài từ 4-5 mét. Đây. Chất dây thì siêu mềm luôn, dây dài từ 4 đến 5 mét nhá. Đầu cổng kết nối các thứ cực kỳ là ngon luôn. Hàng của Nhật nhá, made in Japan các bác này. Đây. Made in Japan nhá, từ dây nhá, từ dây đến thân mic này đều là hàng của Nhật hết nhá. Made in Japan hết các bác này. Đấy, made in Japan, hàng thương hiệu Tomahawa. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 250.000 và bao ship nhá. Các bác lên mã giúp cho em đó là mic dây nhá. Đấy. Mic dây, đó. Lên theo là mic dây nhá, giá của nó sẽ là 250k nhá. 250k và bao ship tận nhà cho bác luôn, mic dây các bác nhá. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái cân 5 nhá. Các bác lên theo là cân 5. Con này thì nó sẽ là cân được 5 cân và giá thì cực kỳ tốt cho bác luôn. Sản phẩm khi các bác nhận được hàng thì sẽ kèm cho các bác là một đôi pin luôn. Đấy. Có kèm sẵn một đôi pin như này, về nhà các bác chỉ việc lắp pin vào là sử dụng thôi. Đấy. Con này thì nó cân được 5 cân nhá. Về nhà các bác lắp pin vào cho em. Lắp pin thì lưu ý các bác là lắp đúng chiều pin cho em để tránh cái việc là nó không lên nhá. Đấy, chỉ có đơn giản vậy thôi. Lắp pin vào cho em này. Đó, sau đó thì mình sử dụng cân thôi. Con này thì nó sẽ có chức năng trừ bì luôn, cho nên nó rất là tiện. Đấy, có chức năng trừ bì luôn. Đó. Thì đây, ví dụ đây các bác bật lên cho em. Đấy, bật nguồn lên này. Đó. Thì con này nó sẽ là tính là bằng gam nhá, nó tính bằng gam. Đó, đây, không gam này em đặt cái cân này lên này. Đấy, đặt cái cân này lên thì nó đang là 231. Đây, 231 gam nhá. Các bác nhìn rõ số này. Đấy, đây. 231 gram này, đây, 232 gram, đây, đấy, các bác trông rõ số chưa, 200, cái này thì các bác phải để thăng bằng thì nó mới chính xác được nhá, 231 gram này, đấy, đây nhá, 230, cái này nó có gió nhá, gió mạnh là nó cũng nhảy số nhá, cho nên là các bác lưu ý giúp cho em, đấy, thứ nhất là để thăng bằng và tránh bị gió nhá, đây như của em là đang gió rất mạnh như này, đấy, em đang bật quạt gió rất mạnh cho nên là nó sẽ đảo số, cho nên các bác để là tính bằng gam này, cho nên các bác phải để thật chính xác. Đấy, sau đó thì các bác nhấn nút trừ bì như này, nó sẽ về không này. Và các bác lại đặt lên. Ví dụ em đặt cái mic này lên em cân này. Đấy, con mic này của nó là 328 gram này. 328 gram. Đây. Đấy, con mic em vừa quay cho các bác xem. Đấy, con mic này là 328 gram. Bỏ ra thì nó lại về cân của cái con. Nó sẽ lại về cân của cái con này. Đấy, và các bác muốn trừ bì thì các bác lại nhấn nút không này, sẽ trừ bì cho bác luôn. Đấy, lên cho em là cân 10 nhá. Các bác lên cho em là cân 10. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là lên cho em là cân 5 nhá. Con này chỉ cân được 5 cân thôi. Đấy, lên cho em là cân 5 nhá. Đấy, con này các bác dùng trong nhà bếp các thứ cực kỳ là ok luôn. Lên cho em là cân 5 này. Giá bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 50k nhá.
50k cho một con cân 5 như này, cân được 5kg nhé, cân được 5kg. Các bác dùng trong nhà bếp thì cực kỳ là tiện luôn đó. Tiếp theo thì nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm, đó là cái con đèn hai đầu nhé. Các bác lên cho em là đèn hai đầu. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Đấy, đợt này thì giá của nó sẽ là về cho các bác với giá đó là 250.000 và bao ship tận nhà cho các bác nhé. 250k bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Lên mã cho em là đèn hai đầu nhé, có kèm cho các bác một cáp sạc này, hàng nội địa của Nhật này, đấy Polis này, đấy, Polis made in Japan nhá. Dọi xa của nó là từ 800 đến 1.200m. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 250.000 và bao ship nhá. Đây, đấy pha của nó này các bác này, đây nhìn mà gọi là chói mắt luôn, nơi gọi là chữ này. Đây nha, em sẽ dọi cho các bác xem nhá. Ban ngày mà các bác trông cái điểm sáng còn như này là các bác biết rồi, rất sáng luôn nhá. Đấy, ban đêm thì con này nó có thể dọi xa được từ 800 đến 1.200m nhá, 800 đến 1.200m. Hàng cực chất cho các bác luôn. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt nhá. Đó. Rất chất lượng cho các bác luôn. Đèn thì cực kỳ là sáng và rọi nhá. Đây. Em sẽ rọi cho các bác xem này. Đấy. Nó sẽ có là cả một con đèn bên hông mình nữa nhá, đèn bên hông mình nữa này. Đấy, sáng mạnh này, rất sáng luôn các bạn, sáng chói chang luôn. Đó. Sáng vừa này và có một con đèn bên hông này. Đó. Ngoài ra thì nó sẽ có thêm cho các một con đầu bên này là đèn pha gần nhá. Pha gần thì các bác dùng ăn cơm ăn nước hoặc là mình dùng để lấy sáng khoảng rộng nhá. Đấy, lấy khoảng sáng rộng, còn bên này thì nó sẽ là sáng xa. Đấy, các bác có thể bật hai đèn một lúc được luôn. Đó. Con này có cả SOS cảnh báo luôn nhá. Đấy, đèn đỏ SOS cảnh báo luôn. Ngoài ra thì nó sẽ có cổng sạc vào cho điện thoại này. Các bác cắm cái jack to này xong cắm sạc ra cho điện thoại được hết nhá. Giá thì sẽ là 250.000. Lên mã giúp cho em là đèn hai đầu nhá, đèn hai đầu. Giá sẽ là 250.000 bao ship tận nhà cho bác luôn. Đấy, những cái đầu này của nó là nó sẽ là bằng cao su này, bọc thêm cao su cho nên là chống sốc chống vỡ rất là tốt luôn. Đó. Lên mã giúp cho em là đèn hai đầu nhé, đèn hai đầu. Giá của nó sẽ là 250k bao ship tận nhà cho bác luôn. Đó. Đèn hai đầu này. Giá của nó sẽ là 250k và bao ship tận nhà cho bác luôn nhá. Nhận hàng kiểm tra thanh toán. Đức trước đang bán là 300k, đợt này về cho bác giá còn 250k thôi. 250k, hàng về lô giá rất tốt cho bác luôn, 250.000 bao ship tận nhà cho các bác luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop pin bé đánh cho này. Bên shop tiếp tục về cho các bác cái bàn ấy ở trên bàn này. Tiếp tục về cho các bác cái sản phẩm đó là cái đèn bắt mũi đen nhá. Các bác lên cho em là đèn bắt mũi đen 3 viên. Đèn bắt mũi đen. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác một con đèn bắt mũi đen như này. Giá của nó sẽ là này là 9.000. Giá của nó sẽ là 90.000 nhá. Lên cho em là đèn bắt mũi đen này, đèn bắt mũi đen này. Đó, bắt mũi đen. Đó. Đèn bắt mũi đen nhá, giá của nó sẽ là 90k một chiếc nhá. 90.000 cho một chiếc đèn bắt mũi đen như này. Sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một đèn như này và các bác cắm điện trực tiếp điện 220 cho em nhá. Ở đây thì nó sẽ bao gồm cho các bác là các cái lưới như này. Các cái lưới như này thì khi mà con mũi nó bay và nó sẽ chạm vào cái mũi cái lưới này và nó sẽ bị chết nhá, bị chết. Đó, thì các bác có thể đeo lên. Mình vừa làm đèn ngủ vừa làm đèn bắt muỗi luôn. Và khi muỗi nó rơi xuống thì các bác tháo cái này ra để đổ đi cho em. Nó rất là tiện. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất hợp lý nhá. Lên cho em là đèn bắt muỗi đen. Giá của nó sẽ là 90.000 trong con đèn bắt muỗi đen này. Đây em sẽ test cho các bác xem luôn nhá. Đấy, đây là ví dụ như là đây là con muỗi nó bay vào các bác này. Con muỗi nó bay vào nó sẽ bị chập điện các bác nhá. Đấy, nó sẽ bị chập điện. Đây, đấy các bác thấy không? Đây, đấy nó sẽ bay vào nó sẽ bị chập điện như này nhá. Chập điện như này các bác này. Đấy. Mũi nó bay vào sẽ bị chập điện các bạn. Đó, nó sẽ bị chập điện thì nó sẽ chết nhá. Đó. Đấy, mũi bay vào nó chập điện là nó sẽ chết. Đấy các bác thấy không? Đấy nó nổ thành tách luôn. Và ánh sáng của nó sẽ là ánh sáng xanh như này và nó thu hút muỗi rất là tốt luôn. Giá của nó sẽ là 90.000, các bác có thể treo ở cái khu vực nào nhiều muỗi này hoặc để gầm giường, gầm bàn, gầm ghế, các khu vực nào nhiều muỗi thì các bác cứ cắm vào cho em. Đấy hoặc để làm đèn ngủ cạnh đầu giường cũng được nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái sản phẩm đó là cái tẩy xanh. Cái này thì các bác chuyên dùng để tẩy xoong nồi rồi tẩy ô tô các thứ rất là ok nhá, tẩy ô tô. Đó lên cho em là tẩy xanh, giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 25.000 cho một hộp tẩy xanh như này. Đấy, lên cho em là tẩy xanh nhá. Tẩy xanh, giá của nó sẽ là 25k cho một hộp tẩy xanh như này các bác này, 25.000 cho một hộp tẩy xanh như này. Hàng thì cực kỳ chất lượng cho các bác luôn, đây em sẽ có video thực tế cho bác xem luôn. Bên trong của nó thì nó sẽ là một cái dòng keo trắng các bạn. Đấy. Một cái dòng keo trắng như này các bạn này. Đấy. Đây, trong nó sẽ là một cái dòng keo trắng như này các bạn này. Đấy, nó sẽ là cái dạng keo trắng như này. Về nhà các bác cứ bôi trực tiếp lên các cái phần xoong nồi hoặc là cái phần vành bánh xe hoặc là ô tô.
Đấy, để mình tẩy tẩy rửa đi các bác nhá. Quảng cáo không mọi người, cùng mình thử nhá. Tiện cái chảo của mẹ mình đang bẩn hay là mình mang ra dùng luôn. Theo hướng dẫn sử dụng thì mọi người chỉ cần làm ướt chảo và bôi cái kem lấy lên cái phần cần làm sạch, sau đó dùng cái búi rửa bát và chà trong vòng 2 đến 3 phút rồi xả qua nước, và đây là kết quả. Uầy, nó sạch thật sự luôn, mọi người thấy cái sự khác biệt giữa hai bên không? Đây, mình sẽ làm sạch hết cả cái chảo này cho mọi người thấy sự thay đổi thế nào nhá. Kiểu không ngờ cái này lại công dụng tốt như vậy ấy. Cái chảo ấy trông nó mới ra bao nhiêu phần liền. Uầy, cái kem tẩy xoong nồi đa năng này không biết nó có được tốt như quảng cáo không mọi người, cùng mình thử nhá. Tiện cái chảo của mẹ mình đang bẩn hay là mình mang ra dùng luôn. Theo hướng dẫn sử dụng thì mọi người chỉ cần làm ướt chảo và bôi cái kem lấy lên cái phần cần làm sạch, sau đó dùng cái búi rửa bát và chà trong vòng 2 đến 3 phút rồi xả qua nước, và đây là kết quả. Uầy, nó sạch thật sự luôn, mọi người thấy cái sự khác biệt giữa hai bên không? Đây, mình sẽ làm sạch hết cả cái chảo này cho mọi người thấy sự thay đổi thế nào nhá. Kiểu không ngờ cái này lại công dụng tốt như vậy ấy. Cái chảo ở trong nó mới ra bao nhiêu tay thò đấy, nó thò ra đấy. Kem tẩy xoong nồi đa năng này không biết nó có được tốt như quảng cáo không mọi người, nó thò ra nhá. Tiện cái chảo của mẹ mình đang bẩn hay là mình mang ra dùng luôn. Giá thì 25.000 nha, lên mã cho em là tẩy xanh, giá sẽ là 25k, tẩy cực kỳ sạch và hiệu quả luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các dòng sản phẩm, đó là cái quyển sách nói nhá. Cái này thì các bác chuyên dùng cho các em nhỏ rất là ok, màu sắc đẹp sặc sỡ, thu hút trẻ em để các em nó sử dụng là vừa học vừa tiếng Việt vừa tiếng Anh, tránh xa điện thoại máy tính bảng nhá. Các bác lên cho em là sách nói nhá, giá sẽ là 110.000 không kèm pin. Đó, lên cho em là sách nói này, đó. Sách nói, giá của nó sẽ là 110k nhá. Và không có pin nhá, không có pin. Đấy, không pin nhá, về nhà các bác tự mua pin, tự mua pin nhá. Đấy, tự mua pin. Đó, tự mua pin nhá. Đấy, giá là không kèm pin. Sách nói giá sẽ là 110.000 không có pin, về nhà các bác tự mua pin nhá. Ở đây thì nó sẽ là sử dụng cái dạng pin con thỏ loại nhỏ như này các bác, loại nhỏ. Và của nó sẽ là 3 viên, nói chung là các bác dùng thoải mái luôn. Cái này 3 viên này mình dùng cho trẻ em nghịch liên tục vài tháng rồi nó mới hết nhá. Cái này nó hết rất là ít pin luôn. Đấy, ở đây thì các bác lắp pin thì lưu ý là lắp đúng chiều cho em, tránh bị ngược chiều nhá các bác nhá, tránh bị ngược chiều. Đấy, ngược chiều là nó sẽ không lên, nó chỉ đơn giản vậy thôi. Và ở cái quyển sách này thì nó sẽ có hai cái phím nguồn. Thứ nhất là cái phím nguồn màu xanh này là phím nguồn của từng trang, và phím nguồn màu vàng này là phím nguồn của cả quyển nhá. Các bác muốn bật được thì các bác phải bật cái phím nguồn màu vàng này trước này. Đấy. Bé ơi, chào bé. Đấy, các bác bật cái phím nguồn màu vàng này trước. Phím nguồn màu vàng bao giờ nó cũng trên cùng, còn phím mà trang thì nó sẽ bám theo trang. Bật lên này. Đấy. Ông nội, ông nội. Đấy, chuyển sang tiếng Anh này. Grandfather, mother. Mother là mẹ này. Đấy, tiếng Việt này. Tiếng Việt. Mẹ. Tiếng Anh này. Tiếng Anh, mother. Đó, các bác muốn ví dụ như là nghe nhạc này. Đấy, rồi là câu hỏi này. Đấy, rồi đọc truyện này. Sợi phút đi. Ngày xưa có một cô gái xinh đẹp, nhưng phải cái lười biếng và cầu thả. Khi phải kéo sợi thì cô làm thật. Câu chuyện này cũng rất là nhiều nhá, nghe nhạc này. Tắt nguồn này. Đấy, hẹn gặp lại. Ở đây thì nó rất là nhiều chủ đề, nhiều nội dung cho các bác lựa chọn nhá. Đây, đấy, bấm phím nguồn lên này. Đấy, rất là nhiều nội dung luôn, có hơn 300 nội dung khác nhau này. Bảng nhận biết các loại ngôn ngữ này, kiến thức toán học này. Đấy, từ thông dụng này, nhận biết màu sắc này, thế giới giao thông này, nói chung là đầy đủ luôn. Giá thì chỉ có 110.000 cho một quyển sách nói như này thôi. Các bác có thể mua để làm quà sinh nhật cho con em nhà mình, hoặc mua để về cho các cháu trực tiếp tự học, tự sáng tạo, nó rất là ok nhá. Lên mã giúp cho em là sách nói. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một cái quyển sách nói như này. Giá của nó sẽ là 110.000 nhá, 110.000 cho một quyển sách nói như này. Cái này là không có pin nhá, về nhà các bác tự mua pin rồi ok. Vâng, lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Nay thì bên shop lại tiếp tục về cho các bác cái dòng bộ dao Nhật các bác nhá. Lên cho em là bộ dao Nhật 6 món, hàng của thương hiệu Asaka. Hàng này thì chuyên dùng để thái thôi, cho nên các bác lên cho em là bộ dao chuyên thái nhá. Lên cho em là bộ dao chuyên thái, giá của nó sẽ là 150.000. Đó. Lên mã giúp cho em là bộ dao chuyên thái này. Bộ dao chuyên thái. Bộ dao này. 6 món này, đó, bộ dao 6 món chuyên thái nhá. Đó, bộ dao 6 món chuyên thái, hoặc lên cho em là bộ dao chuyên thái rồi. Giá của nó sẽ là 150k cho một bộ dao chuyên thái như này, 150.000 thôi nhá. Sản phẩm thì sẽ là một cái mặt hàng đựng trong hộp như này, cực kỳ chất lượng và xịn sò cho các bác luôn. Nguyên tem, nguyên đai, nguyên kiện, về nhà các bác chỉ có việc bóc vào thôi nhá. Đó. Sẽ bao gồm cho các bác là một giá đỡ này, một cái giá đỡ như này. Đấy. Một cái giá đỡ cực kỳ là chất lượng cho các bác luôn. Đấy. Một cái giá đỡ như này thôi nhá. Đấy. Một giá đỡ thôi nhá. Một giá đỡ này kèm thêm cho các bác là bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là 3 dao này. 3 dao, 1 liếc và 1 kéo. Đấy.
tức là có 5 món với cộng cái giá đỡ là 6 nhá. Đây, một cái liếc của nó này. Con này thì liếc của nó sẽ dài khoảng là đi 25 cm, liếc dài khoảng 25 cm. Đấy thì bác cắm ở đây cho em. Đó. Tiếp theo đến một con kéo này. Con kéo này thì nó sẽ là dòng đa di năng luôn. Đấy. Kéo rất là bén nhá, kéo rất là bén và nó là dòng đa di năng luôn. Các bác có thể dùng để cắt nem, cắt nước này. Đấy, cui bia này, rồi mở nắp chai, kẹp cua ghẹ đều được hết nhá. Một con kéo rất là đa di năng luôn. Các bác dắt vào đây cho em này. Đấy, tiếp theo là đến dao này. Thì nó sẽ có cho các bác là một cái con bản nhỏ như này, bản nhỏ như này. Con này thì các bác dùng để mình thái lọc các thứ rất là ok luôn, thái lọc rất ok luôn này con. Đấy, dao khá là bén nhá, dao rất là bén luôn. Đấy, nói chung là con này thì nó mỏng thôi, chuyên để thái thôi. Hàng trong tầm tiền nhá, giá chỉ có 150.000 thôi. Hàng trong tầm tiền này. Đấy, Japan nhá, Asaka Japan này. Đó, hàng của Nhật cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Dao thì rất là bén, con này thì chiều dài của dao khoảng là 30 cm nhá, chiều dài của dao khoảng là 28 đến 30 cm. Các bác dắt vào đây cho em. Ưu điểm của con này thì nó có giá dắt rất là tiện dụng nhá. Tiếp theo là một con nữa này. Con này thì cái bản nó sẽ mỏng hơn một chút này. Đấy, bản to. Đấy, nó độ dày thì như nhau nhưng mà bản nó to hơn này. Con này cũng siêu bén luôn các nhá, rất là bén này. Đấy, rất bén nhá. Các bác có thể dùng để mình thái rau này hoặc là dùng để thái đồ ăn, thái thịt các thứ thì rất là ok luôn nhá, rất bén này. Đó. Tiếp theo một con nữa thì con này nó sẽ là bản nó dày hơn một chút thì con này các bác có thể dùng để mình gọi là mình băm nhẹ được, gọi là băm nhẹ thôi chứ còn chặt là không chặt được nhá. Đấy, con này dùng để băm nhẹ thôi. Để em thử test thử dọc giấy nhá. Đấy, con này cũng dọc giấy bình thường nhá. Đấy, cũng dọc giấy bình thường, tức là dao rất là bén nhá. Đấy, dao rất bén luôn, cũng dọc giấy bình thường. Thì các bác có thể dùng để mình băm thịt, băm thiếc hoặc đồ băm đồ nhẹ là được, rất ok. Đây. Asaka Japan nhá. Đấy. Bộ sản phẩm sẽ bao gồm là 6 món như này. Và bộ này thì chuyên để thái thôi các bác nhá. Bộ này thì chuyên để thái thôi. Chứ còn các bác dùng để mình gọt là không, à mình chặt là không chặt được đâu. Đấy, 6 món như này, chuyên để thái này, rất chất lượng. Đây, lên cho em là bộ dao 6 món chuyên thái, giá sẽ là 150 cành nhá, 150.000 cho một bộ dao 6 món chuyên thái như này. Đơn hàng thì trên 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhá. Đấy, bộ dao 6 món chuyên thái, 3 dao, 1 rũa, 1 kéo, 1 giá đỡ nhá, giá sẽ là 150.000. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái kìm chết các bác nhá, kìm chết đây. Đấy, hàng của thương hiệu Crossman của Mỹ nhá. Crossman của Mỹ. Con này thì bên shop đang về cho các bác cái giá cực kỳ là tốt luôn. Chỉ có 100.000 cho một con kìm chết như này thôi. Hàng của Mỹ cực kỳ chất lượng cho bác, rất là ngon luôn. Đấy. Các bác có thể dùng để mình kẹp kìm các kiểu con này đều được luôn. Đó, rất là ngon nhá. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Đó, kìm chết của Mỹ nhá, cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Đấy. Lô này thì hàng về rất đẹp các bác này, hàng về rất là đẹp. Đấy, lên cho em là kìm chết Mỹ nhá, kìm chết Mỹ. Giá của nó sẽ là 100.000 cho con kìm chết Mỹ này. Hàng của thương hiệu Crossman USA này, Crossman USA nhá. Đây là một cái thương hiệu rất là nổi tiếng luôn. Đấy, lên cho em là kìm chết Mỹ nhá. Giá của nó sẽ là 100.000 thôi, 100.000. Đấy, lên cho em là kìm chết Mỹ này, đó. Kìm chết Mỹ này, đó. Kìm chết, đấy, kìm chết Mỹ giá của nó sẽ là 100.000 nhá. 100.000 cho mấy em kìm chết Mỹ như này. Đấy, giá của nó sẽ là 100.000. Hàng rất là ngon luôn, rất tuyệt vời các bạn. Rất tuyệt vời luôn. Đấy, độ bóp của nó này, đấy. Lên cho em là kìm chết Mỹ nhá, giá của nó sẽ là 100.000. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác đó là cái con con này thì nó sẽ là một cái con cà lê 8 đầu nhá, các bác ơi. Lên cho em là cà lê 8 đầu đỏ nhá. Đấy, 8 đầu đỏ như này. Nó sẽ là một con cà lê 8 đầu màu đỏ rất là đẹp như này. Đó. Cái phần nhựa này của nó sẽ là màu đỏ này và nó sẽ có cho các bác là 8 đầu nhá. Đấy, 8 đầu. Một cái đầu bên này của nó thì nó sẽ là 14, 16, 19, 17 này, 14, 16, 17, 19. Đầu to này là 14, 16, 17, 19. Đầu nhỏ này sẽ là 8 này, 10 này, 8, 10, 11, 13. Đấy, 8, 10, 11, 13 nhá. Đấy, 8, 10, 11, 13. Tha hồ thoải mái cho bác sử dụng luôn. Con này thì nó có thể xoay dọc như này hoặc là xoay ngang như này, tùy theo các bác nhá. Đấy, rất là tiện. Các bác có thể dùng để mình thay nhớt, rồi nói chung là sử dụng sửa chữa lặt vặt trong gia đình thì rất là ok. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là, các bác lên mã giúp cho em đó là cà lê 8 đầu đỏ nhá. Đấy, cà lê 8 đầu đỏ, 8 đầu đỏ này. Đó, cà lê 8 đầu đỏ. Giá của nó sẽ là 100.000 nhá. 100.000 cho một con cà lê 8 đầu đỏ như này. Giá sẽ là 100.000 các bác, 100.000 cho một con cà lê 8 đầu đỏ như này thôi. Giá rất tốt cho bác luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái khay cơm nhá. Lên cho em là khay cơm. Đấy, khay này thì các bác dùng để mình mang cơm, mang đồ ăn. Đấy, mang đồ ăn đi đến công ty hoặc đến nơi làm đều ok hết nhá. Đây nó sẽ là một cái khay như này. Đấy, một khay như này. Đấy, ở đây thì nó sẽ có cho các bác là hai ngăn, một ngăn to, một ngăn nhỏ. Và cái nắp của nó thì nó sẽ kèm cho các bác là một cái thìa và một cái đũa, một thìa một đôi đũa này, rất sạch sẽ này. Đấy. Hàng này thì nó sẽ là của thương hiệu Starbucks
Đấy, nó chuyên để tặng cho nhân viên của hãng để nó mang cơm mang đồ ăn đi làm nhé. Đó, nắp của nó thì có gioăng rất là kín luôn, đậy rất là kín các bạn. Đấy, kể cả các bác có thể đựng những cái đồ ăn các thứ khác cũng ok. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 60k cho một khay cơm như này nhá. Lên cho em là khay cơm giá sẽ là 60.000 nhá. Đấy, các bác lên cho em là khay cơm này, đó. Khay cơm nhá, giá của nó sẽ là 60k cho một chiếc khay cơm như này nhá. 60.000, lên cho em là khay cơm giá cực tốt cho bác luôn. Tiếp theo thì em lên cho bác là cái khò ga mini nhá. Khò ga mini, con này thì nó sẽ tự động đánh lửa được luôn, tự động đánh lửa. Này, cái này vỡ là bỏ ra ngoài này. Nó sẽ tự động đánh lửa. Và bên shop gửi tới các bác cái giá đó là 50k trong con khò ga mini này nhá. Lên cho em là khò ga mini. Giá của nó sẽ là 50.000 trong con khò ga mini này nhá, 50k. Đó. Ngoài ra thì bên shop có cái dòng dòng khò ga đại như này. Khò ga đại như này thì cái giá nó sẽ cao hơn một chút, nhưng mà hàng này thì nó sẽ là hàng cao cấp nhá, hàng cao cấp. Giá sẽ là 120.000. Lên cho em là khò ga đại này, phần đầu đồng của nó dày hơn, chắc chắn hơn. Đó, lên cho em là khò ga đại. Giá của nó sẽ là 120.000 cho con khò ga đại như này nhá. Khò ga đại này, khò ga đại giá của nó sẽ là, lên cho em là khò ga đại này, giá của nó sẽ là 120k nhá. 120k trong con khò ga đại như này. Còn con này thì các bác lên cho em là khò ga trắng nhá. Khò ga trắng giá của nó sẽ là 50k. Đấy, 50k. Bỏ này ra đi, vỡ rồi. Đấy, tiếp theo thì bên cho bác cái bật lửa vỡ đít. Lên cho em là cái bật lửa cây nhá, lên cho em là bật lửa cây. Về nhà nó có cái nút ở đây này, các bác bỏ đây xong tí nữa nó lại nhạt. Bỏ luôn, nó chốt loại luôn. Các bác đẩy cái công tắc này lên thì mới mở được nhá. Đẩy công tắc này lên thì mới mở được này. Đấy, bật này con này. Công tắc đẩy lên này, sau đó các bác bật này. Bật nó sẽ lên lửa con này. Đấy, bật lên lửa này. Đây coi nhá. Đó. Thì các bác có thể dùng để mình mồi bếp ga này hoặc là làm các công việc đều ok hết. Đấy, giá của nó thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là, các bác lên cho em là bật lửa cây nhá. Giá của nó sẽ là 40k nhá. Bật lửa cây này. Bật lửa cây. Giá của nó sẽ là 40k cho một con bật lửa cây như này nhá. Bật lửa cây giá sẽ là 40.000. Con này thì rất là tiện, có sẵn ga rồi. Về nhà các bác chỉ cần mở cái lẫy ga này ra để sử dụng được này. Đấy, đẩy cho em cái lẫy này ra. Đó là mình sử dụng thôi. Bật lên này. Đấy, rất là tiện luôn nhá. Đó, các bác thấy không? Thì các bác có thể dùng để mình châm bếp ga này hoặc là mình mồi hoặc là hút thuốc lào, thuốc liếc cũng rất là ok. Giá sẽ là 40k cho một con bật lửa cây như này nhá. Đấy, sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái kéo qua lên cho em là kéo kéo may nhá, lên cho em là kéo may. Con này thì nó sẽ là hàng bãi Nhật, đây Japan này. Con này của nó sẽ là 12 inch, 12 inch nhá. Đó. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác con kéo may rất là ngon như này. Giá của nó sẽ là 100 cho mấy nhỉ? Giá sẽ là 160.000 nhá, 160.000. Lên mã cho em là kéo may. Con này các bác chuyên dùng để cắt may thì cực kỳ là ngon luôn. Đấy, đường cắt thẳng đẹp nhá. Thì khi cắt thẳng đẹp như này thì khi các bác máy nó cũng rất là dễ dàng nhá. Đấy. Đường cắt thẳng đẹp chuẩn chỉ luôn, các bác chỉ cần để trên bàn dùn đi là xong. Lên cho em là kéo may giá sẽ là 160k. Đó, đây, kéo may nhá, giá sẽ là 160.000 cho một con kéo may như này. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái bài bạc nhá. Qua lên cho em là bài bạc. Giá của nó sẽ là 50.000 cho một hộp như này. Đấy, chất liệu của nó thì 100% là bằng nhựa nhá, bằng nhựa rất là đẹp luôn các bạn. Đấy, chất liệu của nó là bằng nhựa rất là đẹp luôn. Uốn cong thoải mái với nhá, uốn cong thoải mái không sợ này. Đấy, em uốn cong như này thoải mái luôn, trừ trường hợp là các bác cố tình mình bẻ đây không nói gì, còn uốn cong như này là ok rồi nhá. Uốn cong này là ok, nó lại bật ra này. Nó bằng nhựa rất là đẹp luôn. Màu sắc đẹp, đánh thì bền đẹp luôn, nó bằng nhựa nhá. Đấy, lên trên là bài bạc. Giá của nó sẽ là 50.000 cho một hộp như này nhá. 50.000 cho một hộp bài như này. Giá của nó sẽ là 50k. Đấy, lên mã giúp cho là bài bạc nhá. Giá sẽ là 50.000. Đó, tiếp theo thì bên shop về cho bác cái máy tỉa lông mũi nhá. Máy tỉa lông mũi. Đấy, cho em là tỉa lông mũi giá sẽ là 50.000. Con này thì cũng rất là tiện luôn, về nhà các bác chỉ cần là cho vào là mình tỉa thôi. Rất là tiện đây. Em sẽ tỉa thử cho các bác xem này. Đây nhá. Đây ví dụ như đây là cái lông này. Đấy. Các bác đưa vào tỉa này là sẽ ra này. Đấy, nó sẽ đứt hết luôn. Đây các bác này. Đấy, nó đứt đầy đây này. Đấy, và cái cơ chế hoạt động của nó thì nó sẽ là thuộc cái dạng là cơ như này. Các bác cứ bóp này là xong. Bóp này xong rất là tiện luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất hợp lý nhá. Lên cho em là máy tỉa lông mũi, giá của nó sẽ là 50k cho con máy tỉa lông mũi như này. Đấy. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái cọ đen nhá. Con này thì nó sẽ là bằng cái nhựa cứng như này. Để các bác đưa vào, nó là sẽ là cái nhựa cứng các bạn. Để các bác đưa vào những cái khe kẽ để mình sử dụng này. Đấy, khe kẽ ví dụ như là các cái phần khe kẽ này. Đấy, các cái ngóc ngách như này nhá. Thì các bác đưa vào mình kỳ cọ đi. Chậu nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet hoặc là nói chung là tất cả các cái phần nhỏ mà các bác đưa những cái phần to không vào được nhá. Thì dùng cái chổi này cho em. Đó. Các bác lên mã cho em là cọ đen nhá. Giá của nó sẽ là 15.000 cho một chiếc như này. Đấy. Lên cho em là cọ đen, giá của nó sẽ là 15k. Đó, lên mã giúp cho em là cọ đen này. Cọ đen, giá của nó sẽ là 15k một chiếc nhá. 15.000 trên chiếc như này, bác nào lấy từ 3 chiếc trở lên thì bên em tính cho bác giá 40.000. Tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái kìm vàng đa năng nhá. Đấy, lên cho em là kìm vàng đa năng, hàng của Mỹ này. Đấy, USA không nhá. USA, hàng Nhật xuất Mỹ cực kỳ chất lượng cho bác luôn.
Con này thì hàng siêu ngon rồi, hàng siêu ngon này các bác, rất là êm ái luôn, hàng cao cấp. Ở đây nó sẽ có cho các bác là tuốt dây này, bấm cốt này, rồi là cắt dây này, rồi là xoắn dây vặn ốc các kiểu, con là điểu luôn đấy. Nó sẽ có 4-5 chức năng cho một con kìm hàng của Mỹ như này, hàng Nhật xuất Mỹ cực kỳ chất lượng luôn đấy. Mã tem, mã vạch, mã cốt đàng hoàng nhá, hàng Nhật xuất Mỹ cực kỳ chất lượng cho bác luôn. USA này đó, giá thì bên shop đang gửi tới bác một con kìm như này, giá của nó chỉ có cho các bác là đi 130.000 thôi. Lên mã giúp cho em là kìm vàng nhá, kìm vàng giá của nó sẽ là 130k đó, kìm vàng 130.000. Sản phẩm tiếp theo đó là lên cho bác cái sản phẩm, đó là cái đồng hồ bật lửa nhá. Cái này nó sẽ là đồng hồ kèm bật lửa luôn đấy, và cái này thì không có ga nhá, về nhà các bác tự bơm ga vào cho em đây đấy. Cái lẫy này thì các bác chỉ cần ấn vào này là đồng hồ chạy này. Đấy, đồng hồ đang chạy bình thường, đã có sẵn pin nhá, về nhà các bác tự bơm ga vào cho em nhá, tự bơm ga vào cho em. Các bác chỉ cần ấn này nó sẽ lên này. Đấy, ấn này nó sẽ lên, bật nắp ra nó sẽ lên, và có cả đèn luôn, có cả đèn báo luôn, rất là tiện nhá. Đấy, có cả đèn báo luôn. Đấy, về nhà thì các bác tự bơm ga vào cho em, đồng hồ bật lửa về tự bơm ga, giá của nó sẽ là 100 cành nhá. Đấy, rút ở ngoài cái cơ, rút đó hay là rút thanh lý, rút đó hỏi Minh. Có lên mã cho em là đồng hồ bật lửa nhá, đồng hồ bật lửa, giá của nó sẽ là 100k nhé, 100k. Về nhà các bác tự bơm ga, tự bơm ga đó, về nhà các bác tự bơm ga vào cho em nhá. Đấy, ra cửa hàng bơm ga và giá sẽ là 100.000 rồi. Ok, hello, chào các bác nhá. Nay bên shop lại về các cái mặt hàng thì em lại lên để video để trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Mã đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho các bác cái vít đen nhá, lên cho em là vít đen. Con này thì giá của nó chỉ có 60 cành cho một con như này thôi. Một bộ này của nó sẽ bao gồm cho các bác là một tay vít trợ lực và các cái đầu mũi vít như này để các bác sử dụng này. Đấy, rất là tiện luôn nhá. Đây, đấy, các cái đầu mũi vít này to nhỏ lớn bé dẹt tròn ba khe mũi khế đầy đủ cả cho các bác luôn. Đây, và nó sẽ là một cái đầu vít trợ lực nhá, thép của nó sẽ là thép CRV này. Đấy, xoáy nhanh đảo chiều trợ lực các hết nhá. Đấy, đảo chiều các bác này. Đấy, có xoáy nhanh có đảo chiều nhá, trợ lực rất là khỏe luôn đấy các bác này. Đó, một con vít như này rất là đẹp luôn. Đấy, các bác có thể cho tụt vào như này. Đấy, hoặc là thả ra tùy theo cái nấc của nó này, con nấc đây. Đấy, có xoáy nhanh nhá, có đảo chiều nhá, có xoáy nhanh đảo chiều, con này rất là ngon luôn. Đấy, thì combo của nó sẽ bao gồm cho các bác là 2, 4, 6 cây vít như này, 6 cây vít với 12 đầu vít khác nhau nhá, ba khe múi khế lục giác đầy đủ cho bác luôn. Đó, combo cho các bác một cái bộ vít đen như này nhá. Lên mã giúp cho em là vít đen, giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 60k cho một cái bộ vít đen như này thôi. Đấy, lên mã giúp cho em là vít đen nhá, giá của nó sẽ là 60k nhá. Đó, lên mã giúp cho em là vít đen này. Đó, vít đen giá của nó sẽ là 60k nhá, 60k cho một cái bộ vít đen như này. Đó, sản phẩm tiếp theo đó là bên shop tiếp tục về cho bác cái sản phẩm, đó là cái bộ gen co nhiệt nhá. Một bộ này của nó thì sẽ một hộp này sẽ là 328 đầu này, 328 đầu. Đấy, giá thì chỉ có 50 cành thôi. Đây, 328 đầu nó sẽ có là đầu từ 0.1 này. Đấy, từ 1mm đến 4-5mm đầy đủ cho các bác nhá. Đấy, từ 1mm đến 4-5mm đầy đủ cho bác luôn. Cái này thì rất đơn giản, về nhà các bác chỉ cần là đấu dây điện xỏ vào, sau đó thì mình lấy máy lửa mình hơ đi là nó sẽ siết chặt vào luôn, rất là tiện. Lên mã giúp cho em là gen co nhiệt nhá, gen co nhiệt. Đấy, đây, đầy đủ các cái đầu nhá, các cái đầu, các cái kích thước to nhỏ lớn bé khác nhau để các bác sử dụng, nó rất là tiện luôn. Các bác chỉ cần đấu dây điện này xỏ vào, sau đó thì mình bật lửa lên mình hơ vào là xong. Lên cho em là gen co nhiệt nhá. Đấy, gen co nhiệt này, gen co nhiệt giá sẽ là 50k trên một bịch như này nhá. 50k trên một hộp như này, một hộp này của nó thì sẽ là 328 đầu. 328 đầu nhá. Đó, sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho các bác cái sản phẩm, đó là cái dây vòi xịt vệ sinh nhá. Các bác lên mã riêng là dây vòi xịt vệ sinh. Con này thì bên shop bán rất là nhiều rồi. Đấy, combo cho các bác như này, một bộ bao gồm cho các bác là một dây, một đầu vòi xịt, một giá đỡ. Đấy, ốc yếc các thứ đầy đủ luôn. Đấy, dây này, đầu vòi xịt, giá đỡ này, ốc yếc đầy đủ cho các bác luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác combo một bộ như này, giá của nó sẽ là 100k thôi. Về nhà thì dây của nó sẽ là dây dài 1,5 m nhá. Hàng thì nó sẽ là hàng inox 304, hàng của thương hiệu Osaka Japan, hàng nội địa của Nhật cực kỳ là cao cấp nhá. Đấy, rất là cao cấp cho bác luôn. Đây, Osaka Japan con này. Đấy, Osaka Japan. Đây, các bác bóp này là nó sẽ xịt ra, xịt ra nước này. Đấy, bóp này thì nước nó sẽ ra này, và các bác không bóp thì nó sẽ tự khóa nhá. Đấy, dây của nó thì là một dây 1,5 m và dây chống rối nhá, dây 1,5 m chống rối, hàng cực kỳ đẹp và chất lượng cho các bác luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác một cái combo như này, giá của nó sẽ là 100k nhá, 100k, cả dây, cả giá đỡ, cả vòi xịt như này. Đấy, đây, giá đỡ đây các bác nhá. Cơ chế của nó thì là cơ chế tự ngắt nhá, rất là ngon luôn. Inox 304 các bác này. Su 304 không bắt nam châm, về các bác test nam châm thoải mái luôn. Osaka Japan, hàng nội địa của Nhật nhá, rất chất lượng cho các bác luôn. Đó, thì combo cho các bác nhá, một dây, một đầu vòi xịt như này và một giá đỡ, ốc áp các thứ đàng hoàng.
giá chỉ có cho các bác là 100k thôi. Qua lên cho em là xịt vệ sinh nhá. Đấy. Em đã giúp cho em là xịt vệ sinh, giá của nó sẽ là 100.000. Đó. Lên cho em là xịt vệ sinh nhá. Đó. Xịt vệ sinh nhá, xịt vệ sinh. Giá của nó lên cho em là dây xịt vệ sinh. Dây xịt vệ sinh giá của nó sẽ là 100k nhá. 100k trong cái bộ dây xịt vệ sinh như này. Đó. Rất đẹp, rất chất lượng cho các bác luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng phích đun sôi nhá. Lên cho em là phích đun sôi. Đấy, con này thì dung tích của nó sẽ là 3 lít cả vỏ nhá. 3 lít cả vỏ. Đấy, thoải mái cho các bác sử dụng luôn. Đấy, của nó thì dung tích của nó thì nó cũng là hơn 2 lít, còn cả vỏ của nó sẽ là 3 lít. Đấy, nó sẽ là một con phích như này. Đấy, một con phích như này. Hàng thì nó sẽ về theo lô nhá, có lô màu nọ, có lô màu kia. Đấy, nhưng mà rất là đẹp luôn. Dày dẫn chắc chắn nhá, hàng của thương hiệu Cúc nhá. Hàng Cúc của Hàn Quốc. Đấy, rất là đẹp, dày dẫn chắc chắn. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất là tốt luôn. Khi bật lên thì nó sẽ có đèn báo ở đây nhá, cắm điện và có đèn báo ở đây. Nó sẽ là một con phích đun sôi như này. Tức là các bác vừa làm phích giữ nhiệt nhá, vừa làm phích giữ nhiệt này, vừa là ấm siêu tốc được luôn. Đấy, cho nên em gọi là phích đun sôi. Dung tích của nó sẽ là 3 lít cả vỏ nhá, thoải mái cho các bác sử dụng luôn. Đó, 3 lít cả vỏ, các bác chỉ cần là xoáy nắp vào cho em như này xong rồi. Đấy, nó sẽ sập lẫy như này. Đó, dung tích của nó sẽ là 3 lít cả vỏ nhá. Đây. Đấy, hàng của thương hiệu Cúc Cù nhá. Đấy, điện của nó sẽ là điện 220V, dung tích của nó sẽ là 3 lít này, 3 lít cả vỏ này, 1300W nhá. Đấy, điện 50Hz rất là ngon luôn. Đó, đây là cái đế của nó này. Đế của nó đây. Nói chung là con này các bác cứ dùng bình thường, khi nào mà có khách hoặc cần đun nóng thì các bác lại đun lên. Đấy, còn không thì mình cứ để như này thôi. Đấy, thì các bác không phải chiết ra phích ra phiếc gì nữa. Nó rất là tiện. Và giá thì bên shop đang gửi cho các bác một cái giá siêu tốt luôn nhá. Đấy, siêu tốt cho các bác luôn. Lên mã giúp em là phích đun sôi. Giá thì chỉ có cho các bác là một con phích đun sôi như này, giá của nó chỉ có cho các bác là 180.000 thôi. Lên cho em là phích đun sôi nhá. Lấy cho cái bút khác đi. Phích đun sôi này, đó, phích đun sôi. Giá của nó sẽ là 180k nhá, 180.000 cho con phích đun sôi như này. Cho nó nhanh hết một tí. Đấy, giá của nó sẽ là 180.000 nhá, 180.000 cho con phích đun sôi như này. Đây, rất đẹp, rất chất lượng luôn. Đế điếc dây riếc cực kỳ chắc chắn nhá, hàng thương hiệu Cúc Cù của Hàn Quốc nhá. Đó, sản phẩm tiếp theo đó là bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái võng xếp nhá. Đấy, võng xếp. Hàng của thương hiệu con này thì hàng Việt Nam chất lượng cao nhá. Đấy, võng xếp hàng Việt Nam chất lượng cao. Đấy, hàng của thương hiệu võng xếp Phương Liên này, võng xếp Phương Liên. Con này thì giá của nó sẽ là 150k. Cầm cho anh tí nào. Đấy, 150.000 cho một con võng xếp như này. Con này thì rất là tiện luôn các bác này. Đây. Đấy, để em sẽ răng cho các bác xem. Kích thước của nó thì chiều dài khoảng hơn 2m và chiều rộng của nó thì nó vào khoảng là đấy, con này đây, rất là đẹp các bác này. Đấy, các bác thấy không? Đây. Cái ưu điểm của con này thì nó sẽ có cái phần đai này, có cái phần đai này, cho nên là cái võng luôn luôn ở chế độ là chuông như này, nó sẽ không bị co, và thì khi các bác nằm nó rất là dễ chịu, võng không bị co nhá. Chiều dài của võng thì khoảng trên 2m nhá. Đây, rất là dài luôn này, chiều dài võng trên 2m. Đầu dây đai những các thứ rất là dày dẫn chắc chắn luôn. Và võng này của nó sẽ là dòng võng để răng cả cái này luôn. Võng đan hai lớp như này nhá, đan hai lớp như này. Đây con này, hai lớp lưới như này. Đấy, của nó sẽ là lưới dù dệt 3D nhá, lưới dù dệt 3D. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Lên cho em là võng xếp nhá, giá của nó chỉ có 150.000 thôi. Đấy, có lên cho em là võng xếp này. Đó. Võng xếp giá của nó sẽ là 150k nhá. 150.000 cho một con võng xếp như này. Kích thước của nó thì chiều dài khoảng là hơn 2m và chiều rộng thì nó vào khoảng từ 80 đến 1m nhá. Đấy. Ngoài ra thì bên shop có về cho bác cái võng dù quân đội Nhật nhá. Lên cho em là võng dù quân đội Nhật. Đây cũng là một cái dạng võng gấp gọn rất là tiện dụng. Đây, đây nó sẽ là nó sẽ gấp gọn trong một cái túi như này các bác này. Đây nó sẽ gấp gọn trong một cái túi như này và các bác có thể dở ra để mình mang đi chơi đi du lịch rất là tốt. Có dây đeo sẵn như này các bác này. Đây. Đấy, nó sẽ là một con võng như này. Kích thước thì con này thì cái chiều dài của nó cũng vào khoảng là gần 2m này. Đấy, chiều dài của nó thì vào khoảng 1m8 đến 2m. Nếu mà tính cả phần đai này thì khoảng hơn 2m này. Đấy, con này thì nó sẽ là thuộc dạng dây đai dây dù như này, rất là tiện luôn. Đó thì chiều ngang của nó thì nó vào khoảng là 80 phân nhá. Đây, chiều ngang cái phần giữa này khoảng 80 phân này. Đấy, nó sẽ là một cái dòng là võng vải dù như này. Vải dù này các bác nhá. Đấy, vải dù. Và dệt của nó cũng dệt theo kiểu là dệt 3D, cho nên nó rất là thoáng khí nhá. Dệt 3D rất thoáng khí, nhưng mà rất là dày dẫn và chắc chắn. Các bác có thể mang đi du lịch, đi chơi, đi học, đi làm, đi phượt đều ok hết. Và nó gấp và rất là gọn. Đây, nó chỉ bằng cái ống đồng thôi. Đấy, nó chỉ bằng cái ống đồng chân này thôi. Đó, rất là gọn luôn. Các bác có thể bỏ vào bao lô này để mang đi học, đi chơi, đi làm, đi du lịch đều được hết nhá. Con này thì nó sẽ là hàng của quân đội Nhật. Nó chuyên để sản xuất cho lính nhá. Đấy, lính quân đội, để nó mang đi chiến đấu hoặc là đi cắm trại các thứ đấy, hoặc là nó đi tập duyệt các bác nhá. Thì rất là tiện luôn. Hàng thì nằm nó cực kỳ là êm mát và thoáng khí nhá. Êm mát thoáng khí. Rất là tiện dụng để cho các bác sử dụng để mang đi học, đi chơi, đi làm, đi du lịch, đi phượt đều được hết nhá. Đấy, lên cho em là võng dù quân đội nhá. Đấy. Các bác lên cho em là võng dù quân đội này. Đấy, võng dù quân đội Nhật này.
võng dù này, quân đội Nhật nhá. Quân đội Nhật giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 90k trong chiếc thôi. 90.000 trong chiếc võng dù quân đội Nhật như này. Giá của nó sẽ là 90k nhá. Lên trên là võng dù quân đội Nhật, giá nó sẽ là 90.000. Gấp gọn như này rất tiện dụng luôn. Các bác có thể mang đi du lịch, đi học, đi chơi, đi làm. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái sản phẩm đó là cái viên giặt xả nhá. Các bác lên trên là viên giặt xả. Con này thì nó vừa dùng để giặt và xả quần áo được luôn. Đấy, tức là vừa là xà bông, vừa là xà phòng, vừa là giặt xả tẩy giết được hết nhá. Giá thì bỏ con dao. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 80k trong một hộp như này. 80k trong một hộp viên giặt xả này bao gồm là 5 gói nhá. Đấy, 80.000 trong một hộp bao gồm là 5 gói. Đấy, các bác mua cả hộp thì sẽ là 80.000. Còn mua lẻ thì sẽ là 20.000 cho một gói nhá. Mua lẻ thì 20.000 một gói như này. Một hộp này bao gồm là 5 gói. Mỗi gói này của nó sẽ là 20 viên. Mỗi gói này là 20 viên, tức là tính ra các bác vào mua và chỉ có mất 1.000 một viên như này thôi. Các bác có thể dùng để giặt quần áo này. Đấy, vừa sạch tẩy sạch, vừa thơm, vừa diệt khuẩn, vừa là làm trắng luôn nhá. Đấy. Thì một hộp này của nó là 5 gói. Hộp 5 gói sẽ là 80.000. Hộp 5 gói 80.000, còn mua lẻ thì một gói như này sẽ là 20k thêm một gói như này nhá. 20k thêm một gói như này. Đấy, một gói này của nó là 20 viên. Các bác có thể mua thử 2-3 gói về mình dùng trước, hoặc các bác nào cần thiết thì mình cứ mua cả hộp luôn. Con này nó sẽ là hàng nội địa của Nhật, cực kỳ chất lượng luôn. Các bác dùng để giặt xả quần áo thì cực kỳ là sạch thơm nhá. Đấy. Công dụng của nó thì thứ nhất là sạch này. Đấy, thứ nhất là sạch này. Đấy, tẩy sạch nhá. Sạch này. Thứ hai là thơm này. Đấy, sạch thơm này. Và thứ ba là tẩy trắng nhá. Sạch thơm và tẩy trắng này. Đấy. Tẩy trắng. Giá thì sẽ là 80k trên hộp như này. 80k hộp này là 5 gói nhá. 80k trên một hộp. Còn mua lẻ sẽ là 20k trên một gói. 20k trên một gói nhá. 20.000 trên gói, 80.000 trên một hộp 5 gói. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái cân sức khỏe nhá. Con này thì bên shop bán rất là nhiều rồi. Một con cân sức khỏe như này. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác chỉ có cho các bác là 100.000 thôi. Đấy, lên cho em là cân sức khỏe nhá. Cân sức khỏe. Đấy, lên đúng mã cho em. Đấy, cân sức khỏe sẽ bao gồm cho các bác là một cân này, một cân và một đôi pin như này. Về nhà các bác chỉ cần lắp pin vào cho em là xong. Đó, đây, lắp pin vào cho em nhá. Đấy. Lắp pin thì lưu ý các bác lắp đúng chiều cho em. Cân này thì nó sẽ có hai chức năng, vừa dùng để cân, vừa dùng để cập nhật nhiệt độ luôn. Đó, nó sẽ có tính năng là đo nhiệt độ đây thì các bác có thể cập nhật nhiệt độ được. Đây. Đấy, để em sẽ cân thử cho các bác xem nhá. Đây. Đấy, xem tình cân nặng sức khỏe như nào. Đấy. Em hiện tại bây giờ đang là 66,35kg nhé, 66,35kg, đó. Và con này nó sẽ có đo nhiệt độ cho bác luôn, nhiệt độ bây giờ đang là 32 độ C này. Đấy, nó sẽ nhớ một lúc sau đó thì nó sẽ trở về không và các bác lại cân như bình thường. Tổng trọng lượng của nó là lên tới cân được tối đa lên tới 180 cân nhé, 180 cân luôn. Mặt cân thì bằng kính cường lực dày 5 ly, đấy, lên cân được tới 180 cân đây. Đấy, mắc của nó là 180 cân nhé. Và của nó thì nó sẽ dung size là cộng trừ là 0,1kg. Đấy, 0,1kg. Đó. Và giá thì chỉ có cho các bác là 100k thôi. Lên cho em là cân sức khỏe nhá. Cái này về các bác dùng để mình cân người thì rất là ok nhá. Đấy, cân sức khỏe giá của nó sẽ là 100k trong con cân sức khỏe này. Để các bác để cân người và theo dõi tình trạng sức khỏe các thứ là ok. Rồi, giá sẽ là 100.000. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhá. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Mã đầu tiên em lên cho bác đó là cái keo đa năng xanh nhá. Qua lên cho em là keo đa năng xanh. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 20.000 cho một típ như này. 20.000 một típ như này nhá. Và bác nào mua từ 3 típ trở lên thì bên em sẽ tính cho bác giá 50.000. Cầm cho anh cái keo vàng ở đây. Đấy. Lên cho em là keo đa năng xanh nhá. Đấy, nó sẽ là 20.000 một típ và bác nào mua từ 3 típ thì sẽ là 50.000. Đây em sẽ có video thực tế cho bác xem luôn. Một lọ này dung tích của nó sẽ là 60g nhá. Lọ này thì dung tích của nó sẽ là 60g. Tha hồ thoải mái cho bác sử dụng luôn. Dán trên mọi chất liệu, trên mọi bề mặt đều ok hết nhá. Cách gần như mọi thứ cách đặt tình cảm của bạn với cờ rất. Đừng sử dụng đinh vít nữa vì đã có keo siêu dính normal nail công nghệ Nhật Bản. Có thể dùng để dán, hàn gắn mọi chất liệu từ sắt, thép, gỗ, nhựa, thủy tinh, cao su. Dễ dàng dán các vật dụng bị đứt gãy, dán kệ treo tường, dán bàn ghế gỗ, dán cửa tủ, móc treo quần áo, giày dép. Keo chịu được sức nặng của 5 người, chống thấm nước, chống rò rỉ, bảo quản ngoài trời lên đến 10 năm. Anh chị nào mà dặn nước tình cảm với người yêu thì mua cái này về dán, đảm bảo sẽ lại dính lấy nhau nhé. Cửa tủ, móc treo quần áo, giày. Có thể dùng để dán, siêu dính xịn nhất thị trường, có thể gắn kết gần như mọi thứ kể cả tình cảm của bạn với cờ rất. Đừng sử dụng đinh vít nữa vì đã có keo siêu dính normal nail công nghệ Nhật Bản. Có thể dùng để dán, hàn gắn mọi chất liệu từ sắt, thép, gỗ, nhựa, thủy tinh, cao su. Dễ dàng dán các vật dụng bị đứt gãy, dán kệ treo tường, dán bàn ghế gỗ, dán cửa tủ, móc treo quần áo, giày dép. Keo chịu được sức nặng của 5 người, chống thấm nước, chống rò rỉ, bảo quản ngoài trời lên đến 10 năm. Anh chị nào đó thì các bác lên cho em là keo đa năng xanh nhá, keo đa năng xanh. Giá của nó sẽ là 20.000 một típ nhá. Keo đa năng xanh này. Keo đa năng xanh. Nó sẽ là màu xanh mà, cho nên lên em keo đa năng xanh.
giá sẽ là 20k trên một tip, và lấy từ 3 tip thì sẽ là bằng 50k nhá, 50k đó, 50k. Và ngoài ra thì bên shop có bán cái keo đa năng màu vàng như này, nắp của nó màu vàng như này. Con này thì các bác cũng dùng để dán đồ trang sức này, đấy, dán sành sứ này, rồi dán quần áo này, rồi đồ sứ các thứ đều là ok hết nhá. Nói chung là dán cũng tương đối là ok luôn. Đấy thì con này thì giá nó sẽ là 20.000 cho 3 tip như này. Lên cho em là keo vàng nhá, keo vàng. Giá của nó sẽ là 20.000 cho 3 tip. Đó, lên cho em là keo vàng này. Keo vàng, giá của nó sẽ là 20k trên 3 tip nhá, trên 3 tip. Đấy, 3 lọ, 20.000 trên 3 lọ. Thì nó sẽ là một cái dòng keo vàng như này. Con này thì nó cũng là một cái dòng keo dán đa năng luôn. Các bác có thể là dán được đồ trang sức này. Đấy, dán những cái phần bị nứt gãy này, rồi dán đồ da này, quần áo này. Đấy, đồ nhựa này, rồi đồ sành sứ đều là ok hết nhá. Hàng thì của Thái Lan nhá, hàng này hàng của Thái Lan này. Rất là chất lượng cho bác luôn. Keo đa năng của Thái Lan nhá. Đấy, lên cho em là keo vàng. Keo vàng giá của nó sẽ là 20.000 trên 3 tip, 20.000 trên 3 tip keo vàng. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop về cho bác cái dòng mũi khoan đa năng. Thì bên em có hai dòng nhá. Một dòng là mũi khoan đỏ và một dòng thì bên em lên tên nó sẽ là mũi khoan tháp. Đấy. Thì có lên cho em là khoan đỏ nhá, khoan đỏ, hàng của thương hiệu Unica Japan. Đó. Lên cho em là khoan đỏ hộp nhựa nhá, khoan đỏ hộp nhựa. Nó sẽ bao gồm cho các bác là một cái hộp nhựa như này, và ở đây thì nó sẽ có cho các bác là 3 mũi nhá. 3 mũi khoan tháp. Kích thước của nó sẽ là 4 x 12, 4 x 32 và 4 x 20. Đó, 4 x 12, 4 32, 4 20. Đấy, và giá của nó sẽ là 110.000. Đó, khoan đỏ hộp nhựa nhá, khoan đỏ hộp nhựa. Đấy, và giá sẽ là 110k nhá. 110k cho một hộp như này, bao gồm cho bác là 3 mũi khoan tháp và 3 mũi tazo gen. Hàng này của nó thì nó sẽ là thuộc cái dòng hàng cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Nó là thép gió mạ titan nhá, thép gió mạ titan. Đó. Một hộp này của nó thì sẽ bao gồm cho các bác là 6 mũi. Đấy, 6 mũi. Tiếp theo thì các bác lên cho em là khoan đỏ nhá. Đấy, lên mã giúp cho em là khoan đỏ hộp nhựa này. Đấy. Khoan đỏ hộp nhựa. Khoan đỏ hộp nhựa nhá. Đó. Khoan đỏ hộp nhựa, giá của nó sẽ là 110k nhá, 110k. Đó. Ngoài ra thì bên shop có một cái dòng cao cấp hơn một chút, đó là khoan tháp hộp nhôm nhá. Nó sẽ đựng trong một cái hộp nhôm chất lượng xịn sò như này, hàng của thương hiệu Unica. Bộ này của nó thì cũng bao gồm cho các bác là 5 mũi này, 5 mũi. Đấy, các mũi thì kích thước của nó cũng tương đương như các cái mũi bên kia. Và ngoài ra nó sẽ có thêm cho các bác là một cây lấy dấu như này nữa. Thêm cho các bác là một cây lấy dấu này nữa nhá. Đấy, một cây lấy dấu rất là xịn sò như này. Đó. Và giá thì bên shop đang gửi cho bác cái giá đó là 180.000 nhá, 180.000. Bao gồm cho các bác là 1 2 3 4 5, 5 mũi khoan tháp, một cây lấy dấu. Đấy. Cái này thì các bác lên cho em là khoan tháp hộp nhựa nhá. Lấy dấu thì đây. Các bác chỉ cần giữ này là sẽ có dấu này. Đấy, có dấu luôn đúng không nhá. Rất là nhạy này. Đấy, các bác chỉ cần nhấn này là có dấu này. Đấy, rất là nhạy luôn. Thì các bác dùng để mình lấy dấu, để mình đánh dấu rồi mình làm rất là tiện nhá. Đó. Một bộ này của nó thì sẽ là 180.000. Lên cho em là khoan tháp hộp nhôm nhá, khoan tháp hộp nhôm. Đấy, nó đựng trong cái hộp nhôm như này. Mũi thép của nó sẽ là thép gió mạ titan, nó cũng giống cái kia, nhưng mà cái này thì nó sẽ nhiều mũi hơn và đựng trong một cái hộp nhôm như này. Cũng hàng của thương hiệu Unica Japan nhá. Đấy. Thì cái này các bác lên cho em là khoan tháp hộp nhôm, giá sẽ là 180.000. Đó. Khoan tháp này. Đấy, khoan tháp hộp nhôm nhá. Khoan tháp hộp nhôm, còn cái kia nó là hộp nhựa nhá, khoan đỏ hộp nhựa. Khoan tháp hộp nhôm giá của nó sẽ là 180k nhá. 180.000. Đơn hàng thì trên 200 trở lên bên em sẽ bao ship nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái đũa nhá. Đũa thì bên shop sẽ có cho các bác là một số các cái mẫu đũa như sau. Bỏ thanh cái đũa hàn với đũa inox đây luôn. Quay một thể luôn. Đấy, đầu tiên thì nó sẽ là có đũa của Nhật, đũa của Hàn các bác nhá. Đấy, và đũa inox của Đức. Đấy, bên em đang có 4 loại đũa. Đấy, đầu tiên thì nó sẽ là lên cho bác cái đũa của Hàn Quốc nhá. Các bác lên cho em là đũa mạ vàng Hàn Quốc. Đũa mạ vàng Hàn Quốc thì một vỉ bao gồm là 10 đôi. Và giá thì bên shop đang gửi cho bác một hộp đũa mạ vàng Hàn Quốc như này, giá sẽ là 40.000 nhá, 40.000. Đấy, chất liệu của nó thì được làm từ sợi thủy tinh kháng khuẩn, chịu được nhiệt độ cao, chống nấm mốc, chống bị vi khuẩn xâm nhập nhá. Đấy, chống vi khuẩn, chống nấm mốc rất tốt luôn. Giá thì một hộp như này của nó sẽ là 40.000. Đấy, 40.000 trong hộp như này. Kích thước đũa thì vừa phải vừa vặn, rất là đẹp luôn, và giá thì rất hợp lý nhá, giá rất hợp lý cho bác luôn. Lên mã giúp cho em đó là đũa mạ vàng nhá, đũa mạ vàng, một hộp này của nó là 10 đôi, đũa mạ vàng Hàn Quốc. Đấy. Các bác lên cho em là đũa mạ vàng Hàn Quốc nhá. Đấy, đũa mạ vàng Hàn Quốc này, mạ vàng Hàn Quốc, một hộp của nó sẽ là 10 đôi và giá sẽ là 40k nhá, 40k cho một vỉ như này. 40k trên một vỉ 10 đôi như này. Đấy, một vỉ này 10 đôi, tha hồ thoải mái các bác sử dụng luôn, mua cho em 3 vỉ là có cỗ bàn là thoải mái rồi. Đấy, 3 vỉ là thoải mái rồi có nhá. Đấy, các bác có thể mua nhiều hơn tùy theo. Đấy, còn mình cứ mua phòng khi mà nó bị rơi rớt. Sản phẩm tiếp theo đó là cái đũa của Nhật, thì nó sẽ là một cái đũa cũng là dạng sợi thủy tinh, hàng made in
Hàng made in Japan nhá, made in Japan. Đó, chịu được nhiệt độ lên tới 200 độ C nhá. Con này thì một vỉ của nó là 10 đôi, hàng made in Japan, mã tem, mã vạch đàng hoàng. Đấy, diệt khuẩn lên tới 99% nhá, diệt khuẩn lên tới 99%. Đấy, chống nấm mốc, diệt khuẩn lên tới 99%. Và một vỉ này của nó thì bao gồm cho các bác cũng là 10 đôi luôn, 10 đôi. Đấy, vân viết các thứ rất là đẹp luôn. Đó, lên cho em là đũa mạ à, đũa Hàn Quốc, à đũa Nhật nhá, lên cho em là đũa Nhật. Đấy, đũa Nhật này, giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 40.000 cho một vỉ 10 đôi như này. Đấy, cái đũa Nhật này thì cũng 40.000 vỉ 10 đôi. Hoa văn hoa lá cành cực kỳ là đẹp luôn. Chịu được nhiệt độ lên tới 200 độ C nhá, chống nấm mốc, chống vi khuẩn xâm nhập nhá. Hàng made in Japan luôn. Đấy, lên cho em là đũa Nhật nhá. Đấy, đũa Nhật. Đũa Nhật này, giá của nó sẽ là 40k trên một vỉ như này. 40.000 trên một vỉ đũa Nhật như này nhá, bao gồm 10 đôi. Tiếp theo thì bên shop có cho các bác đó là cái dòng đũa cũng là đũa của Nhật nhưng mà nó sẽ cao cấp hơn, đó là đũa sứ nhá, đũa sứ Nhật. Đây, tất cả chất liệu của nó thì nó làm bằng sứ hết nhá, làm bằng sứ, cực kỳ dày dẫn và chắc chắn luôn. Đấy, rất dày dẫn chắc chắn. Và một vỉ này của nó sẽ bao gồm cho các bác là 5 đôi nhá, 5 đôi đũa sứ như này. Dòng này dùng thì chấm hết luôn các bác nhá, chấm hết luôn, khỏi phải bàn luôn. Riêng đũa sứ này thì cái độ sạch của nó thì khỏi phải bàn rồi, sạch nhanh, khô nhanh, không bị bắt dầu mỡ nhá. Đấy, các bác rửa xong cái là nó khô luôn, giống như bát ấy, mình đang ăn bát sứ đấy. Đó, thì nó rất là tiện. Đây, màu sắc rất là đẹp, kích thước vừa phải này, dùng cái này thì rất là thích luôn. Chỉ cái trường hợp là nhà có trẻ con thì dùng nó hơi bất tiện thôi, tại vì là sợ là trẻ con nó đánh rơi. Đấy, còn lại là dùng rất là ngon, sạch sẽ. Đấy, nhà nào các bác mà không có trẻ con mà ít người sử dụng thì các bác nên sử dụng cái đũa sứ này cho em. Sạch sẽ, vệ sinh, đẹp, sáng bóng, tuyệt vời luôn. Lên cho em là đũa sứ nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới bác một hộp như này 5 đôi nhá. Hộp này của nó là 5 đôi, hàng cao cấp của Nhật nhá, đũa sứ. Giá của nó sẽ là 70.000 trên một vỉ 5 đôi như này, 70.000 trên một vỉ 5 đôi đũa sứ như này. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác một cái dòng đũa cực kỳ cao cấp, đó là đũa inox nhá. Inox này thì các bác chấp hết các loại gió mùa luôn này. Đấy. Một vỉ này của nó sẽ bao gồm là 5 đôi, 1 2 3 4 5 đôi. Hàng thương hiệu Winling. Đấy, inox 304 không gỉ nhá, inox 304 không gỉ. Đấy, có đầu này thì có đánh nhám chống trơn trượt rất là tốt luôn. Dòng này thì các bác dùng thoải mái, chống nấm mốc, chống vi khuẩn xâm nhập, rồi người già trẻ con dùng được hết, rất là tiện nhá. Đấy, kích thước của nó thì nhỏ xinh như này thôi, nhỏ xinh như này. Đó, và giá thì chỉ có 55.000 nhá. 55.000 cho một vỉ 5 đôi như này, 55.000 cho một vỉ 5 đôi như này. Các bác lên cho em là đũa inox nhá, đũa inox. Giá của nó sẽ là 55k. Đó, đũa inox này. Lên cho em là đũa inox nhá, đũa inox. Giá của nó sẽ là 55k nhá. 55k trên một vỉ như này, một vỉ này của nó bao gồm là 5 đôi. Đấy, đũa inox này thì nó sẽ là 5 đôi và cái đũa sứ cũng là 5 đôi. Còn lại là đũa Hàn và đũa Nhật thì đều là 10 đôi nhá. Cái này là 5 đôi này. Đấy. Đũa sứ 5 đôi và đũa inox cũng là 5 đôi, chỉ có đũa Nhật và đũa Hàn là 10 đôi. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ 5 đĩa nhá. Đấy, bộ 5 đĩa. Bộ 5 đĩa này thì giá bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 100 bộ 5 đĩa này thì giá của nó sẽ là, em không nhớ các bác nhá, 120.000 các bác. Đấy, 120.000 cho một cái bộ 5 đĩa như này. Đấy. Sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là 5 cái đĩa luôn. Hàng siêu dày dẫn chắc chắn nhá. Hàng này của nó rất dày dẫn chắc chắn nhá. Đấy, choang choang luôn, các bác nghe tiếng các bác đã thấy thích rồi. Đây. Ở đây thì nó sẽ là có một cái con to nhất thì kích thước của nó sẽ là lên tới con to nhất thì kích thước của nó sẽ là lên tới 25 cm. Đấy, 25 cm các bác nhá, khoảng 25 cm đây. Một con to nhất như này. Đấy, con to nhất như này các bác này. Đấy. Con to nhất như này. Hàng thì nó sẽ là hàng của thương hiệu Winling của Đức nhá. Đấy. Lên xem là bộ 5 đĩa giá sẽ là 120.000. Đó. Bộ 5 đĩa này. Bộ 5 đĩa. Giá của nó sẽ là 120k cho một cái bộ 5 đĩa này. Bộ này thì rất đẹp và tiện dụng luôn. Các bác có thể dùng để mình cái to này đựng rau này hoặc là đựng đồ ăn sống này. Đấy, cái nhỏ nhỏ này thì các bác đựng đồ ăn chín này, xào nấu này, giò chả các thứ này. Ưu điểm của con này nó sẽ là sáng bóng nhá, inox sáng bóng và rất là dày dẫn các bạn, rất dày luôn. Dùng thì rất là thích, sạch sẽ. Các bác có thể dùng để mình đựng đồ ăn sống, đồ ăn chín, thực phẩm hoa quả các thứ. Kích thước của nó, con nhỏ nhất thì vào khoảng là 12 cm và con to nhất thì nó vào khoảng 25-26 cm. Đấy, combo cho các bác như này, một bộ 5 đĩa như này giá sẽ 120.000, mua một lần dùng từ đời nọ sang đời kia luôn các bác nhá. Đấy, chứ không phải là mua một lần dùng một đời mà từ đời nọ sang đời kia luôn. Đấy, không lo bị vỡ, bị sứt mẻ, bị hỏng hóc, rất là tiện. Lên cho em là bộ 5 đĩa, giá sẽ là 120.000. Rồi ok. Nay bên shop tiếp tục về cho bác cái lô đài FM nhá. Đài FM, con này thì có kèm đồng hồ luôn. Giá thì lô này hàng về giá rất là tốt cho bác luôn. Có kèm cho các bác một cáp sạc như này nhá. Một đài, một cáp sạc. Đấy, con này thì nó sẽ có sẵn pin bên trong rồi, về nhà các bác cứ thế là sử dụng thôi. Đấy.
có sẵn pin bên trong rồi, rất là tiện này, một con đài rất là đẹp luôn. Ở đây thì nó sẽ có cái lẫy để các bác chắn cái đồng hồ này, đây có cái lẫy này chắn đồng hồ. Về các bác ấn cái mở sang on này là cái đồng hồ nó lên này, clock này là đồng hồ này. Đó, con này thì có cắm jack 3.5 này, có USB, có thẻ nhớ nhá và chân sạc vào này. Đấy, và bật đài FM thì các bác kéo dâu lên cho em, kéo dâu này lên này. Đấy, kéo dâu này lên, sau đó thì các bác bật cái nút này lên này, cái này vừa bên tay trái này thì vừa là nguồn, vừa là nguồn vừa là volume luôn. Và đấy, và khi các bác nghe đài thì để cho em chế độ FM nhá, kéo sang chế độ FM như này các bác này. Đấy, kéo cái chế độ FM này cho em. Đó, nó sẽ có các chế độ FM này, squat này, AM này. Thì các bác dùng đài Việt Nam mình thì để cho em là chế độ FM các nhá. Đấy, đồng hồ thì đang chạy bình thường này, các này, đồng hồ đang chạy bình thường. Đấy, và các bác dò cho em nhá. Đấy, 102.7 này, 96.5 này. Đấy thì các bác cứ dò làm sao cho nó chuẩn là được các nhá. Đấy là nó sẽ có đài thôi. Đấy thì con này xây dựng các biểu mẫu y form trên đấy, cổng dịch vụ thuận lợi nhất cho người dân tối ưu về các thông tin. Các bác đi biển đi thôi, có nghĩa là có hướng dẫn rất cụ thể, không thể để ra những cái chỉ thông tin mà rất là cái này là volume nhá, cái này vừa là volume này, volume này, đấy volume vừa là công tắc nguồn luôn, tắt vặn hết sang bên tay trái này là tắt nguồn này, bật anh tách này nó lên này và điều chỉnh to nhỏ này, đảm bảo cái dịch vụ công toàn trình ở trên hệ thống đấy. Thì khi đó người dân không phải đính kèm không gì mà dữ liệu hoàn toàn liên thông. Đấy, chỉ cần chọn cái dịch vụ công mình muốn. Đây, những dài cái thông của nó tin này, gì liên quan đến dịch vụ công chiều dài của nó là một gang tay này, chiều cao của nó thì khoảng trên 10 phân này, chiều rộng khoảng 10 này. Đấy, ở đây thì nó sẽ có một con pin sẵn này rồi, về nhà các bác chỉ việc sử dụng thôi nhá. Đó, có sẵn pin rồi, phục vụ chuyển đổi số rất là ngon luôn. Thì theo ông cái giải pháp nào có ý nghĩa quyết định? Việc triển khai đề án 06 đó là đề án của chính phủ. Để triển khai được thành công được đề án này không phải chỉ riêng nhiệm vụ của Bộ Công an mà phải của tất cả các bộ ngành phải tham gia. Đặc biệt là đối với các dịch vụ công thì đều phải có sự liên thông giữa các bộ ngành để triển khai. Về quan điểm của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện đề án 06 là không hô hào, chung chung mà phải thực hiện bằng những công việc cụ thể. Chuyển đổi số phải lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm chủ thể nhằm cung cấp dịch vụ chất lượng tốt hơn, phục vụ tốt hơn cho người dân, doanh nghiệp, đảm bảo người dân, doanh nghiệp được thụ lợi. Đài chất âm thì nghe rất là hay nhá, tiếng trong rõ tiếng các bác nhá. Đó, các bác dò thì dò cái phím bên tay trái này cho em này. Lên biểu diễn ở sân khấu trong những cái dịp mà của lớp thôi, của trường hoặc là rất là nhiều đài luôn các bác nhá. Mẹ. Đấy là những cái sân khấu nó rất là vừa sức, nó để cho các bạn có thể thể hiện bản thân mình. Đấy là cái điều đầu tiên. Và những trẻ mà nếu như mà không tự tin á thì các bác có thể dò sóng ở đây này. Đấy, dò sóng ở đây gần như là không bị là mất cái phương hướng, tiếng rất là to và không hiểu được cái giá trị của bản thân mình. Đấy, tiếng rất to nghe rõ nhé các bác nhé. Các bác cứ dò này cho em này. Đó, dò này cho em. Đấy, để cho em chế độ FM nhé. Các bác cứ để chế độ FM sau đó thì mình dò cho em. Đó, rất là ngon luôn. Đó, giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Lên mã giúp cho em là đài FM nhé, để cho em chế độ FM này để mình sử dụng này. Đấy, đài FM, giá thì bên shop đang gửi tới các bác một con đài FM như này, giá chỉ có 260.000 thôi, 260.000 bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Về nhà các bác chỉ việc sử dụng thôi, bảo hành lỗi một đổi một trong vòng 10 ngày cho các bác luôn nhé. Đấy, lên cho em là đài FM. Đó, đài FM này. Đấy, đài FM giá sẽ là 260k và bao sim tận nhà cho bác luôn nhé, 260.000 bao sim tận nhà. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhé. Đó thì em sẽ lên cho các bác cái sản phẩm, đó là cái bộ nồi 6 món hàng của thương hiệu Đức các nhá, hàng đến từ thị trường Đức các này. Đấy, hàng đến từ Đức đây. Đấy, design in Germany các nhá. Đấy, design in Germany, hàng của Đức rất chất lượng cho bác luôn, Germany nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Đấy, một bộ này của nó bao gồm là 6 cái nhá. Đây. Đấy các bác xem này. Đó, design in Germany các này. Đó, in Germany hàng của Đức. Bộ này bao gồm là 6 món này, 1, 2, 3, 4, 5, 6 món. Bao gồm có cho các bác là 5 cái nồi và 1 cái chảo. 5 cái nồi, 1 chảo nhá. Giá thì đặt này hàng về cho bác cái giá sẽ là siêu tốt cho các bác luôn. Siêu tốt cho các bác luôn thôi nhá. Đóng ngay cái cửa Phương ơi. Giá siêu tốt cho bác luôn. Đấy. Lên cho em là bộ nồi Đức 6 món nhá. Đấy, bộ nồi này. Đó. Bộ nồi Đức này. Đó, bộ nồi Đức 6 món nhá, 6 món. Đấy. Thì bên em có hai hình thức bán hàng nhá. Một là chuyển khoản hết, hai là nhận hàng thanh toán. Thì cái này nó là hàng dễ vỡ cho nên bên em vẫn là yêu cầu là phải cọc nhá. Đấy, yêu cầu các bác là cọc trước 200 này. Đấy, cọc trước 200. Đấy, cọc trước 200k thì giá bên em sẽ gửi tới các bác đang bán là 900k.
đợt này xả cho bác giá còn là 750k nhá, 750k đó, 750k cho một bộ nồi như này đó, bao gồm là 6 món đấy, 6 món mà 750.000 bao ship, tính ra là mất 50.000 để ship rồi, còn gọi lại còn là 700, còn là 700 mà 700 thì các bác chia cho 6 món thì mất có hơn 100.000 một tí một món. Phương nghe gì chưa? Đóng anh cửa tí. Đấy, còn nếu mà các bác chuyển khoản hết nhá. Đấy, các bác cọc trước cho em 200, còn chuyển khoản hết thì giá sẽ là chuyển khoản hết. Đấy, chuyển khoản hết thì giá của nó sẽ là 700k nhá. Tính cho các bác tròn 700k và bao ship luôn. Đấy, tức là các bác chỉ cần là chuyển cho em 700.000 là xong. Còn lại là các bác nhận hàng thôi. Đó, ok. Rồi em sẽ đi vào giới thiệu sản phẩm. Đấy là cái giá nhá. Lên cho em là bộ nồi Đức 6 món này, cọc trước 200k này. Đấy, giá từ 900 còn 750.000 này, chuyển khoản hết thì chuyển cho em 700 là xong. Đó. Nó sẽ có cho các bác là tất cả đều là bằng đấy, vung nắp thì bằng kính cường lực hết nhá. Vung nắp bằng kính cường lực hết, hàng cực kỳ dày dẫn và chắc chắn cho các bác luôn. Đấy. Nồi nào vung đấy thôi nhá. Nồi nào vung đấy. Như vậy là nó sẽ có cho các bác là 5 cái nồi, 5 cái vung và một cái chảo cũng có vung luôn. Đấy. Đầu tiên nó sẽ có cho các bác là một cái nồi đầu tiên là cái 2 lít này. Đấy, con này sẽ là 2 lít nhá. Con này dung tích của nó là 2 lít này. Hàng đế 5 lớp cực kỳ dày dặn chắc chắn luôn. Đấy. Đế 5 lớp rất dày dặn chắc chắn luôn. Các bác nghe cái tiếng kêu của nó là các bác biết rồi. Đấy. Chữ in chìm trực tiếp con này. Đấy, chữ in chìm trực tiếp trên đế như này con này. Đó. Con này thì nó sẽ có 5 lớp nhá. Các bác đun được bếp từ, bếp ga, bếp hồng ngoại, bếp halogen. Hàng sáng bóng luôn, các bác nhìn thấy cả em trên nồi luôn các bác này. Đó. Con này thì dung tích của nó là 2 lít nhá. 2 lít thì nó sẽ có hai con, một con là quay vuông và một con là quay lệch nhá. Đấy. Một con quay vuông, một con quay lệch như này các bác này. Đấy. 2 lít sẽ có hai con, một con quay vuông và một con quay lệch như này. Con này thì các bác có thể chế đồ ăn sáng các thứ, ví dụ như là nước dùng, nước giếc rất là ok. Quay vuông viết cực kỳ chắc chắn luôn, đế 5 lớp đẹp sáng bóng nhá, đẹp sáng bóng cho các bác luôn. Đó. Tiếp theo thì là sẽ có cho các bác là một cái đây. Một cái nồi này của nó sẽ là dung tích của nó sẽ là đi con này dung tích của nó sẽ là 3 lít các bác nhá. Dung tích của nó là 3 lít. Đây, có định mức hết con này. Đấy. Có đánh dấu định mức hết cho bác luôn. Con này dung tích của nó sẽ là 3 lít nhá. Đấy, 3 lít. Đây. Dung tích của nó là 3 lít các bác này. Đó. Hàng cực kỳ dày dẫn và chắc chắn luôn. Đế con luôn các bác nhá. 3 lít này. Đó, tiếp theo thì đến cho các bác một con nữa. Con này thì dung tích của nó sẽ là bốn lít các bác nhá. 4 lít. Đấy, con này dung tích của nó sẽ là 4 lít các bác này. Đấy, 4 lít đây. Hàng cực kỳ đẹp luôn các bạn. Hàng này rất đẹp, rất tuyệt vời ông mặt trời luôn. Đó. Tiếp theo đến cho các bác là một con chảo này. Đấy, một con chảo đây. Tất cả đều có vung nhá. Nồi nào đi với vung đấy nhá các bác nhá. Đấy, nó gọi là nồi nào vung đấy, nồi nào vung đấy. Kể cả chảo cũng có vung luôn. Đó, chảo cũng có vung cho các bác luôn. Cho nên là các bác yên tâm sử dụng nhá. Đây. Và con cuối cùng là con to nhất thì nó sẽ là con 5 lít nhá. Đấy. Con 5 lít. Đây, hàng của Đức cơ này. Đấy. Tem mác các thứ đàng hoàng nhá. Đấy, kích thước của nó đây. Đấy, kích thước đầy đủ các bác luôn. Con này thì sẽ là con 5 lít nhá, 5 lít. Con này thì khá là to luôn. Đấy, các bác có thể dùng để xào, nấu rồi luộc gà, luộc vịt con này, quay kiếc các thứ cực kỳ là ngon nhá. Đó. Và đến con chảo này. Đấy. Con chảo này thì chảo này thì nó sẽ là đường kính là 28 cm. Hàng siêu chống dính cho bác luôn. Hàng tráng đá dập vân bi nhá, tráng đá dập vân bi siêu chống dính cho bác luôn. Hàng này thì nó sẽ là hàng cao cấp nhất trên thị trường hiện nay rồi. Đấy, đế 5 lớp siêu dày luôn, giữ nhiệt tốt nhá. Đế 5 lớp siêu dày giữ nhiệt tốt. Đây, logo của hãng này. Đó, hàng cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Giá thì chỉ có 700.000 thôi. Nếu như bác nào chuyển khoản hết thì giá sẽ là 700.000. 700k cho một cái bộ nồi như này. Đấy, cho một cái combo như này. Thì đây nó sẽ có cho bao gồm cho các bác là em sẽ đi lại hết lượt cho các bác luôn. Đấy, combo thì sẽ có cho các bác đầu tiên là bây giờ thì sẽ đi từ to đến nhỏ các nhá. Từ to đến nhỏ thì đầu tiên nó sẽ có cho các bác là hai con song to này. Đấy, một con to này. Đấy, con này thì cũng vung trước đàng hoàng các nhá. Đấy, vung trước đàng hoàng đây. Vung của nó đây các này. Đấy, con này là 5 lít nhá. Đấy, con này 5 lít này. Đấy. Tiếp theo đến cái chảo này. Đấy, chảo đây các này. Đấy, chảo đây. Chảo này thì dung tích này của nó sẽ là đường kính là 28 cm nhá. Đấy, một con chảo này. Tiếp theo đến một con này là con này dung tích của nó sẽ là 4 lít. Tất cả đều có vung hết nhá. 4 lít này. Sau đó tiếp theo đến con này là con 3 lít này. Hàng đẹp tuyệt vời, sáng bóng ngon lành cành đào cho bác luôn, 3 lít này. Đó. Thi thoảng có những con nó vận chuyển
vận chuyển từ nước ngoài về thì nó có những cái dấu hiệu là chảy sức nhẹ thì các bác cũng thông cảm thôi. Tiếp theo là con này 2 lít này. 2 lít thì nó sẽ có là một con quay vuông và một con quay lệch này. Đó, 2 lít này. Đó, đây. Là combo cho các bác là 6 món như này nhá. Đấy, đây combo cho các bác này. 6 món các bác này. Đó, đầy đủ combo cho các bác 6 món như này luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác giá cực kỳ hạt rẻ luôn. Đó. Chân thân mát cực sảng khoái. Ngàn năm ơi, vì anh lối hiền cho em hơn xưa ấy, đôi hoa mới yêu điều. Vâng, vừa rồi thì các bác đã được trải nghiệm chất âm của con loa gỗ dài nhé. Con này chiều dài của nó sẽ là 40 cm. Đó, chiều dài của nó 40 cm, chiều cao 40 và rộng 40. Con này thì nó sẽ có hai loa hai bên và một quả trầm ở giữa. Đấy, chất âm thì cực kỳ là trầm ấm, sắc nét và rất là hay luôn. Đây, vỏ của nó sẽ là vỏ gỗ như này các nhá. Vỏ gỗ như này. Hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác giá cực kỳ hợp lý nhá. Con này sẽ tặng kèm các bác một cái dây sạc nhá. Con này thì ngoài ra các bác có thể cắm thẻ nhớ, cắm jack 3.5 và cắm thẻ USB. Nói chung là hàng đa di năng. Các bác có thể cắm được trên mọi các cái loại hình khác nhau các bác nhá. Đấy, có chân giá đỡ như này. Hàng siêu đẹp, siêu chất lượng cho các bác luôn. Giá thì bên shop đang thùng gầm ấy. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ là tốt luôn, gầm con giữa này. Đấy, giá của nó sẽ là 250k và bao ship cho con loa gỗ này nhá. Đấy, 240.000 và bao ship cho con loa gỗ như này. Các bác lên tiệm là loa gỗ dài, giá của nó sẽ là 240k và bao ship các bác nhá. Giá siêu tốt cho các bác luôn. Đó, lên mã giúp tiệm là loa gỗ dài các bác nhá. Loa gỗ dài 240k và bao ship các bác nhá. Các bác lên tiệm là loa gỗ dài nhá. Đấy, loa gỗ dài. Con này bên shop gửi tới các bác cái giá đó là loa gỗ dài này. Giá của nó sẽ là 240k và bao ship cho con loa gỗ dài này nhá. 240k bao ship cho các bác tận nhà luôn. Đấy, lên mã giúp tiệm là loa gỗ dài 240.000 và bao ship. Mã sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái con máy xay khô nhá. Đây, đấy con này nó xay cái bột nhỏ tăng như này các bác. Đấy, xay bột nhỏ tăng này các bác. Đấy, đây. Đây em đã xay thử cái bột cho các bác xem. Đấy, nó xay nó mịn nhỏ tăng này các bác này. Đó, rất là đơn giản luôn các bác nhá. Đấy đây, thì em sẽ xay thử cho các bác xem luôn nhá. Đó. Con này thì nó sẽ sử dụng điện 220. Và đây là cái loại gạo này. Đấy, gạo trắng trong luôn nhá. Gạo này thì cực kỳ là rắn luôn. Gạo này phơi trong như này nó rất là rắn nhá. Đây các bác nhá. Đó. Đây em sẽ xay thử cho các bác xem luôn nhá. Đó. Con này thì nó rất là tiện dụng luôn. Hàng sử dụng điện 220V. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ là hạt rẻ luôn. Lên mã giúp cho em là máy xay khô nhá. Đây em sẽ xay thử cho các bác xem. Đấy, đây các bác nhá. Đó, đây. Đây các bác nhá, xay luôn cho các bác xem cho nó trực quan sinh động luôn. Đây nhá. Đấy, xay cực kỳ là mạnh luôn. Con này khi bác xay thì nên nhấp nhả thêm nhá. Đấy, nói chung là những cái đồ máy xay thì các bác nên nhấp nhả thì nó sẽ rất là tốt nhá. Đấy, chứ mình đừng ép nó liên tục. Đấy. Thì con xay thì nhấp nhả thì nó sẽ tốt hơn rất nhiều nhá. Đấy. Khi xay thì mình đừng nên ép nhá, ép nhiều quá nó sẽ không tốt nhá. Đấy. Và lưu ý cho em khi các bác nhận hàng thì các bác phải đẩy cho em cái phím này nó sẽ vào cái phần quai này, cái lẫy đen này nhá, cái lẫy đen này vào cái phần quai này để nó là cái công tắc luôn nhá. Đấy, nó sẽ là công tắc ở phần quai này. Đấy. Tức là con này các bác phải đậy nắp kín thì mình mới xay được nhá. Đấy, có thấy không? Đấy, kêu rất là kinh khủng luôn. Đây, đấy. Đây em xay có một tí mà bột nó đã ra nhỏ tăng này các bạn. Đấy, đây
bột nó ra này các bạn này. Đấy, các bạn thấy không? Đây. Đấy em xay nó tí mà nó sẽ ra như này rồi này. Đấy, từ hạt gạo nó ra bột như này các bạn này. Đấy, từ hạt gạo ra bột như này. Nhỏ tăng luôn các bạn nhá. Đây, các bạn này. Đấy. Nó ra bột như này. Các bác dùng để nấu bột cho trẻ em này, xay tiêu, xay tỏi, xay xay tiêu, xay đồ khô này, nói chung là rất là ngon luôn. Đấy các bạn thấy không? Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác giá cực kỳ tốt luôn nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em là máy máy xay khô nhá. Con này thì bên shop đang bán cho các bác cái giá cực tốt luôn. Đấy. Máy xay khô nhá. Đó. Máy xay khô này. Máy xay khô. Con này bên shop đang bán cho các bác là 180k. Đợt này về cho bác giá chỉ còn 120k nhá. Lên cho em là máy xay khô, giá chỉ còn 120.000 cho con máy xay khô này thôi nhá. Giá siêu tốt cho bác luôn, 120.000 cho con máy xay khô như này. Đấy. Hàng cực kỳ chất lượng và giá cực tốt cho bác luôn. Đó. Hàng của Nhật đây các bác này. Đây toàn bộ chữ Nhật này. Đấy, con này thì nó sẽ sử dụng điện 220V nhá. Sử dụng điện 220V. Dùng cực kỳ là ngon luôn. Đây, đấy. Bột nó ra nhỏ tăng như này các bác này. Đấy, rất là ngon luôn nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Lên mã giúp cho em là máy xay khô nhá, 120.000 cho con máy xay khô như này. Rồi ok. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhá. Đó thì hôm nay bên shop tiếp tục về cho bác cái lô cái con máy rửa xe chạy pin các bác này. Đó. Hàng thì sẽ là nguyên đai nguyên kiện trong hộp như này. Và bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Lên cho em là máy rửa xe pin nhá. Ném anh cái bút đây. Đấy. Dây thì nó sẽ dài khoảng từ 3 đến 5 mét nhá. Dây dài khoảng từ 3 đến 5 mét. Lên cho em là máy rửa xe pin. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 350.000 và bao ship nhá. 350k và bao ship, giá siêu tốt cho bác luôn. Máy rửa xe pin nhá, lên cho là máy rửa xe này. Đó. Máy rửa xe và nó chạy bằng pin nhá. Lên cho là máy rửa xe pin. 350.000 và bao ship đến tận nhà cho bác luôn. Nhận hàng kiểm tra thanh toán qua nhá. Đấy. Dây dài từ khoảng từ 3 đến 5 mét các bạn. Đó, dây của nó thì nó sẽ là dài khoảng từ 3 đến 5 mét các bạn nhá. Đây, dây của nó như dây bơm của nó như này. Ở đây thì khi các bác nhận hàng thì nó sẽ có đầy đủ phụ kiện luôn. Đấy. Bao gồm là nó sẽ bao gồm cho các bác là thứ nhất là một thân máy này, một thân máy này. Đó. Thứ nhất nó sẽ có cho các bác là một thân máy này. Kèm theo cho các bác là một cái quả pin như này. Pin của nó thì nó sẽ là pin li-ông các nhá, pin li-ông như này. Đó, một quả pin như này các bác này. Đó. Máy thì đã test nước ngon lành rồi. Thứ hai là khi các bác lắp thì đây lắp cái đầu này vào đây cho em này. Đó, lắp cái đầu này vào đây cho em. Đấy, các cái đầu vòi này đều bằng đồng hết nhá. Đầu vòi đầu kết nối bằng đồng hết. Đó. Đây, lắp đầu vòi, như vậy là đã xong phần đầu vòi nhá. Đấy. Và bắt đầu các bác bắt đầu lắp cái phần ngoài cho em nhá. Phần ngoài thì ở đây nó sẽ có cho các bác là một phần dây như này. Một phần dây như này. Thì khi các bác lắp thì đây nó sẽ có cái đầu này. Các bác xoáy cái đầu ngoài cam này ra này. Xoáy cái đầu cam này ra cho em. Sau đó thì mình sẽ lắp ở đây cho em. Đó. Và cái này mình đẩy lên nhá. Đẩy lên như này. Mình đẩy lên như này này. Sau đó thì mình sẽ xoáy vào này. Đó. Xoáy vào này cho em. Đó. Ok. Sau đó thì các bác sập ở đây nhá. Sập ở đây cho em này. Đó. Phương. Cái này nó sẽ có một cái lọ bọt tuyết nhá. Có một cái lọ bọt tuyết như này. Đấy. Ừ, lấy nhiều nhiều tí. Một cái lọ bọt tuyết như này các bác cho nước rửa bát hoặc xà bông vào đây tùy theo các bác nhé. Đó. Và nó sẽ có cho các bác là một cái đốc sạc kèm như này để các bác cắm sạc nhé. Cắm sạc thì đây các bác sẽ cắm để vào trong này nhé. Đấy, sẽ có cho các bác là cắm ở đây cho em này. Đấy, cắm sạc vào đây nhá. Đó, cắm sạc vào đây. Đấy bác nhá. Đó. Thì và nó sẽ có thêm cho các bác là một cái giỏ dưới này. Cái giỏ dưới này thì các bác chỉ cần lắp vào đây là xong thôi. Đấy, chỉ cần đẩy lên này thôi. Cái giỏ này thì nó quá đơn giản rồi. Đấy, cái giỏ này thì nhiều lúc nó nổi thì khi các bác sử dụng thì các bác để ý cho em nhé. Đấy, như này là đã kết nối xong rồi. Và nó sẽ có cho các bác là hai đầu vòi. Một đầu vòi tưới cây và một đầu vòi rửa xe. Đấy, màu trắng là tưới cây, màu đỏ là để vòi thẳng rửa xe. Các bác chỉ cần sập lẫy này cho em là xong rồi. Đó, nó sẽ có cái lẫy này. Các bác chỉ cần đẩy xuống sập như này là xong. Đó, đây. Đấy, nó sẽ có cái lẫy bi này. Các bác đẩy xuống như này. Đẩy xuống như này. Mình đẩy này xong mình thả lẫy ra là nó sẽ sập vào thôi nhá. Đó, sập lẫy thôi. Đó, nó sẽ như này. Đấy nhá, rất là ngon luôn. Đó. Thì đây em sẽ test thử sản phẩm cho các bác xem luôn nhá. Đó, nó sẽ có hai đầu vòi cho các bác luôn. Test thử sản phẩm cho các bác xem luôn nhá. Hàng cực kỳ chất lượng luôn. Đây thì các bác thả vào trong cái xô nước nhá. Đấy. Thả vào cái xô nước này. Đấy. Lưu ý là nếu mà nó chưa chìm thì các bác nhấn cho nó chìm xuống để cho nước nó vào nhá. Sau đó thì các bác bóp liên tục cho này. Đó, bóp cho nó bóp vào giờ nó lên nước thì thôi nhá. Đấy, bóp cho nó lên nước này. Các bác phải bóp một lúc nó mới lên nước. Đấy, rồi, ok. Đó, sau đó thì sẽ có hai đầu vòi cho các bác luôn. Đây các bác nhá, nó xịt rất là khỏe luôn các bác này. Đấy, các bác để cho xịt rửa này. Đấy, rửa này. Đấy, bay hết luôn nhá. Đấy, bay hết bẩn luôn. Các bác có thể thì xịt rửa xe này. Đấy, rửa xe máy các bác nhá, đây xe máy đây. Đấy, xịt rửa xe máy các bác này. Đó. Xịt rửa xe máy rất là ok luôn, các bác thấy không? Đấy. Đấy, đây em xịt rửa xe máy này.
thì rửa xe máy nhá, rất là ok luôn. Hoặc là các bác có thể rửa sân này, rửa sân thì cũng rất là sạch luôn này. Đó. Thì rửa sân các bác này, đấy. Rửa xe máy, rửa sân này. Đấy thì các bác về các bác thải hết cái đầu ống ra xem nhé, cho nó khỏi gấp nhé, cho nó khỏe này. Rửa xe các bác này, thì rửa xe khá là ok luôn. Đấy. Thì rửa xe này, rửa xe, đấy rất là mạnh nhá, áp lực nước cũng khá là tốt luôn các bác. Đấy, bác nghe tiếng nó kêu chưa? Áp lực nước rất là tốt đấy các bác. Đó. Ngoài ra thì các bác có thể thay xem cái đầu vòi này vào này, thay xem cái đầu vòi trắng này vào để mình tưới cây này. Đây. Nó sẽ có cái đầu trắng này để mình tưới cây này. Đấy, tưới cây. Đây. Con này thì đầu trắng này để các bác tưới cây này. Đấy, nó sẽ ra cái dạng xương mảnh như này các bác này, xương mảnh như này, dùng để tưới cây rất là phê luôn các bác. Đó. Các bác có thể cầm cái máy này ném xuống ao là xong, ném cái đầu dây nó xuống ao là mình tưới cây rất là tiện, không cần phải lấy vòi, lấy viếc, lấy xô thùng gì cả, rất phức tạp nhá. Đấy, con này dùng để tưới cây khá là ok luôn nhá. Đó, xịt tưới cây rất là ok luôn. Đấy, đây có thấy không, xịt tưới cây nhá, rất là rộng luôn, khá là ok quá nhá. Đó, đây con này, giá thì bên shop đang gửi tới các bác, giá rất là hợp lý nhá. Đó, ngoài ra thì nó sẽ có tính năng xịt bọt tuyết nhá. Xịt bọt tuyết thì các bác thay cái đầu này vào cho em này, thay cái đầu cái lọ này vào này. Đấy, thay cái đầu cái lọ này vào để mình xịt bọt tuyết nhá. Đấy, thay đầu cái lọ này vào đây, xịt bọt tuyết này. Đấy, nó sẽ ra dạng bọt tuyết như này các bác này. Đó, bọt tuyết đây. Đấy các bác thấy không, bọt tuyết để mình xịt mình đấy, rất là ok các bác này. Đó, đây bọt tuyết này các bác này. Đó, xịt bọt tuyết nó sẽ ra như này. Đấy, thì các bác có thể rửa xe máy rất là ok luôn. Đó, giá thì bên shop đang gửi tới bác, giá rất là tốt nhá. Đấy, rồi các bác lên mã giúp cho em là máy rửa xe nhá. Máy rửa xe chạy pin, rất chất lượng cho các bác luôn. Giá thì chỉ có 350.000, bao ship đến tận nhà cho các bác luôn, nhận hàng kiểm tra thanh toán. Rồi ok. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhé. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho các bác đó là nay bên shop về một lô cái đồng hồ hàng của thương hiệu Rolex, hàng của nội địa Nhật nhá. Và rất là nhiều mã đồng hồ khác. Đầu tiên em lên cho bác đó là con đồng hồ Rolex vàng con này, Rolex vàng. Con này thì nó sẽ là hàng của thương hiệu Rolex, mạ vàng 18 carat nhé. Đấy, hàng thương hiệu Rolex cực kỳ đẹp luôn. Đó, đây các bác này, Rolex các bác này. Đó, đây hàng của thương hiệu Rolex này, cực kỳ chất luôn. Con này của nó thì khi mình về các bác sử dụng thì các bác tháo cho em cái núm màu trắng này ra nhé. Núm màu trắng này là cái lẫy pin này, về nhà các bác tháo cái núm màu trắng này cho em, sập nó lại này. Đó là đồng hồ sẽ chạy nhá, một con đồng hồ cực kỳ đẹp luôn. Đó, hàng của thương hiệu Rolex nhá. Đấy, của nó sẽ là dây đúc liền như này, dây đúc liền nhá. Đấy, hàng nguyên đai nguyên kiện, dây đúc liền các bác này. Đấy, dây của nó sẽ là dây đúc liền nguyên khối như này, rất là đẹp luôn. Đây, đấy, dây đúc liền nguyên khối như này nhá. Đấy, mặt dây màu vàng, tất cả đều màu vàng nhá, mạ vàng 18 carat cực kỳ đẹp luôn. Có lịch cho các bác luôn nhá, có lịch luôn. Đó, giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là, có lên cho em là đồng hồ Rolex nhá, giá của nó sẽ là 300.000 và bao ship đến tận nhà cho bác luôn. Đấy, mã đầu tiên nó sẽ là con đồng hồ Rolex, giá của nó sẽ là 300k và bao ship tận nhà cho bác nhá. Đấy, lên mã giúp cho em là đồng hồ Rolex này. Đấy, đồng hồ Rolex, các bác lên cho em nó là đồng hồ Rolex nhá. Đấy, đây lên cho em là đồng hồ này, đồng hồ Rolex nhá, đồng hồ Rolex, giá của nó sẽ là 300k nhá và bao ship tận nhà cho bác luôn. Đó, đây một con đồng hồ Rolex như này, giá của nó sẽ là 300.000 bao ship tận nhà cho các bác nhá. Đó, sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác sản phẩm đó là cái con đồng hồ hàng của thương hiệu Longines nhá. Đây, đấy, con này thì nó sẽ là hàng của Longines này, hàng của Longines. Đấy, cũng có cái lẫy cản pin như này, về nhà các bác rút cái lẫy cản pin này ra cho em. Đấy, cái lẫy cản pin này rút ra này, ấn lẫy vào là đồng hồ chạy này. Đấy, đây rất là ngon lành luôn các bác nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới bác một con đồng hồ Longines như này, giá của nó sẽ là một con đồng hồ Longines như này, giá của nó sẽ là, các bác lên trên là đồng hồ Longines nhé, giá của nó sẽ là 250.000, 250.000 và bao ship tận nhà cho bác cho một con đồng hồ Longines như này nhá. Đó, ở đây thì nó đều có những cái lẫy cản pin như này nhá, về nhà thì các bác tháo cái lẫy cản pin này ra, sau đó thì lắp vào cho em. Đấy, ấn cái lẫy này vào là đồng hồ chạy bình thường đây. Đấy, đồng hồ Longines nhá, con này cũng có lịch luôn nhá, có lịch luôn. Đấy, đồng hồ Longines của Nhật này. Đấy, Longines cũng là một cái thương hiệu nổi tiếng luôn, mặt mạ vàng rất là đẹp nhá. Đấy, đồng hồ đang nhảy đang chạy đây, lịch viếc đàng hoàng nhá, mạ vàng nhá, hàng của thương hiệu Longines này. Đây, đấy, logo viếc đàng hoàng con này. Đấy, logo viếc đàng hoàng. Đấy, chữ khắc chìm đằng sau thân đồng hồ này. Đó,
Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là một con đồng hồ Longines như này. Giá của nó sẽ là 250.000 nhá. Các bác lên theo là đồng hồ Longines, giá của nó sẽ là 250k. Đó. Lên mã giúp cho em đó là đồng hồ Longines nhá, Longines. Giá của nó sẽ là 250k và bao ship tận nhà cho bác luôn. Lên theo là đồng hồ Longines nhá. Đó, một con đồng hồ cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác một cái mã tiếp theo. Đó là con đồng hồ hàng có thương hiệu T-shirt nhá, T-shirt. Con này thì tuổi đời của nó khá là lâu rồi, từ năm 1853. Đấy, 1853. Đây, đồng hồ đang chạy bình thường nhá. Đó. Hàng của thương hiệu T-shirt. Đó, 1853. Đó, automatic. Đấy, đồng hồ đang chạy bình thường. Đây, đấy, hàng của T-shirt này, 1853 này. Đấy. Rất chất lượng cho các bác luôn. Con này cũng là hàng của Nhật nhá. Con này thì nó sẽ là dòng mặt số La Mã nhá. Mặt số La Mã. Đấy, coi lên nha, đồng hồ T-shirt, giá của nó sẽ là 270.000. Đấy, 270.000 cho một con đồng hồ T-shirt như này. Lên mã cho em là đồng hồ T-shirt nhá. Đấy, giá của nó sẽ là 270k, đồng hồ đang chạy bình thường đây. Rất là đẹp luôn, một cái màu bạc rất là đẹp, cực kỳ đẹp và quyến rũ nhá. Đó. Lên theo là đồng hồ T-shirt này, giá của nó sẽ là 270.000. Đó. Lên mã cho em là đồng hồ T-shirt nhá. Giá của nó sẽ là 270k. Đó. 270.000 cho một cái mã đồng hồ T-shirt như này. Đấy, lên cho em là đồng hồ T-shirt này. Đó. Các bác lên cho em là đồng hồ T-shirt nhá. T-shirt, giá của nó sẽ là 270k và bao ship tận nhà luôn. Lên cho em là đồng hồ T-shirt nhá. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác sản phẩm đó là con đồng hồ Senco, hàng của thương hiệu Senco, rất là đẹp luôn. Mặt của nó sẽ là cái dòng mà mặt màu xanh như này. Đấy, mặt màu xanh, số của nó sẽ là số vạch nhá. Đấy, mặt thì là mặt màu xanh và số là số vạch như này. Hàng cực kỳ đẹp và chất lượng cho các bác luôn. Mặt màu xanh, số vạch rất là đẹp. Ở đây thì nó sẽ là một con đồng hồ như này. Đấy, hàng của thương hiệu Senco này, hàng của Nhật nhá, Japan đây. Có mã cốt, mã kiếc các thứ đàng hoàng này. Đấy, mã đồng hồ các thứ đàng hoàng. Japan có này. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 250.000. 200 có lên như là Senco nha, đồng hồ Senco. Giá của nó sẽ là 250.000. Đợt này về cho bác giá chỉ còn 240.000 thôi. 240.000 bao ship tại nhà cho bác luôn. Đó. Lên mã giúp cho em là đồng hồ Senco nhá. Đó. Đồng hồ Senco này, Senco 240k nhá. 240k. Đấy. 240k và bao ship tận nhà cho bác luôn. Đồng hồ Senco nhá, đồng hồ Senco. Giá sẽ là 240.000 cho một con đồng hồ Senco như này. Bao ship đến tận nhà cho bác luôn. Nhận hàng kiểm tra. Đấy, thanh toán thôi nhá, đồng hồ Senco. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho cái bác cái kéo hộp giấy nhá. Kéo hộp giấy, đây nó sẽ là một con kéo như này. Đấy, thì bên shop còn một ít nữa. Đấy. Thì thanh lý nốt cho bác. Con này thì bên em đang bán là 150.000 nhá, 150.000 cho một con kéo hàng chất như này. Hàng cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Đó. Thép Nhật không gì, cực kỳ chắc bén luôn. Đó. Lên cho em là kéo hộp giấy nhá. Đấy, kéo hộp giấy. Con này thì đang bán là 140. Thanh lý nốt cho bác, giá chỉ còn 100.000 cho con kéo hộp giấy này thôi. 100k nhá, 100.000 cho con kéo hộp giấy như này. Đấy. Các bác lên mã giúp cho em là kéo hộp giấy này. Đấy, nó đựng trong một hộp giấy cực kỳ xịn sò như này. Đấy. Thì con này thanh lý nốt cho bác giá chỉ còn là 90.000 thôi. Thanh lý nốt giá 90k. Đấy. Lên cho em là kéo hộp giấy nhá, giá của nó sẽ là 90.000. Kéo hộp giấy giá sẽ là 90k. Một con kéo đựng trong một hộp giấy như này, hàng thủ công của Nhật, cực kỳ chất lượng và xịn sò cho các bác luôn. Đó. Lên mã giúp cho em là kéo hộp giấy nhá. Giá của nó sẽ là 90k. Đó, 90k cho một con kéo hộp giấy như này. Đó. Rất chất lượng và xịn sò cho bác luôn, kéo hộp giấy nhá. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác sản phẩm đó là cái đây. Cái xiên hoa quả nhá. Nó sẽ là 50.000 cho một hộp. Một hộp này của nó bao gồm là 10 cây. Đấy. 50.000 một hộp 10 cây như này. Đấy. 1 2 này, 4 này, 6 8 10. Đấy. Hàng thương hiệu Winling của Đức nhá. Các bác dùng để mình xiên hoa quả, xiên thực phẩm, xiên thức ăn rất là ok luôn. Đó. Lên mã giúp cho em đó là xiên hoa quả nhá. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 50k cho một cái hộp xiên hoa quả như này, bao gồm cho các bác là 10 cây luôn. Thoải mái, một cây của nó sẽ là có hai que như này. Đấy, hai que này để các bác sử dụng này. Đấy, rất là tiện dụng luôn. Lên mã giúp cho em là xiên hoa quả nhá.
qua lên cho em là xiên hoa quả này, đó, xiên hoa quả nhá, xiên hoa quả, giá của nó sẽ là 50k, 50k cho một con xiên hoa quả các bác nhá, đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái vít V15 nhá. Qua lên cho em là V15, giá thì bên shop đang gửi tới bác một con vít V15 như này. Giá của nó sẽ là 150.000. 150.000 cho một con vít V15 như này, hàng của Nhật này. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là 14 đầu vít, mỗi bên 7, tổng là 14 đầu vít như này. Đấy, các bác lắp vào đây xem. Đó. Con này thì có xoáy nhanh, có đảo chiều, có xoay 180 độ được luôn. Xoay 180 độ như này các bác nhá. Ấn cái lẫy này, chúng ta xoay 180 độ để các bác sử dụng này. Đấy. Có xoáy nhanh này, có xoáy nhanh, có đảo chiều. Đấy, và ưu điểm của con này thì nó sẽ rất là nhiều đầu vít để các bác có thể sử dụng các cái đầu vít tùy theo nhu cầu mục đích của các bác khi mà mình sử dụng này, rất là tiện luôn. Lên mã giúp em là V15 nhá. Giá của nó sẽ là 150k nhá, 150.000 cho một con vít V15 như này. Đây, các cái đầu vít của nó đây các bác này. Đấy, các cái thông số đầu vít của nó này. Đấy, pH1, pH2, pH3 này, 3- này, 5- này, 6- này, Y1 này, nói chung là nhiều nhá. Lên cho em là V15, giá của nó sẽ là 150k nhá. 150.000 cho con vít V15 như này. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái hút bụi gạo nhá. Hút bụi gạo. Giá sẽ là 250 cành và bao ship đến tận nhà cho bác luôn. Đấy. Lên mã giúp cho em là hút bụi gạo nhá. Con này rất là tiện luôn, 250.000 bao ship tận nhà. Con này của nó thì nó sẽ có hai phần hút, một phần là hút đầu nhọn và một phần là hút tròn nhá. Đây. Đấy, nó sẽ là một cái phần hút đầu nhọn như này, như trên hình này, và một phần hút tròn như này. Rất là tiện. Đây em sẽ lắp đặt cho bác xem. Đấy, thì đây nó sẽ là một cái thân máy như này nhá, một thân máy như này. Đấy, bật lên máy chạy cực kỳ là mạnh luôn. Đấy, rất là mạnh luôn nhá. Đấy, máy chạy rất là mạnh luôn. Để em hút thử cho các bác xem cái điện thoại này nhá. Đấy. Một cái điện thoại 2 lạng mà nó còn hút được các bác này. Đấy, các bác thấy không? Cái điện thoại này 2 lạng mà nó còn hút được các bác thấy không? Nó rất là mạnh luôn. Đó. Thì các bác có thể lắp cái đầu này vào này, lắp cái đầu này vào, sau đó thì mình lắp cái chổi này vào để mình vệ sinh bàn phím máy tính rồi các kiểu con này điều luôn. Đó. Đấy. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 250.000. Ngoài ra thì nó sẽ có một cái đầu tròn như này để các bác hút ở thảm hoặc là giường hoặc ghế sofa. Đây, các bác lắp đúng lẫy vào cho em. Sau đó thì mình lắp đúng lẫy vào, sau đó thì các bác sập vào cho em xong. Đây nó sẽ có tia cực tím nhá. Tia cực tím nó vừa là giúp cho các bác là hút bụi vừa diệt khuẩn luôn. Bụi thì nó sẽ hút lên đây. Đấy. Và ngoài ra thì cái tia cực tím này nó sẽ giúp diệt khuẩn rất là tốt nhá. Đấy. Tia cực tím này chuyên để diệt khuẩn nhá. Đấy, diệt khuẩn rất là tốt luôn. Đó, thì các bác đẩy trên thảm trên giường như này. Đấy, nó sẽ có hai chức năng như vậy, vừa là hút bụi thảm vừa là hút bụi thông thường nhá. Có kèm cho các bác một cáp sạc. Giá thì chỉ có 250.000 thôi. Lên cho em là hút bụi gạo nhá, hút bụi gạo. Giá sẽ là 250k và bao ship đến tận nhà cho bác luôn, nhận hàng kiểm tra thanh toán cho một con máy hút bụi như này, hút bụi gạo, hàng nội địa của Nhật nhá. 250.000 bao ship này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái khóa số không cần chìa nhá. Cái này thì bên em gọi nó là khóa chữ U nhá. Coi lên trên là khóa chữ U. Con này thì rất là tiện dụng, giá sẽ là 90k cho con khóa như này. Mật khẩu thì bên shop luôn luôn để mặc định là dãy số 0 như này nhá. Đấy, các bác chỉ cần ấn này nó sẽ mở ra này. Đấy, sập vào này. Các bác chỉ cần đảo cho em là dãy số 1000 hoặc các bác đảo hết đi như này là không mở được rồi, không mở được nhá. Các bác cho về dãy số 0 hết thì lại mở bình thường. Đấy, lại mở bình thường nhá. Cài mật khẩu thì cũng rất là đơn giản, các bác mở ra này, tay trái thì các bác cầm cái đầu bên có khóa này cho em, tay phải thì đây nó sẽ có hai cái vạch trắng này để quyết định khi mà các bác đổi mật khẩu này. Hai cái vạch trắng này các bác nhìn cho kỹ nhá. Đây, cái vạch trắng này, vạch trắng bên này, các bác xoay đi cho em này, đổi mật khẩu 1234 này, 15678 tùy theo. Sau đó thì các bác xoay cái lẫy này lại này, cái mạch trắng về ban đầu thì bây giờ mật khẩu mới của em đã là dãy số 1 rồi nhá. Đấy, em chỉ cần xoay sang dãy số 0 là không mở được nữa rồi, hoặc là em chỉ cần đảo một số này, hoặc em xoay hết sang dãy số 0 là không mở được rồi nhá. Đấy, em cho về 1 thì lại mở bình thường. Đấy, còn mật khẩu thì bên shop luôn luôn để mặc định là dãy số 0. Đấy, bây giờ trước khi đổi mật khẩu thì các bác cho về đúng mật khẩu để mở được khóa này. Sau đó bác xoay cái này đi đây. Cái này này các bác xoay theo chiều kim đồng hồ này. Đó, xoay hết cho em lại để về 0 nhá, lại để hết về 0. Đấy, sau đó thì em xoay trở lại này. Thì bây giờ mật khẩu mới của em bây giờ nó sẽ là dãy số 0 nhá. Đấy, lại là dãy số 0 như bình thường. Đó. Giá thì các bác lên cho em là khóa chữ U nhá, lên cho em là khóa chữ U. Giá của nó sẽ là 90k cho một em khóa chữ U như này. Đấy, lên cho em là khóa chữ U, giá của nó sẽ là 90k nhá. Khóa chữ U này. Khóa chữ U, giá của nó sẽ là bằng 90k cho một em khóa chữ U nhá, 90.000. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái viên thuốc chuột nhá. Nó sẽ là một dạng viên màu hồng như này.
Hàng này nó sẽ là hàng nội địa của Thái Lan, cực kỳ cao cấp luôn. Đó, toàn bộ chữ Thái hết này. Đấy, cực kỳ cao cấp luôn, mã tem, mã vạch đàng hoàng. Đấy, toàn bộ chữ Thái hết, hàng của Thái Lan. Dạng viên màu hồng nhá. Các bác lên trên là viên thuốc chuột nha, dạng viên màu hồng như này. Cái này thì cực kỳ nhạy luôn, chuột nó sẽ đến theo cả đàn luôn, đến cả đàn ăn và sẽ chết nhá. Đấy, con nọ giữ con kia đến ăn cả đàn luôn và chết cả đàn luôn. Lên trên là viên thuốc chuột. Thì một cái hộp viên thuốc chuột như này, hàng bán chạy số 1 của Thái Lan này. Đấy, bán chạy số 1 của Thái Lan luôn. Đó, giá sẽ là 30k trong một hộp này nhá. 30k trong hộp này, lấy từ 5 hộp thì sẽ là bằng 140k. Đó, 5 hộp sẽ là bằng 140.000, còn lẻ sẽ là 30.000 trong hộp này. Viên thuốc chuột của Thái Lan nhá, hàng cực kỳ cao cấp luôn. Rồi ok. Đây rồi, vâng, lại là em Huấn Phạm này các bác nhá. Chào các bác, chúc các bác một ngày mới thật là nhiều niềm vui, vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn nhận hàng, kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Tránh việc bom hàng, em sẽ đi vào chi tiết luôn. Sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là cái con thắt lưng cá sấu nhá, hàng siêu đẹp cho các bác luôn. Đó. Thì bên shop sẽ có hai mẫu, một là mẫu thắt lưng dài như này. Các bác lên cho em là cắt thắt lưng cá sấu thường và một loại là cắt thắt lưng cá sấu ở trong hộp nhá. Đấy. Hai con thì nó đều như nhau thôi, nó chỉ khác nhau là một con là nó sẽ là trong hộp như này. Đấy, một con thì trong hộp như này thì các bác có thể mua cho biếu tặng làm quà. Còn một con bình thường như này thì các bác có thể dùng trực tiếp luôn. Đó, thì các bác mua về mình dùng thì không cần phải hộp nữa. Thắt lưng cá sấu rất là đẹp luôn. Chất da thì siêu mềm mịn nhá, hàng cực kỳ đẹp. Quay rồi. Vừa quay hôm qua thằng. Hàng cực kỳ đẹp và chất lượng cho các bác nhá. Đây các bác này. Đó, các bác theo. Đấy, các bác nghe cái tiếng kêu của nó các bác đã thấy là thích rồi. Đó, hàng xịn sò nó khác ngay các bác này. Đấy. Nghe cái tiếng kêu của nó các bác đã thấy là chất lượng rồi. Đó. Chất lượng từ đường kim mũi chỉ luôn nhá, từ đường kim mũi chỉ luôn, rất là đẹp, rất chất lượng. Mặt của nó thì nó sẽ là thuộc cái dạng là mặt đúc liền như này, mặt đúc liền mạ vàng 18 carat và có hình con cá sấu nổi như này nhá, có hình con cá sấu nổi như này. Thì các bác lên cho em là thắt lưng cá sấu hộp này, cá sấu hộp hoặc là cá sấu dài nhá. Đấy. Thì lên cho em là cá sấu hộp hoặc cá sấu dài. Cá sấu hộp thì sẽ là 140.000. Đấy, lên cho em là cá sấu hộp này. Đó. Cá sấu hộp này. Cá sấu hộp thì sẽ là 140k nhá, 140k. Còn thắt lưng cá sấu không này. Đấy. Cá sấu thắt lưng cá sấu dài nhá. Cá sấu dài thì giá của nó sẽ là 80k nhá. 80.000. Đấy thì nó chỉ có mỗi thắt lưng không thôi nhá. 80.000 là chỉ có một con thắt lưng không như này thôi các bác này. Nhưng mà cũng rất là đẹp, rất chất lượng nhá. Đấy. Hai con đều như nhau, nó chỉ khác nhau mỗi cái hộp thôi. Thì các bác có thể lấy dòng có hộp hoặc là thắt lưng dài, tùy theo nhu cầu mục đích của các bác nhá. Đấy. Các bác lên xem là cá sấu hộp hoặc là cá sấu dài, hai mẫu đều như nhau, chất lượng như nhau rất là đẹp. Con này thì giá chỉ có 80.000 thôi. Đó, giá chỉ có 80.000 thôi. Còn bác lấy con hộp này thì giá của nó sẽ là 140.000, cá sấu hộp 140.000, cá sấu không hộp thì sẽ là 80k. Đó. Sản phẩm tiếp theo. Đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái bộ ba thớt các bác nhá. Đấy, lên xem là bộ ba thớt này. Bộ ba thớt kháng khuẩn các bác nhá. Đấy. Cái này thì nó sẽ là bộ ba thớt kháng khuẩn và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 60.000 cho ba cái thớt như này. Giá rất là tốt cho các bác luôn. Đấy. Giá chỉ có 60k thôi mà các bác nhận được tới là ba cái thớt này các bác này. Hàng cực kỳ dày dẫn, nó chắc chắn luôn. Đây. Có lên cho em là thớt kháng khuẩn 5D này. Đấy. Lên cho em là thớt kháng khuẩn nhá. Giá của nó sẽ là 60k. Lên cho em là bộ ba thớt kháng khuẩn nhá. Bộ ba này. Đó, bộ ba thớt kháng khuẩn đây, thớt kháng khuẩn này. Giá của nó sẽ là 60.000 cho ba chiếc thớt như này. Hàng thì cực kỳ chất lượng và xịn sò. Ở đây thì nó sẽ bao gồm cho các bác là ba cái thớt liền luôn. Đó. Tha hồ các bác thoải mái sử dụng. Nó sẽ có cho các bác là đầu tiên là một con nhỏ này, một con nhỡ và một con to. Đấy. Con to này thì kích thước của nó sẽ là 35 nhá, dài là 35. Đấy, còn con nhỏ này thì kích thước của nó sẽ là 30 và con nhỏ nhất này thì kích thước của nó sẽ là 20 nhá, 20. Đó. Thì nó sẽ là một bộ ba thớt như này. Đấy, kháng khuẩn luôn. Đấy, rất là đẹp, sạch sẽ, đẹp không nhá. Đó. Lên treo là bộ ba thớt kháng khuẩn này. Cái này các bác có dùng để thái, để chặt đều được ok hết nhá. Một cái bộ ba thớt như này. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá chỉ có cho các bác là một bộ ba chiếc như này. Bộ ba chiếc như này giá của nó chỉ có 60.000 thôi. Đấy, 60.000 thôi. Lên cho em là bộ ba thớt kháng khuẩn nhá. Bộ ba thớt này. Bộ ba thớt kháng khuẩn, giá của nó sẽ là 60k cho bộ ba cái nhá. 60.000. Đó. Sản phẩm tiếp theo. Đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái rổ vuông nhá. Lên đã cho em là rổ vuông. Bộ này của nó thì nó sẽ bao gồm cho các bác là ba cặp nhá. Ba cặp. Đấy. Tức là nó sẽ có 3 chậu và 3 rổ, 3 chậu 3 rổ như này. Thì lên cho em là rổ vuông nhá. Đấy. Nó sẽ bao gồm là 3 chậu và 3 rổ. Con to nhất thì đường kính của nó khoảng 35 cm, rổ hai lớp nhá, rổ vuông. Lên cho em là rổ vuông, giá của nó sẽ là 80.000 nhá. Rổ vuông. Đấy.
giá là 80k đợt này về cho bác giá còn là 70k cho một cái bộ rổ vuông như này, 70.000 cho một bộ rổ vuông này thôi nhá, lên cho em là rổ vuông giá của nó sẽ là 70k. Ở đây thì sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một con chậu như này. Đấy, một chậu một rổ, cứ một chậu một rổ và nó sẽ có là ba bộ. Đấy, ba bộ. Đây, cứ một chậu một rổ như này nhá. Đấy, 35 rồi 30 rồi 25. Đấy, cứ một chậu một rổ như này. Các bác có thể dùng để rửa rau này rồi đựng đồ ăn, đựng thực phẩm đều ok hết. Đấy. Thì nói chung là nó rất là hợp lý rồi, để mình rửa rau, ăn rau thơm, rau xà lách, rau sống mình đựng vào đây, hoặc các bác rửa rau để mình chế biến thực phẩm thức ăn cũng rất là ok. Lên cho em là rổ vuông nhá. Đấy, giá đợt này về cho bác giá tốt luôn, chỉ còn là 70k thôi. 70k cho một cái bộ rổ vuông như này. Đấy, rổ vuông nhá, lên cho em là rổ vuông, giá sẽ là 70.000. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm. Đó là cái dầu nóng Hàn Quốc nhá. Coi lên cho em là dầu nóng Hàn Quốc. Con này thì bên shop bán rất là nhiều rồi. Nó sẽ là một cái dòng dầu nóng này, các bác bôi vào rất là tốt luôn. Đặc biệt là bác nào mà hay bị đau lưng, đau cổ, đau mỏi vai gáy, đau các cái khớp xương khớp. Đây, hàng của Hàn Quốc nhá, có tem chống hàng giả đàng hoàng nhá. Hàng này thì nó bán là thị phần của nó là số 1 của Hàn Quốc luôn. Bán rất là chạy luôn nhá. Đây, tem mác các thứ đàng hoàng các bác này. Đấy. Nó sẽ là thuộc một cái dòng kem trắng như này. Kem trắng như này các bác này. Đấy. Đấy, kem trắng như này, các bác đổ ra mình bôi lên các cái phần ví dụ như là xương khớp này, khớp tay, khớp chân này. Đấy. Đau mỏi đây. Đây đau cổ này. Đấy, đau mỏi cổ, vai, gáy này. Đấy, các bác bôi vào cho em. Đó. Các bác bị đau cổ, đau vai, đau gáy hoặc là các bác chơi thể thao, tập luyện thể thao nhá. Đấy, nó bị đau các cái khớp xương các bác bôi vào cho em rất là ok luôn. Đó. Thì một lọ như này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 40.000 thôi, 40.000. Đó, hàng của Hàn Quốc cực kỳ chất lượng luôn. Có kèm cho các bác một cái miếng massage như này, con lăn massage như này. Đây, hàng của Hàn Quốc nhá. Mã tem, mã vạch đàng hoàng, mã cốt cái thứ đâu ra đấy này. Đấy, đầy đủ cho các bác luôn. Đó. Lên cho em là dầu nóng Hàn Quốc nhá, dầu nóng Hàn Quốc. Giá thì chỉ có 40.000 cho một lọ dầu nóng Hàn Quốc như này thôi. Giá rất hợp lý để trân trọng gửi tới các bác nhá. Dầu nóng Hàn Quốc giá sẽ là 40k. Đó. Lên cho em là dầu nóng Hàn Quốc nhá. Dầu nóng Hàn Quốc giá sẽ là 40k cho một lọ như này. 40.000 cho một lọ dầu nóng Hàn Quốc như này các bác nhá. Đó. Rất là tiện dụng luôn, một lọ này của nó sẽ là 100ml nhá. Bác nào hay bị đau cổ, đau mỏi vai gáy, đau thắt lưng các bác bôi hết vào cho em đều ok hết nhá. Tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái giấy lau giày nhá. Các bác lên cho em là giấy lau giày. Con này thì ví dụ các bác giày dép bị đi về nó bị bẩn, bị bụi. Đấy, bị bẩn, bị bụi thì các bác dùng cái giấy này cho em. Đấy, cứ dùng trực tiếp con giấy này là mình lau trực tiếp lên cho em là xong. Đấy. Ở cái giấy này thì nó sẽ có sẵn cho các bác là nước và xà bông rồi. Nước và xà bông rồi. Thì khi các bác bắt đầu mà mình lau vào ấy thì nó sẽ thấm qua các cái bề bề mặt của da hoặc là của ấy các bác nhá. Của da hoặc là của cái phần vải giày và nó sẽ tẩy sạch hết các cái vết bẩn ở trong cái đôi giày của mình đi, cho nên nó rất là tiện đây. Để về nhà các bác lột như này cho em này. Đấy. Đây thì nó sẽ có sẵn cho các bác là cái tờ giấy như này. Đấy, và nó sẽ là có sẵn xà bông luôn. Các bác cứ đánh như này là xà bông nó ra nhá. Đấy, đánh như này xà bông nó ra này. Thì các bác có thể dùng để mình lau chùi vệ sinh rất là tốt, rất là tiện ích nhá. Đây. Ví dụ như đây là nó là một cái cán này, nó đang bị ố như này này. Đấy, nó đang bị ố như này. Đấy, cái cán này đang bị ố như này thì em thử tẩy đi xem nó sẽ như nào các bác nhá. Đây. Đấy. Nó sẽ bị ố như này các bác này. Đấy, bị ố bị bẩn như này. Đấy, các bác dùng cái giấy này các bác vệ sinh đánh đi cho em. Đó, đánh đi. Đó, đánh đi. Đấy mà này. Đấy. Đánh đi, cái này nó sẽ có xà bông nha và có thuốc tẩy luôn. Đánh nhìn đâu là nó tẩy sạch đấy các bác này. Đấy. Tẩy trắng luôn các bác thấy không? Đây, trắng sạch luôn. Mà cái vết bẩn bám vào gỗ như này là rất là khó tẩy nhá. Mà em mà tẩy được sạch luôn các bác này. Đó. Rất là tiện ích nhá. Và giá thì bên shop cũng đang gửi tới bác cái giá rất hợp lý nhá. Lên cho em là giấy lau giày nhá, giấy lau giày. Đó, giá của nó giấy lau giày này. Giấy ướt lau giày. Đó. Giấy ướt lau giày nhá. Lau giày giá sẽ là 15k trên một bịch như này thôi. Và mua từ 3 bịch thì bên em sẽ gửi tới bác cái giá đó là 40.000 nhá. 3 bịch là sẽ là bằng 40k cho 3 bịch. Còn mua lẻ. À xin lỗi các bác là 20.000 trên một bịch nhá. 20.000 trên bịch này và mua từ 3 bịch thì sẽ là 50.000 nhá. 3 bịch thì sẽ là 50k. Đó, em nhầm giá xin lỗi các bác. Đấy thì
20k trên một bịch như này. Đấy, và mua từ 3 bịch thì sẽ là bằng 50k nhá. 3 bịch thì sẽ là bằng 50.000. Đó. Đấy, nhầm giá một chút xin lỗi các bác nhá. Đó. Thì mua một bịch sẽ là 20.000 cho một bịch như này và 3 bịch sẽ là 50.000. Đó. Sản phẩm tiếp theo. Đó là bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái cốc tự khuấy các bác nhá. Đấy, cốc tự khuấy thì nó sẽ là một cái dòng cốc dung tích của nó thì nó vào khoảng là 200ml nhá, 200ml và nó sẽ tự khuấy luôn. Con này thì nó sẽ có dòng đời mới thì nó sẽ có pin sạc, pin sạc về nhà các bác không phải lắp pin thường nữa, nó mất công. Đấy, dùng con pin sạc này rất là tiện này. Đấy, mở nắp ra này, bên ngoài thì bằng nhựa này, chống nóng này, bên trong thì bằng inox nhá, sáng bóng giữ được cả nhiệt luôn. Và nó sẽ có một cái hạt nam châm từ trường như này thì rất là tiện, khi mà các bác dùng thì các bác có khi mà các bác rửa thì nó rất là tiện, chịu nóng chịu nhiệt tốt. Đấy, khi các bác rửa thì các bác chỉ cần là bỏ cái này ra là xong, khi nào dùng thì mình bỏ vào. Đấy, khuấy các bác này. Đấy, rất là tiện. Thì các bác có thể dùng để mình pha cà phê, pha các loại hạt, loại ngũ cốc các kiểu, con nào điều đều ok hết nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất là hợp lý luôn. Đấy, một con cốc tự khuấy như này giá thì chỉ có 90 cành thôi, 90 cành cho một con cốc tự khuấy như này thôi nhá. Đấy, về nhà thì có kèm cho các bác một cái dây sạc, là về nhà các bác cắm vào cái chân sạc điện thoại nhà mình là xong nhá, củ sạc điện thoại nhà mình. Đó. Giá thì rất hợp lý, chỉ có cho các bác là 90k thôi. Lên cho em là cốc tự khuấy nhá, cốc tự khuấy giá của nó sẽ là 90k. Đó. Cốc tự khuấy này, đó. Cốc tự khuấy giá của nó sẽ là 90k cho bọn em cốc tự khuấy như này nhá, 90 cành. Đó. Giá cực kỳ là mềm mại, tốt cho các bác luôn. Rồi ok. Sản phẩm đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho các bác cái thảm lau chân nhá. Đấy, thảm lau chân, một cái con thảm rất là đẹp luôn. Kích thước của nó sẽ là 40x60 nhá. Đấy, kích thước là 40x60. Chất liệu của nó thì bằng nỉ nhá, chất liệu bằng nỉ thấm hút nước cực kỳ là tốt luôn. Và mặt sau này của nó thì nó sẽ dệt các cái hạt cao su non như này, chống trơn trượt rất là tốt nhá. Một con thảm cực kỳ chất lượng như này. Đấy, máy bo rất là đẹp luôn, hàng của Nhật cực kỳ chất lượng nhá. Kích thước của nó sẽ là 40x60 nhá, 40x60. Các bác lên cho em là thảm 46 nhá. Màu sắc đẹp, trang nhã lịch sự nhá. Đấy, lên cho em là thảm 46. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 40k nhá. Lên cho em là thảm 46 này. Đó. Thảm 46 giá của nó sẽ là 40k trên một chiếc nhá. 40.000 trên một chiếc thảm 46 như này. Đấy, lên cho em là thảm 46 giá sẽ là 40k. Dòng này thì của nó chất liệu của nó là nỉ nhá, thấm hút nước cực kỳ là tốt luôn. Mềm mượt nhá, không bị bong chốc nhá, không bị bong chốc. Đó. Dệt cực kỳ là kỹ càng luôn. Đường máy, đường kim mũi chỉ cực kỳ là đẹp luôn. Lên cho em là thảm 46, bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 40.000 cho một chiếc thảm 46 như này. Đấy. Lên cho em là thảm 46 giá của nó sẽ là 40k. Màu sắc đẹp, trang nhã lịch sự, toàn những cái màu rất là sạch luôn các nhá. Toàn màu rất là sạch luôn con này. Đấy. Những cái màu này thì rất là sạch sẽ, các bác dùng thì rất là thích. Đó, lên cho em là thảm 46 nhá, màu rất là đẹp luôn. Thì bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên cho các bác thôi. Gửi màu ngẫu nhiên nhá. Đấy. Lên cho em là thảm 46 nhá. Sản phẩm tiếp theo. Đó là bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái liếc mài dao kim cương nhá, liếc mài dao kim cương, hàng nội địa của Nhật đây, toàn bộ chữ Nhật loang hoàng hết này. Đấy, nó sẽ là hàng của Nhật các bác nhá. Đây. Đấy, Japan các bác này, Japan, hàng của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Và con liếc này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 130.000. 130.000 cho một con liếc mài dao kim cương như này nhá, 130k. Con này thì mài dao cực kỳ là bén luôn. Các bác có thể dùng để mài dao, mài liềm này, đây. Mài liềm này, mài dao này rồi mài kéo này, mài liềm, mài dao, mài kéo. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ là xịn sò chắc chắn cho các bác luôn. Đây, liếc mài dao kim cương Japan của Nhật này. Đó. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 130.000. Lên cho em là liếc mài dao kim cương nhá. Đấy, liếc mài dao kim cương. Liếc mài dao này. Đó, liếc mài dao kim cương nhá. Kim cương. Đó, giá của nó sẽ là 130k nhá. 130k cho một con liếc mài dao kim cương. Lên cho em là liếc mài dao kim cương. Giá sẽ là 130.000. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm là cưa lách nhá, cưa lách hàng nội địa của Nhật đây, made in Japan các bác này. Đó, hàng nội địa của Nhật, made in Japan đây các bác này. Đó, hàng made in Japan, hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn, made in Japan nhá. Con này thì các bác dùng để cưa cây, cưa cành này, bác làm bonsai hoặc là cưa cây, cưa cành cực kỳ là ok. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Đấy. Lên cho em là cưa lách nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 40k cho một con cưa lách như này. Đấy, các bác lên mã giúp cho em là cưa lách, giá của nó sẽ là 40k. Đó. Lên mã giúp cho em đó là cưa lách nhá. Đấy, lên cho em là cưa lách này. Cưa lách giá của nó sẽ là 40k trên một em cưa lách như này nhá. 40.000. Lên mã cho em là cưa lách nhá. Giá sẽ là 40k. Đó. Sản phẩm tiếp theo, đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái
Các bác lên mã giúp cho em đó là cái kéo tròn nhá. Lên cho em là kéo tròn. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 120.000. Hàng nội địa của Nhật, cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Đó, con này thì cực kỳ là ngon. Chất liệu của nó sẽ là một cái dòng thép. Nó sẽ là một cái dòng thép lì các bác nhá. Đấy, nó sẽ là một cái dòng thép lì như này. Đấy, thép không gỉ và nó là dòng thép lì nhá. Con này thì các bác có thể dùng để mình mở nắp chai này. Đấy, cái phần này để mở nắp chai này, kẹp cua ghẹ này, rồi là dùng để cắt. Rất là ngon luôn, dòng kéo cực kỳ là ôm. Và con này nó có thể tháo ra làm đôi để các bác có thể dùng để vệ sinh được nhá. Vệ sinh được nó. Thép của nó là thép lì, hàng nội địa của Nhật đây. Đấy, made in Japan các bác này, đây. Made in Japan. Đó, made in Japan nhá. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp luôn. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 120.000 nhá. Lên cho em là kéo tròn này, giá sẽ là 120.000. Các bác có thể là sử dụng tháo rời ra được nhá, tháo rời ra được. Đấy, rất là tiện dụng luôn. Và đây thì nó sẽ có một cái khay tròn như này để các bác có thể là vặn rồi mở các cái nắp chai, nắp chiếc cực kỳ là đẹp luôn. Hàng dày dẫn chắc chắn nhá. Con này thì bền vĩnh cửu luôn. Các bác dùng thì khỏi phải nghĩ nhá. Đấy, ở đây nó sẽ có cái phần khuyết như này để các bác có thể dùng để cắt gà, cắt cá này. Đấy, hoặc là cái này dùng để đánh vẩy cá này. Đấy, rất là ngon luôn. Lên cho em là kéo tròn nhá. Kéo tròn giá của nó sẽ là 120.000. Đấy, lên cho em là kéo tròn này. Kéo tròn giá của nó sẽ là 120k nhá. 120.000 cho một em kéo tròn như này. Đây, các lên cho em là kéo tròn này, giá sẽ là 120.000 các bác nhá. 120.000 cho các em kéo tròn như này. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác một cái dòng sản phẩm, đó là cái bảng tô nhá. Các bác lên cho em là bảng tô. Con này thì giá bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 50.000 cho một con bảng tô như này. Đấy, 50.000 cho một con bảng tô, có kèm cả bút cho các bác luôn nhá. Có kèm cả bút cho các bác luôn. Lưu ý các bác là khi mà các bác sử dụng ấy thì khi các bác sử dụng thì các bác bật cái phần công tắc đằng sau này lên cho em này, bật công tắc đằng sau này lên. Đấy, sau đó thì khi các bác sử dụng thì đây, đấy, các bác chỉ cần nhấn tắt đi này là xong này. Đó, nhấn tắt đi này cho em là xong. Nhấn nút xóa này là xong nhá. Đấy, bật mở khóa này, sau đó thì mình nhấn tắt đi này cho em là xong này. Lên cho em là bảng tô nhá. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 50k cho một con bảng tô như này, 50.000 nhá. Đấy, 50.000 cho một con bảng tô này rất là tiện luôn. Các bác có thể dùng để tô vẽ thoải mái. Tô vẽ thoải mái, không thích mình ấn nút xóa này là xong. Đó, lên mã giúp cho em là bảng tô, giá sẽ là 50k nhá. Con này rất là tiện luôn. Các bác lên YouTube hoặc lên TikTok các bác gõ là shop Phạm Huấn nhá. Đó. Shop Phạm Huấn này. Đấy. Shop Phạm Huấn nhá. Đó. Đây. Con này rất là ok luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái kem đánh răng nhá, kem đánh răng. Thì bên shop có hai mẫu, đó là kem đánh răng Nhật và kem đánh răng của Hàn Quốc. Thì đây là cái kem đánh răng Nhật các bác này. Đây. Đấy. Hàng made in Japan, hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Hàng nguyên đai nguyên kiện như này, niêm phong các bác nhá. Đó. Đây, cái chữ này của nó sẽ là chữ made in Japan này các bác này. Đấy, chữ made in Japan đây. Về nhà các bác cứ lên Google dịch là chữ made in Japan này, nặng 170 g nhá, 170 g. Hàng thì niêm phong nguyên đai nguyên kiện như này. Đấy, khi em gửi cho các bác thì có thể là nó bị đè bẹp, nó sọc sạch thì cái đấy thì các bác cũng thông cảm. Đây. Và con này thì bên trong của nó sẽ không có niêm phong đâu, nó sẽ như này thôi. Nó sẽ không có niêm phong miệng nhá, không niêm phong miệng. Hàng thì chất lượng của nó cực kỳ là ngon luôn. Đấy, con này thì chuyên chống viêm nướu, viêm lợi, đau lợi và chảy máu chân răng. Đó, nó sẽ là một cái dòng kem đánh răng cực kỳ là chất lượng cho các bác luôn. Lên cho em là kem đánh răng Nhật nhá. Đấy, con này thì đây, cái màu hồng này, đó, chuyên trị viêm nướu, viêm lợi, đau lợi và chảy máu chân răng. Giá thì sẽ là 70k nhá. Lên cho em là kem đánh răng Nhật nhá. Giá của nó sẽ là 70k cho một típ kem đánh răng Nhật như này. Đấy, dung tích của nó là 170g. Dòng này thì chuyên trị viêm nướu, viêm lợi, đau lợi và chảy máu chân răng. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 70k cho một lọ này, dung tích của nó sẽ là 170g nhá. Dung tích của nó là 100. Lấy cho em cái lọ, anh cái lọ kem Hàn. Đấy, thì nó đây 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 đây. Kem Hàn này. Đấy, dung tích của nó sẽ là 170g nhá và giá sẽ là 70.000. Lấy cả màu hồng luôn, màu đỏ luôn. Ngoài ra thì bên shop có cho bác cái dòng sản phẩm đó là kem đánh răng của Hàn Quốc nhá. Đấy, con này thì nó sẽ là hàng made in Korea này. Made in Korea, hàng của Hàn Quốc đây. Đấy, made in Korea. Đó, hàng của Hàn Quốc cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Con này thì nó sẽ cũng không có niêm phong luôn, nó cũng giống con kia không có niêm phong anh em nhá. Đấy, không có niêm phong đâu. Đấy, con này thì chuyên để làm trắng răng nhá, tỷ lệ làm trắng răng là lên tới 93%. Đấy, lên tới 93%. Bác nào bị răng ố, răng vàng rồi các loại răng bị xỉn nhá, các bác dùng con này cho em. Đây, made in Korea con này, made in Korea, hàng của Hàn Quốc, chuyên làm trắng răng nhá. Đây, made in Korea các bác này. Đó. Giá thì con này bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 50k cho một lọ kem đánh răng Hàn Quốc như này. Nó sẽ có hai màu này thì bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên thôi. Cái màu này nó không có quan trọng đâu. Đó, kem đánh răng Hàn Quốc, giá của nó sẽ là 50.000 cho một típ kem đánh răng Hàn Quốc như này. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái
cọ nồi nhé, các bác lên trên là cọ nồi. Con này thì các bác chuyên dùng để mình kỳ cọ nồi xoong rồi các loại đều được hết nhá. Giá sẽ là 15k trên một cái cọ nồi như này, và bác nào lấy từ 3 cái thì giá sẽ là 40k cho 3 cái nhá. 40.000 ba cái, còn lẻ sẽ là 15.000. Về nhà các bác xoáy cái này ra cho em. Sau đó thì mình cho dầu rửa bát vào đây, cho dầu rửa bát vào đây. Đấy, và các bác sử dụng như bình thường thôi. Đấy, khi các bác sử dụng thì các bác nhấn như này cho em này, nhấn này cho em để cái dầu rửa bát nó sẽ ra nhá. Dầu rửa bát nó sẽ ra. Đó. Các bác cứ nhấn này cho em, nhấn này cho em là cái dầu rửa bát nó sẽ ra ở ngoài này. Và các bác dùng để mình kỳ cọ đánh rửa xoong nồi bát đũa rất là sạch, đặc biệt là bác nào tay chân bị dị ứng với các loại nước rửa thì mình không cần phải động tay vào nữa. Đấy, một tay mình cầm bát đũa và một tay mình cầm như này, mình không cần phải cầm một cái bú rác nó sẽ bẩn. Đấy, giá sẽ là 15k một chiếc, và bên shop bán là nếu lấy từ 3 cái trở lên thì giá của nó sẽ là 40.000 cho 3 chiếc nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm, đó là cái bát úp mì đây. Đây mã treo là bát úp mì. Con này thì bên shop bán rất là nhiều rồi. Đây nó sẽ là một cái dòng bát siêu tiện dụng luôn. Bên ngoài của nó thì nó sẽ là bằng nhựa ABS nguyên sinh, cực kỳ dày dặn chắc chắn và chống nóng nhá. Chống nóng cho các bác luôn. Đấy, chống nóng luôn cho nên các bác dùng rất là ngon. Và bên trong của nó thì nó sẽ là bằng inox 304 dày dặn chắc chắn. Đấy, rất là ngon luôn. Dung tích của con này thì nó vào khoảng là 600ml nhá, 600ml dùng để pha một bát mì là thoải mái luôn. Ngoài pha mì các bác có thể dùng để đựng đồ ăn này, đựng thực phẩm này, rồi đồ ăn bỏ vào trong tủ lạnh này, rất là tiện. Các bác có thể mua 2 3 cái này, ví dụ như là thực phẩm thức ăn thừa các bác bỏ vào đây cho em để mình bỏ vào tủ lạnh này. Hoặc là mang đồ ăn đi học, đi chơi, đi làm đều được hết nhá. Nắp của nó cực kỳ khít luôn. Đấy, nắp rất là khít, nắp này ôm lắm. Đấy, các bác có thể dốc ngược này đồ ăn cũng không ra nhá, còn nước thì nó vẫn chảy tại vì nó không phải là giòn. Đấy, thì nước vẫn chảy, còn lại là đồ ăn đồ khô thì thoải mái các bác bỏ luôn, giữ giữ hơi tốt này, giữ hơi tốt rồi không bị lắng ra ngoài, nó rất là đẹp luôn. Bên trong bằng inox sáng bóng nhá. Đấy, lên cho em là bát úp mì, giá thì sẽ là 50k nhá. Bát úp mì này, bát úp mì giá của nó sẽ là 50k cho một chiếc bát úp mì như này nhá, 50.000. Đó, sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm, đó là cái xịt chống thấm các bác nhá, xịt chống thấm. Con này thì cơ chế của nó là xịt nano nhá, xịt nano. Đó, và con này dùng cực kỳ là ngon luôn, chuyên chống thấm trên các cái bề mặt thấm rột hoặc là tường tiếc bị nứt các bác nhá. Đó, lên cho em là xịt chống thấm, giá của nó sẽ là 50.000. Đó, các bác lên cho em là xịt chống thấm này, xịt chống thấm nhá. Đó, xịt chống thấm giá của nó sẽ là 50k nhá, 50k cho một cái bình xịt chống thấm như này. Đấy, lên mã cho em là xịt chống thấm, giá của nó sẽ là 50.000. Con này thì rất là tiện dụng để cho các bác sử dụng trong các cái ứng dụng như là mái tôn này, trần nhà, tường các thứ bị nứt thì thấm rột thì các bác dùng cái này cho em. Đó. Đúng 10 năm chuyên nhân. Đây là bình xịt chống thấm rột nano công nghệ Nhật Bản mới, hiệu quả gấp 2 lần, độ bền lên đến 10 năm. Trần nhà bị rột, tường nhà bị nứt, ống nước bị vỡ hay mái tôn bị thủng, tất cả sẽ được giải quyết nhanh chóng, hiệu quả tức thì. Thành phần cấu tạo gồm các phân tử cao su non, bổ sung thêm ion bạc và chất phụ gia cực kỳ an toàn với sức khỏe con người, khả năng siêu kết dính, đặc biệt là hoàn toàn kháng nước, chống nấm mốc nên được ứng dụng rộng rãi trong mọi nhu cầu hiện nay. Tồn tại bền vững trên tất cả các chất liệu, nhựa, kim loại, thép, bê tông, nhôm, gỗ, thủy tinh, các bề mặt khác. Khả năng chịu nhiệt lên đến 80 độ C, chống tia cực tím bất chấp nắng mưa, giải quyết nỗi lo thấm rột cho bà con. Bình xịt nano chống thấm rột quanh năm, khuyến mãi cực sốc duy nhất hôm nay, đặt hàng ngay để nhận ưu đãi. Ok. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nha. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn nhận hàng, kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc không nhận hàng. Em sẽ đi vào chi tiết luôn. Mã sản phẩm đầu tiên đó là Nive Shop, tiếp tục về cho bác cái bộ chuyên cối xay nhá. Lại phải lấy tí nước rồi. Bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một con dạng như cối xay ba chân như này các bác này. Đấy, cho nên bên em gọi là chuyên cối xay, chứ nhiều bác lại cứ thắc mắc là cối xay là cái gì thì nó hơi vô lý, cho nên là nó chỉ là một cái chuyên. Đấy, bộ chuyên nấm pha trà và nó giống cái hình cái cối xay ngày xưa, cho nên bên em gọi nó là bộ chuyên cối xay thôi. Chứ nhiều có chứ, nhiều bác lại cứ gọi là cái này là cái gì, sao này là cối xay là như nào, nó có xay được không thì nó cũng vô lý quá. Đấy, thì là em cũng thông báo với các bác thế. Thì sẽ bao gồm cho các bác là 6 chén này. Đấy, 6 cái chén rất là ngon lành luôn. Kèm thêm cho các bác là một cái thống này, một cái thống để các bác đặt vào đây cho em. Đấy, và một cái nắp chuyên như này, một cái nắp chuyên như này. Đó. Thì các bác sẽ cho trà vào đây, cho trà, cho các loại nước mình cần pha vào đây này. Đấy, ví dụ đây nha, cái này thì cho vào đây này, các bác cho trà vào đây. Đây thì em đang cho thử nước thôi nhá. Đấy, cho trà cho các thứ vào đây. Ok. Sau đó thì các bác pha này. Ví dụ như các bác muốn tráng trà này, xoay cái này đến này cho em này. Đấy, tôi chế đồ ra nhiều quá. Ok. Đấy, ví dụ tráng hết trà này các bác cho hết luôn. Tráng hết này. Đấy, tráng hết, cho hết ra cái thống này luôn, sau đó thì mình đổ đi, hoặc là mình đổ ra các chén này mình tráng này. Đó, sau đó thì các bác lại quay ngang trở lại. Tóm lại là cái vòi này vào cái quai này là đổ, và vòi này vào quai này là sẽ là chảy nhá. Đây. Đấy, còn quay ngang đây này thì lại là giữ lại này. Đây em lại cho lại cho bác xem nhá. Đây. Tôi chỉ cái con thống này rót cực kỳ là xuôi luôn các bác này, rót rất là xuôi luôn nhá. Đấy, không hề có bị ngược một giọt nào luôn, rất là ngon này.
Đấy, thì ví dụ các bác hãm xong rồi nha, các bác chiết này, muốn chiết có khách chiết ra này, chiết ra một ít này. Đó, lại xoay ngang lại này, xoay ngang lại này. Đây, rồi, mời các bác thưởng trà nhá. 1 2 3 nào. Đấy, em chiết ra chén cho các bác này. Đấy, chiết ra chén rất là ngon luôn này, các bác thấy không? Đấy, quá là ngắt luôn. Có một cái bộ này để mà để trên khay mà thưởng thức thì thôi rồi luôn. Đấy, các bác lại tiếp tục chắt ra này. Đấy, chắt ra thì các bác cứ xoay như này là nó sẽ chảy ra nhá. Còn muốn dừng thì xoay ngang này nó sẽ dừng này. Ok này, đó. Rồi, mời các bác uống trà đi. Đấy, thì các bác lại rót ra như này cho em. Đấy, rót ra như này cho em. Đó, nó rất là tiện nhá. Đấy, rất tiện này. Các bác nhả ra này nó sẽ ra này. Đấy, quay ngang này nó sẽ ngắt này. Và con này của nó thì chén của nó sẽ thuộc là cái dạng là chén tráng men nhá, tráng men. Bên trong thì men trắng, còn bên ngoài thì nó sẽ là một cái loại men hoa văn cực kỳ đẹp luôn. Hàng của Nhật nhá, cực kỳ đẹp, tinh xảo và chắc chắn. Cốc thì cũng khá là to nhá, cốc khá là to luôn đây, trong lòng bàn tay như này các bạn này. Đấy, cốc khá là to trong lòng bàn tay như này. Và cái con thống này thì nó sẽ là trong lòng bàn tay như này các bạn này. Đấy, con thống này thì rót một con thống này là rót 6 chén trà là thoải mái luôn, 6 chén lưng lưng là thoải mái luôn các bạn nhá. Đấy, con thống này rất là đẹp luôn này. Đấy. Và đây là cái bộ cối xay này. Đây cái bộ cối xay đây. Đấy. Cái bộ cối xay đây thì nó sẽ là có một cái dạng cơ chế của một cái con là đít như này. Các bác cứ xoay xoay đến lẫy là nó sẽ chảy nhá. Đấy, nó xoay đến lẫy là nó sẽ chảy, còn lại là nó sẽ tự ngắt, rất là tiện như vậy luôn. Đấy, rất là ngon. Bao gồm cho các bác là một con ba chân như này, một con ba chân như này nhá. Đấy, dạng hình cối xay như này. Đấy, rất là đẹp này. Lên cho em là bộ chuyên cối xay nhá, bộ chuyên cối xay. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là một bộ như này sẽ là 295.000. Đó, 295.000. Các bác lên cho em là bộ chuyên cối xay, giá của nó sẽ là 295k nhá, 295k. Đó. Lên cho em là bộ chuyên cối xay. Bộ chuyên cối xay nhá. Đấy, chuyên cối xay này. Bộ chuyên cối xay giá của nó sẽ là 295.000 cho bộ chuyên này. Bao gồm cho các bác là 6 chén này, một thống này và một chuyên cối xay như này, rất là tiện luôn. Đó, hàng rất đẹp, rất tuyệt vời. Giá rất tốt cho các bác luôn. Ngoài ra thì nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái bộ ấm trà đồng nhá. Các bác lên cho em là bộ lên cho em là bộ chuyên chuyên ấm đồng nhá. Đấy, bộ chuyên chống chuyên ấm bằng đồng. Đấy, bộ ấm đồng. Lên cho em là bộ ấm đồng. Bộ này thì sẽ bao gồm cho các bác là một khay này. Đấy, hình con chim rất là đẹp luôn nhá. Hình con chim rất là đẹp luôn. Một khay này, một cái chuyên này. Đấy, một cái chuyên như này. Đấy, một cái chuyên như này. Một cái bộ chuyên chén bằng đồng nhá. Đấy, một con chuyên này cực kỳ là vừa xinh luôn. Con này thì nó chỉ trong lòng bàn tay thôi nhá. Nhiều bác nhận thì cứ chê là nhỏ thì nó chỉ có như này thôi. Đó, hàng bằng đồng nguyên chất luôn, rất đẹp các bác này. Đấy. Lưu ý các bác là đây. Đấy, nó trong lòng bàn tay như này nhá, để các bác nhận hàng các bác nắm được, không đến lúc các bác lại chê bảo là sao nó bé thế thì nó mất công nhá. Đó. Tiếp theo thì nó sẽ có cho các bác là một cái bộ bao gồm là 6 chén nhá. 6 chén luôn các bác này. Đấy, 6 chén bằng đồng, khá là vừa xinh luôn. Đấy, 6 chén bằng đồng như này. Đó là vừa xinh nhá. Thì các bác có thể dùng để mình uống trà, uống pha các loại nước uống này. Ngoài ra thì các bác có thể dùng để mình trưng bày cũng được. Trưng bày cũng rất là đẹp luôn. Đấy. Một bộ của bác sẽ bao gồm là một đĩa này, một chuyên này và 6 chén như này. Một đĩa, một chuyên, 6 chén như này. Giá của nó sẽ là 400 cành nhá. 400k và bao ship đến tận nhà cho bác luôn. Lên cho em là bộ chuyên chén đồng nhá, bộ chuyên chén đồng. Đấy, bộ chuyên chén đồng giá của nó sẽ là 400.000 và bao ship đến tận nhà cho bác luôn. Hoa văn hoa lá cành cực kỳ tinh xảo và đẹp luôn nhá. Đấy, bộ chuyên chén đồng Nhật nhá. Giá sẽ là 400.000 bao ship đến tận nhà cho các bác. Lưu ý các bác là con chuyên này của nó thì nó sẽ là như này các bác này. Đây, em ướm cái trong cái lòng bàn tay nó như này để các bác biết được này. Đấy, ướm trong lòng bàn tay như này để các bác nắm được nhá. Tránh cái trường hợp là các bác bảo là nó bé nhá. Đấy, bảo nó bé. Đấy, rất là đẹp luôn. Hàng rất đẹp, rất chắc chắn và tinh xảo nhá. Đấy, rất đẹp, rất chắc chắn, tinh xảo như này. Đó, lên xem là bộ chuyên chén đồng. Đấy, lên cho em là chuyên chén đồng nhá, giá của nó sẽ là 400k. Đó, chuyên chén đồng này. Đó, chuyên chén đồng nhá. Đấy, chuyên chén đồng này. Đồng nhá, bằng đồng luôn. Giá của nó sẽ là 400k nhá. 400k bao ship tận nhà cho bác luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái găng tay lao động nhá, găng tay lao động. Thì bên shop về nó sẽ có màu đen, màu xanh và màu xám này. Đấy, nói chung là bên shop sẽ gửi màu ngẫu nhiên cho các bác thôi. Đấy, cái này cái màu nó chẳng quan trọng, nó găng tay lao động thôi mà, nó đơn giản thôi. Thì ở đây nó sẽ là một cái găng tay siêu VIP cho các bác luôn. Thứ nhất là độ giãn của nó rất là tốt nhá, độ co giãn đàn hồi rất là tốt. Thứ hai là nó sẽ có một cái phần phủ cao su như này để cho các bác khi mà mình sử dụng thì nó chống trơn trượt này. Đấy, chống trơn trượt rồi chống gọi là chống khi mà các bác sử dụng lái xe cũng được, lái xe thì nó không bị trơn, hoặc là khi mình sử dụng mình lao động cầm cuốc cầm xẻng các thứ không bị trơn trượt. Và các bác thấy em đeo mà nó có đẹp không? Đấy,
nó rất là đẹp luôn, nó khá bỏ vào gió đây luôn, bỏ vào luôn cho chắc chắn nó phải thất lạc đấy, thì nó sẽ là rất là ôm tay nhá, ôm tay này đấy, em đeo vào cái cảm giác cái bàn tay nó đẹp lên bao nhiêu luôn các bạn này. Đó đây đấy, nhìn vào nó rất là đẹp này đấy, và nó rất là xinh nhá, nó vừa nhá, nó ôm vào các cái nách tay như này này, tại vì nó có cái độ giãn nhá, cái này nó rất là giãn luôn, cho nên là các bác dùng thoải mái, tay to tay nhỏ, tay lớn tay bé, tay mẹ tay con, tay ông tay cháu, vừa hết các bác nhá. Đó thì các bác chỉ cần đeo vào như này cho em là xong, thì mình có thể là lao động này, làm cỏ nhặt cỏ này, cày cuốc rồi đi làm ruộng làm nương đều được hết. Giá thì rất là hạt rẻ cho các bác, bên em sẽ bán theo combo nhá, một bịch như này là 12 đôi này đấy, một bịch như này là 12 đôi thì giá của nó sẽ là 70.000 nhá, 70.000 cho 12 đôi, giá quá rẻ luôn đó. Các bác lấy 12 đôi thì giá của nó sẽ là 70k nhá, còn lấy lẻ thì em bán từ 5 đôi trở lên, 5 đôi thì giá của nó sẽ là 40.000 nhá, 5 đôi thì sẽ là 40k đó, còn 12 đôi thì giá là 70.000, tùy theo các bác lấy combo được lấy lẻ cũng được. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái con máy trà bếp nhá, lên mã cho em là máy trà bếp nhá, đây sẽ là một con máy rất là ngon luôn để các bác dùng để mình trà bếp, vệ sinh nhà bếp, nhà tắm, vệ sinh toilet, chậu rửa chậu giếc được hết nhá. Nó bằng pin và nó chạy rất là khỏe bác này. Đấy, bằng pin chạy rất là khỏe luôn, thì các bác có thể dùng để trà, kỳ, cọ, nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet, bàn, bếp, ga, rồi nói chung là các kiểu con này điểu luôn. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới bác giá rất là tốt nhá. Lên mã giúp cho em là máy trà bếp nhá. Đấy, một con máy trà bếp như này. Giá bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 100k cho một con máy trà bếp như này. Lên cho em là máy trà bếp, giá của nó sẽ là 100.000 nhá. Máy trà bếp này, đó, máy trà bếp. Giá của nó sẽ là 100k cho một con máy trà bếp như này. 100.000 đó, các bác có thể xem cái video thực tế đây. Sẽ là một con máy như này này, các bác có thể dùng để trà, cọ kỳ, rửa nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet, bàn bếp, giặt thảm, giặt tiếc, nói chung là tất cả các cái loại mình cần về kỳ cọ rửa là các bác dùng được hết nha, nó rất là tiện đây. Đấy, đánh dép, đánh guốc rồi kỳ cọ phòng tắm, nhà vệ sinh, toilet, bàn bếp. Đấy, rất là tiện luôn nhá. Và giá thì rất hợp lý, chỉ có cho các bác là 100.000 cho cái bộ máy như này thôi. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho các bác cái dòng thước rút tự hãm nhá. Cái thước rút tự hãm thì nó sẽ có hai mẫu cho các bác này, một mẫu 5m và một mẫu 7m rưỡi. Đấy, sẽ có cho các bác là dòng 5m và dòng 7m rưỡi nhá. Đây. Đấy thì ưu điểm của con này là rút ra nó sẽ tự hãm nhá. Rút ra tự hãm này. Rút ra tự hãm nó rất là tiện luôn. Đấy, ưu điểm của nó sẽ là rút ra nó tự hãm như này, nó rất là tiện nhá. Lên cho em là thước rút tự hãm nhá. Rút ra nó tự hãm này rất là tiện này. Đấy. Còn khi các bác bóp thì nó mới vào. Đó. Và thước thì rất là cứng nhá, thước cứng, số to rõ ràng, rất là dễ nhìn, hàng của Nhật nhá. Đây. Đấy, Japan này các bác này. Đây, Japan, hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp luôn. Thì con 5m này sẽ là 40k nhá, 40.000 cho một con 5m này. Đấy, và có dòng 7m rưỡi nhá. Con 7m rưỡi này thì giá của nó sẽ là 50.000 nhá. 7m rưỡi thì giá sẽ là 50.000 đây. Con này là dòng 7m rưỡi này, 7m rưỡi thì giá của nó sẽ là 50k. Đấy, còn con 5m thì sẽ là 40.000 và 7m rưỡi sẽ là 50.000 nhá, 50.000. Đó. Ngoài ra thì bên shop còn một cái thước vàng 5m này, con thước vàng 5m này thì thanh lý nốt cho các bác với cái giá đó là 30.000 cho một con thước vàng 5m như này nhá. Thước vàng 5m thanh lý giá 30.000 này. Đó, con này sẽ là thước vàng 5m này. Đây. Đấy, cũng rất là to luôn, hàng của Kabushi Japan nhá. Cũng là hàng nội địa của Nhật. Đấy, 5m thanh lý nốt cho bác với giá là 30k này. Có con 10m này đang bán 80.000 cũng thanh lý nốt cho bác với giá là 60k cho con 10m như này nhá. 60.000 cho con thước 10m như này. Đấy. Thanh lý nốt cho bác với giá là 60.000 nhá. Ngoài ra thì bên shop còn mấy con thước 7m nữa này. Đấy, con này nó sẽ là dòng 7m có lỗ ban nhá, 7m có lỗ ban. Thanh lý nốt cho bác với giá là 50.000. 50.000 cho một con thước 7m lỗ ban như này nhá, 7m rưỡi lỗ ban. Đấy, 7m rưỡi lỗ ban thì em còn mấy con nữa. Thanh lý nốt cho bác với giá là 50k. Dòng thước lỗ ban nhá. Đấy, 7m rưỡi lỗ ban, 50.000. Đó, 7m rưỡi còn 4 5 con nữa. Đấy, tiếp theo thì sẽ là một cái dòng dao dọc giấy nhá, dao dọc giấy. Thì bên em bán lẻ sẽ là 15.000 một chiếc, còn bác nào lấy combo thì từ 3 chiếc trở lên thì bên em tính cho các bác với giá đó là 10.000. Đấy, lấy từ 3 cái trở lên tính 10.000, còn mua lẻ thì sẽ là 15k một chiếc này nhá, 15k. Đấy, còn mua 2 cái thì từ 3 cái trở lên thì tính cho bác là giá là 10.000 một chiếc, từ 3 cái thì mới tính 10.000 được, còn 2 cái vẫn phải tính 15.000. Thì tốt nhất là các bác lấy thành 3 cái đi là 30.000 là xong, đúng không? Đấy, thì mua lẻ là 15.000 một chiếc, còn mua từ 3 cái thì sẽ là 30.000. Dao thì cực kỳ là dày dẫn chắc chắn, bên ngoài thì bằng cao su non, bên trong bằng nhựa cứng nhá. Đấy, có kèm một dao một lưỡi rồi. Đó, giá thì sẽ là 15k một chiếc và mua từ 3 chiếc trở lên thì tính sẽ là 30.000. Đấy, 30.000 3 chiếc. Tiếp theo thì em lên cho bác cái con máy đuổi chuột nhá, máy đuổi chuột. Các bác lên cho là máy đuổi chuột, giá của nó sẽ là 35.000 cho con máy đuổi chuột như này. Đấy, chuyên để đuổi chuột, kiến rán côn trùng, các bác chỉ việc là cắm vào điện 220 là xong. Lên cho em là máy đuổi chuột, giá sẽ là 35k nhá.
35k cho một con máy đuổi chuột thế này, chuyên đuổi chuột kiến rắn côn trùng. Các bác cắm trực tiếp điện 220 cho em. Tiếp theo thì lên cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái con đuôi lò xo nhé. Đấy, có lên cho em là đuôi lò xo. Đấy, đuôi lò xo A nhé, đuôi lò xo A, giá của nó sẽ là 35.000 cho một con đuôi lò xo như này. Có 35.000 thôi. Về nhà thì các bác chỉ cần là đấy, xoáy vào công tắc này, đấy cắm điện vào cho đó thì xoáy bóng vào đây, có công tắc đóng ngắt cho bác luôn, rất là tiện. Giá sẽ là 35.000 cho một con đuôi lò xo như này nhá. 35.000 cho một con đuôi lò xo này, rất là tiện luôn. Đó. Sản phẩm tiếp theo, đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái bình xịt nhớt nhá. Hàng của thương hiệu Kabushi Japan này. Đó. Con này thì hàng nội địa của Nhật nhá. Đầu vòi này có thể ngoắt nghéo này, để các bác đưa vào các cái vị trí khó đều ok hết nhá. Bóp xịt rửa rất là ok luôn. Và con này thì bên shop cũng đang gửi tới bác một cái con bình xịt nhớt như này, giá của nó sẽ là 40k nhá. Lên cho em là bình xịt nhớt, giá của nó sẽ là 40.000 cho một con bình xịt nhớt như này. Các bác có thể dùng như này để xịt này. Ưu điểm của con này là nó không bị đổ nhá, không bị đổ, tại vì nó là dòng bơm xi lanh. Khi các bác bơm thì van nó mới mở nhá, bơm van nó mới mở, còn lại là luôn liên tục đóng, rất là tiện. Đấy thì con này giá chỉ có 40.000 thôi. Các bác có thể dùng để mình dùng để mình xịt vào các cái phần để mình tra dầu tra nhớt này, hoặc là các bác dùng để bơm xịt tăng cường nhớt rất là tốt luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 40k cho một con bình xịt nhớt này thôi. Rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhé. Hôm nay thì bên shop lại tiếp tục cập nhật rất là nhiều mã hàng mới. Trong đó bên shop về cho bác cái lô nồi lẩu này, lẩu 2 tầng, lẩu mini rồi cặp lồng hấp rất là đẹp và xịn sò để gửi tới các bác nhé. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc không nhận hàng. Em sẽ đi vào chi tiết luôn để các bác khỏi phải chờ đợi lâu. Đây một cái con nồi lẩu mini nhá, đang sôi rất là ác luôn các bác này. Đấy, nồi lẩu mini con này giá sẽ là 150.000. Đường kính của nó là 20cm nhá, 20cm. Đấy. Tiếp theo thì đến một cái con nồi lẩu 2 tầng nhá. Con này 2 tầng luôn, khói ngùn ngụt luôn các bác này. Đấy. Nó sẽ là có một tầng khay hấp như này. Đấy, một tầng khay hấp như này. Đấy, các bác theo. Một tầng khay hấp và một tầng thường như này. Đấy, cũng đang sôi ngục luôn. Con này thì đường kính của nó sẽ là 28cm nhá, 28cm. Đó. Tiếp theo là đến một con cặp lồng điện này, cặp lồng điện. Đấy, con này thì nó sẽ có 2 tầng như này. Đấy, cũng sôi ngục luôn các bác này. Đấy, cũng sôi ngục luôn. Đó, đây. Đấy, sôi ngục luôn các bác nhá. Đó, thì em sẽ đi vào giới thiệu chi tiết từng món một cho các bác xem tham khảo. Các bác nào có nhu cầu mua món nào thì có thể liên hệ nhé. Thì đầu tiên nó sẽ là một cái con nồi lẩu 2 tầng đi. Nồi lẩu 2 tầng này. Đấy. Nó sẽ bao gồm cho các bác là một khay hấp này. Nó sẽ bao gồm cho các bác là một khay hấp như này. Đấy, nó sẽ có kèm thêm cho các bác là một cái khay hấp như này nhá. Một khay hấp như này các bác có thể đặt lên đây này. Đấy, đường kính của nó thì vào khoảng là 28cm. Một khay hấp này kèm thêm cho các bác là nắp kính như này. Đấy, nếu các bác dùng ăn lẩu thì mình có thể là bỏ cái khay hấp này ra và mình dùng trực tiếp ăn lẩu luôn. Con này thì nó có chống dính luôn nhá, có chống dính luôn các bác này. Đấy, đu nó rất là nhanh sôi. Con này thì nó sẽ có hai số, số 1, số 2 nhá. Khi các bác bật thì công tắc nó sẽ ở đây này. Đấy, bật là nó sẽ lên đèn này. Đây. Đấy, đèn đỏ lên này. Đấy, số 2 này. Đấy, số 1 này và tắt đi này, tắt đi là đèn nó tắt nhá. Bật lên số 1 là nó sẽ lên đèn này. Số 2 này nó sẽ có hai cấp độ số như vậy nhá. Sôi rất là mạnh luôn. Và con này ưu điểm của nó là hàng chống dính nhá, hàng chống dính cho nên là các bác sử dụng yên tâm. Đó, hàng chống dính cho nên là các bác có thể chiên, rán, xào, nấu được hết nhá. Đó, và rất là ngon luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới bác một con nồi lẩu 2 tầng như này, giá của nó sẽ là 230.000 nhá. Lên cho em là lẩu 2 tầng, giá sẽ là 230.000 bao ship tận nhà cho các bác luôn. Lẩu 2 tầng nhá, giá sẽ là 230.000. Giá rất tốt cho bác luôn. Đây. Đấy, vung viết của nó này, vung kính cường lực này, một khay hấp này, một khay hấp như này. Đấy, và kèm thêm cho các bác là một nồi lẩu như này. Đấy, có tráng chống dính nhá, tráng chống dính này, đường kính khoảng 28cm nhá, 28cm. Đường kính 28cm, siêu dày dẫn và chắc chắn luôn. Hàng sử dụng điện 220V này. Đấy, điện 220V 28cm, công suất của nó là 1000W nhá, 1000W. Hàng dùng cực kỳ là ngon luôn, các bác có thể dùng để chiên rán xào nấu được hết. Có chống dính nhá. Đấy, có chống dính luôn, chiên rán xào nấu ok. Đó, đây. Rất chất lượng cho các bác nhá. Đó. Sản phẩm tiếp theo, đó là em lên cho bác cái con nồi, nó sẽ là một cái con nồi lẩu mini nhá. Đây, một con nồi lẩu mini như này. Con này thì cũng sôi rất là ác luôn này. Đấy, có công tắc ở đây, các bác có thể tắt bật ở đây này, tắt đi bật lên này. Đấy. Nó sôi rất khủng khiếp luôn các bác, sôi rất khủng khiếp luôn. Con này sôi rất là mạnh nhá. Các bác có thể dùng để mình ăn lẩu này, nấu mì này, hoặc là dùng các công việc đều được nhá. Đây. Đấy các bác thấy không? Sôi rất là ác luôn. Đây. Đấy một con nồi lẩu như này, sôi rất khủng khiếp nhá. Con này thì các bác có thể dùng để chế biến đồ ăn, ví dụ như là nó cũng có chống dính, có thể dán được nhá. Và có công tắc này, các bác chỉ cần bật lên là cho em là xong này. Đấy, đường kính của nó thì con này của nó sẽ là
một con nồi cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Đường kính của nó sẽ là 18cm nhá, 18cm. Đường kính của nó sẽ là 18cm, có công tắc đóng ngắt như này. Đấy, xui rất là mạnh luôn, kèm dây giếc cho bác đàng hoàng. Hàng cực kỳ là cao cấp nhá. Đấy, đường kính 18cm. Con này thì nó cũng sử dụng điện 220V nhá. Đấy. Điện thì nó sẽ là điện 220 này, đây. Đấy, điện 220V này, 450W này và 50Hz nhá. Đấy, điện 220V, 450W và 50Hz. Đó. Đây, thông số giếc các thứ đầy đủ cho các bác luôn, về nhà các bác chỉ việc sử dụng thôi. Nó cũng rất là tiện nhá. Lên cho em là nồi lẩu mini nhá, nồi lẩu mini. Giá thì bên shop đang gửi tới bác một con nồi lẩu mini như này, giá của nó sẽ là 100 đây. Đây, nồi lẩu mini. Giá của nó sẽ là 150.000 cho một con nồi lẩu mini như này nhá. 150.000. Lên cho em là nồi lẩu mini giá sẽ là 150.000, rất tiện dụng luôn. Đấy, xôi rất là mạnh, có công tắc các bác chỉ cần tắt đi như này là xong. Đó, tắt công tắc đi là xong. Đó, nó rất là tiện luôn. Đấy, có dây cắm điện như này. Đấy, con này thì nó xôi rất là dài luôn, tắt công tắc rồi mà nó còn xôi mãi này, mâm của nó nóng rất lâu nhá. Đây, công tắc em đã tắt nhá, điện đã rút nhá. Đấy, điện đã rút. Nhưng mà con này nó cũng giữ nhiệt rất là khủng khiếp luôn. Đây các bác này. Đấy, công tắc tắt này, điện rút này. Nhưng mà nó giữ nhiệt rất khủng khiếp luôn nhá. Đó. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác một cái con từ từ đã. Kéo vào dây điện đấy. Giá của nó sẽ là 150.000 nhá, lên mã theo là nồi lẩu mini nhá. Điện đã tắt nhá, điện đã tắt, công tắc đã rút nhá, nhưng mà vẫn sôi rất là lâu luôn, sôi rất lâu luôn các nhá. Đó. Lên cho em là nồi lẩu mini nhá, nồi lẩu mini. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 150.000. Đó. Sản phẩm tiếp theo. Đó là các bác lên cho em cái mã sản phẩm đó là cái cặp lồng điện nhá. Lên mã giúp cho em là cặp lồng điện này. Nó sẽ là một con cặp lồng như này. Một con cặp lồng như này các nhá. Đây, một con cặp lồng rất là đẹp này. Đấy. Nó sẽ có 2 tầng. Có 2 tầng. Đây. Đây là cái tầng 1 này. Tầng 1 thì các bác cho nước trực tiếp vào đây nhá. Cho nước trực tiếp vào đây nó sôi rất mạnh luôn. Đấy, sôi rất mạnh luôn như này các bác này. Nó đang sôi đây các bác này. Đấy, đang sôi đây, sôi rất là mạnh luôn. Và nó sẽ có công tắc ở đây các bác này, có công tắc ở đây, các bác có thể tắt đi này. Đấy. Tắt đi vẫn sôi ục luôn, bật lên này. Bật lên thì công tắc nó sẽ lên này. Đấy, sau đó thì các bác đun cho nước vào nó sẽ đun sôi thôi. Đây, nó đang sôi này các bác này, đang sôi ục luôn. Thì các bác có thể cho các cái loại ví dụ như là gạo này. Đấy, gạo này rồi cơm canh rồi các kiểu vào đây, cho vào đây thì mình có thể ví dụ cho gạo vào đây là các bác cho thêm nước vào đây nữa là mình có thể nấu cơm trực tiếp ở trong cái khay này được luôn. Đấy, cho vào đây mình nấu cơm trực tiếp luôn nhá. Nó sẽ là khay inox nhá. Đấy, khay inox giữ nhiệt tốt này, giữ nhiệt tốt và nấu cơm nước rất là ngon luôn, sáng bóng đẹp các bác nhá. Đấy. Thì nó sẽ bao gồm cho các bác là 2 tầng và sẽ có 4 cái khay như này. Thì các bác tích trữ đồ ăn này, mang cơm này, mang đồ ăn rồi canh riêu các thứ đi nhá. Các bác để hết vào 4 cái khay này cho em. Đến công ty nhà xưởng hoặc là đến nơi làm này các bác chỉ cần là cắm điện vào. Đấy, đến nơi thì các bác cắm điện vào cho em. Đấy. Nó sẽ có 2 tầng như này. Các bác chỉ cần cắm điện vào cho em này. Đấy, cắm điện vào. Đến nơi thì các bác cắm điện vào cho em. Sau đó thì mình bật công tắc lên là mình sử dụng thôi. Ví dụ như là các bác mang cơm mang đồ ăn đi thì gần đến bữa ăn là mình sử dụng nhá. Đấy, nó sẽ là 2 tầng như này. 2 tầng có quai sách như này, cực kỳ chắc chắn, chất lượng và xịn sò luôn. Đó, chất lượng và xịn sò nhá. Và con này các bác dùng để mang cơm đến đi làm, đi học ở cơ quan hoặc đi làm hoặc là đi công tác thì rất là tiện nhá. Đấy, 2 tầng như này các bác này. 2 tầng như này. Lúc nào cũng sôi ngục luôn. Lúc nào cũng sôi ngục luôn nhá, rất là tiện luôn. Đó. Thì lên cho em đó là cặp lồng điện nhá. Lên cho em là cặp lồng điện, giá của nó sẽ là 175.000 cho một con cặp lồng điện như này. Đấy, nó sẽ là 175k nhá. Lên mã giúp cho em là cặp lồng điện, xôi rất là mạnh luôn. Đấy. Thì con này rất là tiện các bạn, 175.000 cho một con cặp lồng điện như này. Sản phẩm đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay đó là bên shop tiếp tục về cho bác cái lô đá mài hàng nội địa của Nhật nhá. Hàng cực kỳ là cao cấp cho các bác. Và lô này bên shop về thì giá rất là tốt cho các bác luôn. Đó, giá rất tốt cho bác luôn. Thì bên em có hai mẫu, nó sẽ là đá đỏ và đá vàng. Đấy. Đá đỏ này thì nó sẽ là độ mịn là 3.000-8.000 và đá vàng này là độ mịn 5.000-10.000. Hàng đều là hàng nội địa Nhật nhá, made in Japan cho các bác. Đấy, giá thì bên shop đang gửi tới bác giá rất là tốt luôn. Đây, một cái viên đá mài chất lượng như này các bác này. Đấy. Hàng thì nó sẽ là chữ của nó là in trực tiếp trên đá luôn nhá, chữ in trực tiếp trên đá luôn, hàng nội địa của Nhật này. Thương hiệu Katashiwa, made in Japan nhá, made in Japan. Đó, hàng rất là chất lượng cho các bác và giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác giá rất là tốt luôn, một cái viên đá mài như này. Đấy, nó sẽ có cho các bác là độ mịn 3.000-8.000 và độ mịn 5.000-10.000, hàng nội địa của Nhật, made in Japan đây. Đó. Thì nó sẽ có kèm cho các bác một cái miếng lót như này nhá, một cái miếng lót như này để các bác khi mình mài thì nó khỏi bị trơn trượt nhá. Đấy. Để trên các mặt bằng mình mài thoải mái luôn. Đấy. Hàng vận chuyển từ bên Nhật về thì thi thoảng nó có những viên nó bị gọi là hơi sứt nhẹ như này thì không có vấn đề gì các bác nhá. Đó.
Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Đấy, cái này thì các bác lên cho em là đá đỏ nhá. Đấy, cái này đá nó màu đỏ này. Độ mịn là 3.000, 8.000 này. Đấy, hàng thương hiệu Katashiwa, Made in Japan. Lên cho em là đá đỏ nhá. Viên đá đỏ này thì giá của nó sẽ là 70.000 cho một viên thôi. Đó, đá mài hàng Nhật nhưng mà giá thì cực kỳ Việt Nam luôn. Đó, viên này thì lên cho em là đá đỏ nhá. Đấy, lên cho em là đá đỏ này. Giá của nó sẽ là 70k cho một viên nhá. 70.000 cho một viên đá đỏ như này. Đấy, 70.000 cho viên đá đỏ như này các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì các bác lên cho em cái viên này thì nó sẽ là đá vàng nhá. Lên cho em là đá vàng. Đấy, nó sẽ là màu vàng. À, giá của nó sẽ là 90k nhá, 90k. Con này thì độ mịn của nó sẽ là 5.000 10.000 nhá, 5.000 trên 10.000. Đó, 5.000 trên 10.000. Đó. Còn con đá đỏ này thì độ mịn của nó sẽ là 3.000 trên 8.000 nhá, 3.000 trên 8.000. Đây, độ mịn của nó sẽ là 3.000 trên 8.000. Thì lưu ý các bác khi mà thì các bác cứ mài cho em cái độ mịn cao trước, sau đó thì mài cái độ mịn ít trước nhá. Đấy, độ mịn ít trước. Ví dụ 3.000 8.000 thì các bác mài cho em cái phần 3.000 này trước, sau đó thì mình mài lên cái 8.000 này để mình lấy bén nhá. Đấy. Và cái 5.000 10.000 thì cũng vậy, thì các bác mài cho em cái độ mịn 5.000 trước, sau đó thì các bác mài lên cái độ mịn 10.000. Đấy thì độ mịn càng cao thì mài dao càng nhanh bén nhá. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất là tốt luôn. Đó. Lên mã giúp cho em là đá đỏ nhá. Đá đỏ thì sẽ là 70.000 cho một viên như này. Kích thước của nó sẽ là gần 20 nhá, gần 20. Đấy, bản thì rộng là khoảng 4 cm và cao thì khoảng là 3 cm nhá. Bản rộng khoảng 5 cm và cao khoảng 3 cm. Đấy, 2 cm rưỡi, 3 cm. Đó. Tiếp theo em lên cho bác đó là kia ổ đúc vàng nhá. Các bác lên cho em là ổ đúc vàng, giá của nó sẽ là 45k cho một con ổ đúc vàng như này. 45.000. Lên cho em là ổ đúc vàng. Dòng này của nó thì nó sẽ là dòng chống va đập thoải mái luôn, chống va đập thoải mái luôn các bác nhá. Đó. Và lá của nó đều 100% là bằng lá đồng hết nhá. Bên trong của nó là lá đồng hết. Ổ đúc chống va đập về nhà các bác xoáy cái bát ốc này ra sau bắt vít vào cho em. Công suất của nó sẽ là 16A 250V, hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp luôn. Và giá thì chỉ có 45.000 thôi, 45k. Lên cho em là ổ đúc vàng, giá sẽ là 45.000 nhá. Sản phẩm tiếp theo, đó là đơn shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là một cái con đèn kim. Đấy, giá sẽ là 80k nhá. Dòng này thì không có pin nhá. Bên em bán thì không có pin đâu. Cái này em lắp pin vào để em thử cho các bác xem thôi, chứ còn bên em bán là nó sẽ không có pin. Về nhà các bác tự lắp pin nhá. Đấy, đây nó sẽ là một con đèn này, rất là đẹp luôn, khi thả ra nó sẽ là nhiều màu như này, rất là đẹp các bác nhá. Đó, rất đẹp luôn. Và giá thì cực kỳ là hấp dẫn nhá. Đấy, rất nhiều màu sắc như này, rất là đẹp này. Đó, giá thì sẽ là 80k nhá. Lên cho em là đèn kim, giá của nó sẽ là 80.000. Đó, 80.000 cho một con đèn kim như này. Lên mã cho em là đèn kim, giá sẽ là 80k. Sản phẩm tiếp theo, đó là bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái nước hoa khách sạn nhá. Con này thì bên Nhật nó chuyên dùng để trong các cái hệ thống nhà hàng khách sạn. Trong cái hệ thống nhà hàng khách sạn nó dùng để nó sử dụng trong nhà hàng khách sạn nhá, rất là tuyệt vời luôn. Và giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý nhá. Đấy. Và nó sẽ có những cái que như này để khi mà các bác mở ra thì các bác cắm vào cho em để cho nó thơm nhá. Cái này thì rất là thơm luôn. Đây, nó sẽ có một cái nơ đeo rất là đẹp như này, có một cái nơ này để các bác đeo này. Nơ các bác đeo cái nơ này vào đây cho em này. Đó. Sau đó thì các bác để trong nhà hàng khách sạn. Đấy, phòng ngủ, phòng tắm, nhà ăn, nhà vệ sinh đều được hết nhá. Đó. Thì về nhà các bác giật cái này ra. Giật cái này ra này. Đấy. Giật cho em, mở cho em cái nắp này ra này. Đấy. Các bác mở cho em cái nắp này ra, sau đó thì cái này nó đậy rất là chặt luôn, sau đó thì cắm cái bấc này vào. Đó. Nước hoa khách sạn. Mùi thơm cực kỳ là thơm luôn. Đấy. Mùi thơm dịu nhẹ dễ chịu các bác nhá. Đấy, và giá thì cũng rất là hợp lý thôi. Một cái lọ nước hoa khách sạn như này. Lên cho em là nước hoa khách sạn nhá. Giá chỉ có 30.000 thôi. 30k cho một lọ nước hoa khách sạn như này. Giá rất hợp lý cho các bác luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop tiếp tục về cho các bác một cái dòng dây điện nhá. Đấy. Thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái thước rút trước này. Đấy, nó sẽ có cái dòng là thước móc khóa nhá. Các bác lên cho em là thước móc khóa. Chiều dài của nó sẽ là 2m và nhân với lại 6mm nhá. Con này thì có thể cuộn tròn như này được này. Đấy. Hàng này của nó là thép siêu mềm luôn và cái hệ thống lò xo của nó rất là tốt này. Đấy. Các bác thả cái nó phật vào ngay. Đó. Giá thì chỉ có 50k thôi. Lên cho em là thước móc khóa nhé, giá của nó sẽ là 50.000. Đó, bên em sẽ về nó có hai màu, màu vàng và màu đồng như này. Đấy, bác nào chọn màu thì báo, còn không thì bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên cho các bác. Gửi màu ngẫu nhiên cho các bác nhé, nó sẽ có màu vàng và màu đồng như này, rất là đẹp luôn. Đấy, con này thì nó chỉ nhỏ bằng hai ngón tay như này thôi. Và chiều dài của nó là được 2m nhé, dân với lại bản của nó là 6mm nhé. Số to cực kỳ rõ ràng luôn các bác này. Đấy, dùng rất là ngon, rất tuyệt vời luôn. Thì các bác có thể đeo vào móc khóa này để mình sử dụng sơ cua, mình cần lấy kích thước nhanh thì các bác dùng cái này cho em. Đấy, kích thước của nó là 2m, giá sẽ là 50k nhá. Lên cho em là thước móc khóa nhá, có thể đeo vào móc khóa như này được. Lên cho em là thước móc khóa, giá sẽ là 50.000. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái sản phẩm đó là cái con dao chặt của Đức nhá. Đấy.
lên mã giúp cho em là dao Thạch Đức này, một con dao cực kỳ chất lượng luôn, bán thì dày khoảng 2 ly nhá, hàng made in Germany này. Đó, dao chặt của Đức nhá. Con này thì chắc là nó nặng khoảng là 4 lạng gì đấy nhá, nặng khoảng 4 lạng gì đấy, rất là nặng luôn, cầm cực kỳ đầm. Con này chặt thì cực kỳ là ngon, thép trắng không gì nhá, dùng cực kỳ là ngon luôn. Chiều dài của nó thì vào khoảng 30 cm. Các bác lên cho em là dao chặt Đức nhá. Đó, dao chặt Đức này. Đấy, dao chặt của Đức mà. Đấy, lên cho em là dao chặt Đức, giá của nó sẽ là 150k nhá. 150.000 cho một con dao chặt Đức như này. Con này thì rất là đẹp luôn con này. Đấy. Em sẽ thử test thử dọc giấy cho bác xem như thế nào nhá. Đấy. Em đã gieo cho em là dao chặt Đức nhá, để em thử test dọc giấy cho. Đó. Khá là bén luôn các bác này. Đấy. Dao chặt mà dọc giấy như này là khá là ngon rồi các bạn. Đấy. Bình thường thì nếu mà những con dao chặt thì rất là khó để dọc giấy thôi nhá, tại vì cái bản của nó khá là dày. Nhưng mà con này dọc giấy ok, tức là hàng rất chất lượng các nhá, hàng rất chất lượng này. Hàng made in Germany. Đó, lên mã giúp cho em là dao chặt Đức nhá. Dao chặt Đức giá thì với shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 150.000. 150.000 cho con dao chặt Đức như này. Chắc con này thì nặng khoảng 4 5 lạng gì đấy nhá. Đấy, cũng khá là nặng luôn, nặng khoảng 4 5 lạng gì đấy. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất là hợp lý nhá. Lên cho em là dao chặt Đức, giá của nó sẽ là 150.000, 150.000 cho con dao chặt Đức như này. Sản phẩm tiếp theo, đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái sản phẩm đó là cái tô vít xanh nhá. Các bác lên cho em là tô vít xanh, giá thì chỉ có cho các bác là 40.000 thôi. Đấy, tô vít xanh này. Đấy, tô vít xanh, giá của nó sẽ là 40k nhá. 40k cho một cái vít xanh như này. Đấy, tô vít xanh giá của nó sẽ là 40.000. Sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là một đầu vít, một công nối dài và 30 mũi vít nhá. 30 mũi vít khác nhau. Đó, to nhỏ lớn bé mẹ con, lục giác ba khe đầy đủ hết cho các bác luôn. Con này thì rất là tiện, các bác chỉ cần là lắp vào đầu vít này cho em này, sau đó thì mình sập cái này vào này. Đấy. Cái này thì các bác có thể tùy chỉnh dài ngắn ở đây nhá. Đấy. Tùy chỉnh dài ngắn ở đây để mình sử dụng này. Đấy, thích chỉnh dài thì được dài, thích chỉnh ngắn thì được ngắn nhá. Đó, rất là tiện. Đây, đấy, rất tiện luôn. Và ngoài ra nó sẽ có cả một cái đầu công ngang như này, thì các bác có thể lắp vào đây. Lắp vào đây để mình xoáy ngang cho em này, rất là tiện này. Đấy, xoáy ngang, có cả công ngang luôn. Thì đây nó sẽ là những cái hàng vít phổ thông nhá. Lục giác ba khe mũi khế, rồi nói chung là tất cả các loại như này. Đây là các bác dùng để sửa chữa lặt vặt máy tính, điện thoại rồi laptop các kiểu con là điều đều được hết nhá. Đấy là mình sử dụng thôi. Hàng rất chất lượng và xịn sò luôn. Lên cho em là tô vít xanh, giá của nó sẽ là 40.000 cho một con tô vít xanh như này nhá. Tô vít xanh giá của nó sẽ là 40k. Đó. Sản phẩm tiếp theo, đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái sen quạt. Các bác lên cho em là sen quạt tăng áp nhá. Đây sẽ là một con sen quạt giúp tăng áp lực nước rất là tốt nhá. Đấy. Tăng áp lực nước rất là tốt luôn. Đó. Thì bên shop về thì nó sẽ là một cái dòng sen như này. Con này dùng nóng lạnh thoải mái nhá, dùng nóng lạnh thoải mái luôn. Đấy, ở đây thì nó sẽ có cái này là giúp đóng ngắt trên tay này, đóng ngắt trên tay này, điều chỉnh tăng giảm áp lực nước này. Dây dài 1,5 m nhá. Đấy, các bác về các bác kết nối dây vào đây cho em. Dây dài 1,5 m, có thể ngoắt nghéo này, có cánh quạt giúp tăng áp lực nước rất là tốt luôn. Đó. Thì con này giá thì chỉ có 100 cành thôi. Con này bên shop bán rất là nhiều rồi. Hàng này thì khỏi phải bàn rồi. Giúp tăng áp lực nước rất là tốt và dùng nóng lạnh thoải mái. Đây, hàng đóng gói cực kỳ đẹp luôn. Lên cho em là sen quạt tăng áp nhá. Sen quạt này. Tăng áp nhá, sen quạt tăng áp giá sẽ là 100 cành nhá. 100k cho con sen quạt tăng áp như này. Đây em sẽ có video thực tế luôn. Đây các bác nhá, bình thường mà các bác dùng cái sen thường thì nó rất là yếu. Đấy, nhưng mà dùng con sen quạt này thì nó rất là mạnh. Giúp tăng áp lực nước rất là tốt luôn. Đó. Đây các bác này. Đấy, có thể ngoắt nghéo này, điều chỉnh này. Đấy. Nước ra dạng lưới này, tăng áp lực nước rất là tốt luôn các bác nhá. Đó, cánh quạt quay, giúp tăng áp lực nước rất là tốt. Đó. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý nhá. Lên mã giúp cho em là sen quạt tăng áp nhá. Đấy, các bác có thể dùng để mình tắm xịt rửa rất là thích luôn. Dùng cái vòi bình thường này nó rất là yếu, nhưng mà dùng cái sen quạt tăng áp này thì nó khá là mạnh luôn. Và có lõi lọc luôn nhá, có lõi lọc luôn. Đấy, giá thì chỉ có 100 cành thôi. Rồi ok. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay đó là bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái lô bơm cây nhá. Các bác lên cho em là bơm cây. Thì lưu ý các bác là dòng này nó sẽ là một cái dòng hàng rất là cồng kềnh, vận chuyển nó rất là khó khăn. Cho nên là khi các bác đặt hàng thì lưu ý giúp cho em là cảm thấy nhu cầu, mục đích và công năng nó phù hợp thì mình hãy đặt, tránh cái việc là hàng đến các bác không nhận nhá. Em nhắc lại, bơm thì hàng của thương hiệu Kiroto, hàng của Nhật. Đấy, Kiroto hàng của Nhật. Con này thì hàng của nó sẽ tương đối là cồng kềnh thôi nhá. Đấy, tương đối là cồng kềnh, vận chuyển nó khó khăn. Cho nên là các bác lưu ý cho em là nếu các bác cảm thấy phù hợp với công năng và mục đích sử dụng cũng như là nhu cầu thực tế thì các bác hãy mua. Còn lại là nếu mà không có nhu cầu thực sự thì các bác không nên đặt.
đặt chơi chơi, đặt cho vui thì các bác không nên đặt, tại vì cái hàng này nó rất là cồng kềnh, vận chuyển đóng gói nó rất là vất vả và tiền ship nó mất nhiều. Đấy, em đến hàng các bác không nhận thì nó mất công, nó tội em ra. Cho nên là lưu ý các bác nhá. Đấy. Thì lên mã giúp cho em là bơm cây nhá. Con này thì giá sẽ là 150.000 và bao ship đến tận nhà cho bác luôn. Lên cho em là bơm cây nhá. Bơm cây. Giá của nó sẽ là 150k và bao ship tận nhà bác luôn nhá. 150.000 cho một con bơm cây như này. Đấy, lên cho em là bơm cây, giá sẽ là 150.000. Con này thì rất tiện dụng luôn. Thân của nó là bằng inox nhá, inox sáng bóng này. Đấy, bơm thì có đồng hồ báo nhá và có các cái phụ kiện đi kèm để cho các bác có thể là bơm được rất là nhiều các cái chi tiết luôn. Đây. Đấy, bơm cực kỳ khỏe và đẩy hơi nhá. Bơm rất là khỏe và đẩy hơi luôn. Đây con này. Đấy. Đầu này thì các bác có thể bơm xe đạp, xe máy đều được hết nhá. Đấy. Có đồng hồ báo nhá. Có đồng hồ báo đàng hoàng. Đấy, bơm thì rất là khỏe, đẩy đàm hơi và bơm rất là ngon. Đấy. Đây. Bơm khỏe đẩy hơi, bơm đàm rất là ngon luôn. Hàng của thương hiệu Kiroto. Đó. Đấy, bơm của thương hiệu Kiroto nhá. Đấy, bơm thương hiệu Kiroto. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 150.000. Lên mã treo là bơm cây nhá. Đó, bơm cây 150k. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là keo vá tường nhá. Các bác lên xem là keo vá tường. Đấy, giá thì sẽ là 40k cho một típ như này. Một típ này của nó thì nó sẽ được khoảng là 250g, tức là 2 lạng rưỡi. Và nó thuộc dòng là keo trong nhá. Đấy, thuộc dạng là keo trắng như này. Để các bác dùng để vá tường rồi mình trang trí và các cái phần tường mà bị bong chốc này, thấm rột này, đấy đều được hết nhá. Nó rất là tiện dụng, rất là tiện dụng luôn. Đây. Đấy, thì ví dụ như các cái phần tường nó bị nứt, bị thấm rột này, các bác bôi lên cho em. Sau đó thì mình dùng cái bàn cào này, đấy, mình vuốt nó đi. Đấy, thì nó sẽ che hết các cái khuyết điểm ở các cái phần tường đó. Ví dụ phần lồi lõm này, hoặc là phần bị thế nào đấy, thì các bác cứ dùng cái này che đi cho em là nó sẽ che hết khuyết điểm luôn. Đó, bên mã giúp cho em là keo vá tường nhá. Keo vá tường giá của nó sẽ là, lên cho em là keo vá tường này. Keo vá tường nhá, keo vá tường. Giá của nó sẽ là 40k trên một lọ nhá. 40.000 trên một lọ keo vá tường. Đấy. 40k trên một lọ như này. Sẽ kèm cho các bác là một cái đầu bàn trà như này và một cái đầu vòi như này. Đấy, để các bác sử dụng nhá. Đây em sẽ có video thực tế cho các bác xem luôn. Cái phần tường nhà bác nó bị bong chốc này, bị thấm rột này. Đó, các bác dùng cái này các bác bôi lên cho em. Đấy. Bong chốc thấm rột rồi, nói chung là các cái khu vực mà nó bị nứt này. Đấy. Dùng cái keo này các bác trà lên cho em, trẻ con trẻ mỏ nghịch này. Đấy, hoặc các cái phần ổ điện nó bị nứt này. Đấy, dùng cái này các bác bôi lên cho em. Đó, sau đó thì mình kéo đi. Đấy, đẹp luôn, nhẵn nhụi luôn các bác nhá. Đấy, lại sạch như mới luôn, trắng bóng luôn. Đấy, giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 40k cho một lọ keo vá tường như này. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái tất nai nhá. Vỏ tranh cái vỉ đen này. Đấy, thì nó sẽ có cho các bác là tất nai như này. Thì cái này đây này. Nó sẽ là dòng tất 10 nhá. Coi lên cho em là tất 10. Đấy, tất 10 nhá. Đấy, lên cho em là tất 10. Tất 10 thì nó sẽ có dòng tất đen và trắng nhá, đen và trắng. Đấy. Ví dụ lên cho em là tất 10 đen này hoặc là tất 10 trắng này. Giá thì đều là 90k nhá, 90.000. 90.000 cho một vỉ 10 đôi như này, 90.000 cho vỉ 10 đôi này. Em sẽ có màu đen và màu trắng. Thì tùy theo các bác muốn lấy màu nào thì lấy. Cái này thì bên em bán rất là nhiều rồi. Đó, bán rất là nhiều rồi. Đấy, một vỉ của nó sẽ bao gồm là 10 đôi. Đây, 10 đôi. Hàng thì co giãn 4 chiều, thấm mồ hôi tốt, chống hôi chân, chống nấm mốc, rồi nói chung là chống các loại chống luôn các bác nhá. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá siêu hợp lý luôn. Đấy, một cái hàng tất của Nike của Nhật như này, hàng rất chất lượng này, co giãn 4 chiều, thấm hút mồ hôi tốt nhá. Và giá thì chỉ có cho các bác là 90.000 cho 10 đôi thôi. Đấy, chả đi đâu mà các bác mua được một cái vỉ tất đẹp như này. Hàng của Nhật cực kỳ chất lượng xịn sò mà giá thì chỉ có 90k thôi. Chỉ có 90.000 cho một vỉ tất như này thôi. Đấy, các bác cũng chả đi đâu mua được giá như này nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái các bác lên mã giúp em là phủ máy giặt nhé. Phủ máy giặt thì bên shop về nó sẽ có hai mẫu, một là mẫu cửa đứng, hai một là mẫu cửa trước, hai là mẫu cửa trên nhé. Đấy, nó sẽ có hai mẫu như vậy, một là cửa trước, hai là cửa trên, thì tùy theo các bác. Đây, đấy, nó sẽ là một cái mẫu phủ như này. Đấy, cái này thì về theo lô nhá. Đấy, mỗi lô thì nó sẽ có một cái loại hoa văn, hoa lá khác nhau, thì bên em sẽ gửi ngẫu nhiên thôi. Đó, thì đây ví dụ như con này nó sẽ là dòng dòng cửa trên này. Thì các bác chỉ cần là mở cái này ra này. Đấy, lúc nào mà sử dụng thì mình mở cái này ra cho em. Đó, sử dụng thì mình mở cái này ra. Đó, cái này ra thôi. Đó, còn khi nào mà mình không dùng nữa thì mình lại đậy nắp lại. Đậy nắp lại và khóa cái này lại. Nó rất là tiện nhá. Nên mã giúp cho em là phủ máy giặt nhá. Nó sẽ có hai dòng, một dòng là cửa trên và một dòng là cửa trước. Đấy, cửa trên và cửa trước thì các bác muốn dùng cái loại nào, nhà nào phù hợp với nhà mình máy loại nào thì mình lấy loại đấy nhá. Đằng sau này sẽ có đai thắt thế này. Đấy, các bác thắt thêm cái đai này vào là xong này. Đó, rất là tiện luôn. Phủ máy giặt giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 50.000 cho con phủ máy giặt nhá.
Đây nha các bác nha, nó sẽ có hai dòng, một dòng là cửa đằng trước này, một dòng là cửa bên trên này, thì nó sẽ có hai dòng như này. Cửa đằng trước thì các bác mở đằng trước, mà cửa đằng trên thì mở đằng trên. Đấy, rất là tiện. Các bác cho quần áo xong lại đậy lại cho em, nó rất là tiện luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là hợp lý nhá. Có hai dòng cửa trước và cửa trên, thì các bác lấy đúng mẫu, đúng màu, đúng kiểu cho em nhá, để mình sử dụng nhá. Đó, giá thì chỉ có 50k thôi. Lên cho em đó là phủ máy giặt nhá. Các bác lên cho em là phủ máy giặt này. Đó, phủ máy giặt. Phủ máy giặt nhá, phủ máy giặt. Giá của nó sẽ là 50k nhá. 50k cho một cái phủ máy giặt như này. Giá sẽ là 50.000. Đó. Sản phẩm tiếp theo, đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác một cái dòng sản phẩm, đó là cái vòng trầm nha các bác nhá. Đây đây. Nó sẽ là một cái dạng vòng trầm điều hòa huyết áp như này. Đấy. Lên cho em là vòng trầm gỗ điều hòa huyết áp. Con này thì giúp cho các bác là điều hòa huyết áp, đả thông kinh mạch, máu huyết lưu thông, dùng thì cực kỳ là tốt luôn. Đấy, thứ nhất là trầm bằng gỗ hương trầm tự nhiên này. Thì đây các bác chỉ cần là đeo vào như này cho em nhá. Đeo vào như này cho em này. Đấy, các bác có thể đeo tay này hoặc đeo cổ đều được hết. Cái này của nó tổng 108 vòng và có thêm một cái đài sen rất là đẹp như này. Hàng thì nó sẽ là vòng trầm hương Tống Gia. Đấy, đây, trầm hương cao cấp Tống Gia. Con này thì bên Nhật nó đang bán là 1.800.000 nhá. Đấy, được nhập khẩu và phân phối bởi công ty trầm hương cao cấp Tống Gia nhá. Đấy, trầm hương cao cấp Tống Gia. Mã tem mã vạch đàng hoàng 1.800.000. Và riêng chương trình bên shop bán giảm giá tri ân cho khách hàng. Đấy, hàng về theo lô giá rất là tốt luôn. Chỉ thanh lý cho bác giá là 50 cành thôi. 50 cành cho một cái vòng trầm gỗ như này. Đấy, hàng nội địa của Nhật này, từ những khâu đóng gói đóng chiếc của nó đã rất là chất lượng và xịn sò luôn. Thì các bác có thể mua để cho biếu tặng làm quà cho bạn bè người thân, hoặc là dùng để làm quà cho khách hàng, rất là đẹp luôn. Đó, một cái vòng trầm gỗ cực kỳ là đẹp và uy tín luôn. Đấy, trầm hương nhá. Con này thì ưu điểm của nó giúp là đả thông kinh mạch, máu huyết lưu thông, huyết áp ổn định không nhá. Đó. Lên cho em là vòng trầm gỗ điều hòa huyết áp nhá. Vòng trầm gỗ này. Vòng trầm gỗ. Đấy. Vòng trầm gỗ điều hòa huyết áp, giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 50k nhá. Đấy, 50k thôi cho một cái vòng trầm gỗ như này nhá. Đấy, 50 cành cho cái vòng trầm gỗ như này. Sản phẩm tiếp theo, đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái lô đó là cái nạo 5 món nhá. Lên mã cho em là nạo 5 món, giá của nó sẽ là 70k cho một con nạo 5 món như này. Đấy, nó sẽ bao gồm cho các bác là 5 món luôn. Ra hồ thoải mái các bác sử dụng. Một cái bộ này của nó là 5 món thì nói chung là dùng thì chấm hết rồi. Đấy. Rất là nhiều tiện ích cho một cái bộ nạo mà 5 món như này. Đấy. Ở đây thì nó sẽ bao gồm cho các bác là một con dao này. Con dao này thì đa chức năng luôn. Thứ nhất là dùng để thái này, gọt này, rồi làm vẩy cá này, rồi khui bia này. Đấy, thứ nhất là một con dao như này. Thứ hai là một cái con nạo thì có cái đầu này để các bác khoáy cái phần bị sâu này, một bên nạo vỏ, một bên nạo sợi này. Đấy là món thứ hai này. Món thứ ba là một cái đầu như này để các bác mình lọc các cái ruột của cái hoa quả các thứ đây. Đấy, rất là tiện nhá. Đấy. Và món thứ tư là một cái con nạo đa di năng như này. Con này thì nó rất là nhiều đầu như này. Đa di năng này các bác dùng để vặn nắp chai, rồi nói chung là mở vặn các thứ linh tinh đều ok hết nhá. Đó. Và tiếp theo nữa nó lại là một con nạo đa năng nữa. Lại là một con nạo đa năng nữa. Con này thì cũng vừa là để nạo vỏ vừa nạo sợi luôn. Đấy, có quai đeo quai sách như này. Đấy, giá thì combo cho các bác là các bác lên cho em là nạo 5 món nhá. Lên cho em là nạo 5 món. Đây, lên cho em là nạo 5 món nhá. Đấy, nạo 5 món này. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 70k nhá. 70k cho một cái nạo 5 món này. Lên cho em là nạo 5 món, giá sẽ là 70.000. Giá siêu tốt cho bác luôn. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm, đó là cái đầu chuyển cưa nhá. Các bác lên cho em là đầu chuyển cưa. Con này thì rất là tiện, các bác có thể dùng để lắp vào máy khoan, máy các loại máy khoan tay hoặc là khoan pin. Đấy, lắp đi, xoáy cái đầu này vào cho em này. Đấy, sau đó thì các bác sử dụng thôi, nó rất là tiện. Đấy, và đây thì các bác xoáy cái tay cầm này vào này, xoáy tay cầm này vào và lắp cho em cái lưỡi vào đây. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là bộ ba lưỡi như này, bộ ba lưỡi nhá. Đấy, bao gồm là hai lưỡi cắt gỗ và một lưỡi cắt ống nước nhá, cắt ống nước. Thì các bác lắp thì rất đơn giản thôi, chỉ cần đẩy cái lẫy này cho em này, xoay cái lẫy này đi này. Đấy, xoay cái lưỡi này đi, sau đó này lắp cái lưỡi này vào là xong. Đó, lắp cái lưỡi sập vào. Đấy, sau đó thì các bác lắp cái đầu này vào máy khoan, máy cắt, máy mài để mình sử dụng nhá. Rất là tiện luôn. Đó. Đây em sẽ có video thực tế cho bác xem luôn. Cái đầu chuyển cưa này thì bên shop bán rất là nhiều rồi. Đấy, và khách hàng dùng nó cũng rất là ok thôi. Lên xem là đầu chuyển cưa, giá của nó sẽ là đầu chuyển cưa nhá. Lên xem là đầu chuyển cưa, giá của nó sẽ là 80k cho cái đầu chuyển cưa như này nhá. 80.000. Đây em sẽ có video thực tế luôn các bác này. Đấy. Khóa cơ bản. Đây em xin giới thiệu cho các bác bộ chuyển máy khoan thành máy cưa cắt gỗ kim loại. Biến em nó đa di năng thành một máy cưa lọng cưa điện cầm tay chuyên dụng. Các bác lắp vào máy khoan dễ dàng nhanh chóng, phù hợp với tất cả loại máy. Đấy, khoan rất là tiện luôn đấy nhá. Đi
kèm theo máy ba lưỡi cưa. Để nhu cầu sử dụng các bác lắp lưỡi tích hợp, công việc cắt xẻ gỗ cực sướng luôn ạ. Đấy, chuyên để cắt xẻ gỗ rất là ok nhá, gỗ rồi ống nước các thứ rất là ok luôn, các bác theo đó. Nó rất là tiện nhá, các bác có thể cắt theo ý thích của mình, nó rất là tiện luôn. Đấy, lên cho em là đầu chuyển cưa nhá, rất là ngon luôn. Giá thì bên shop đang gửi cho bác cái giá đó là 80.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái cưa xích nhá. Đấy, nó sẽ là một cái dạng cưa đầu sợi xích như này. Con này thì cực kỳ bền đẹp và chắc chắn luôn. Hàng của nó sẽ là giọng cưa xích như này. Con này thì nó sẽ là một cái sợi dây xích dài khoảng là 40cm nhá. Một sợi dây xích dài khoảng 40cm. Các bác có thể dùng để cưa ống nước này, rồi cưa gỗ, cưa các loại ấy đều ok hết nhá. Các cái vật liệu về gỗ, rồi ống nước, rồi các loại đây. Đầu đai, đầu đĩa của nó cực chắc chắn luôn. Lên cho em là cưa xích nhá. Đấy. Cưa dây xích giá của nó sẽ là 30.000 cho một con cưa dây xích như này. Đấy, hàng cực kỳ dày dẫn chắc chắn và ngon lành cho bác nhá. Lên cho em là cưa dây xích giá của nó sẽ là 30k cho một chiếc nhá. Đây em sẽ có cái video thực tế cho bác xem luôn. Con này thì cưa cây, cưa cành, rồi nói chung là cưa ống nước. Đấy, nhất là anh em làm thợ nghề làm ống nước thì cực kỳ là tiện, dùng rất là thích luôn nhá. Giá thì rất hợp lý cho bác luôn. Lên cho em là cưa dây xích nhá. Cưa dây xích giá của nó sẽ là 30k. Đấy. Lên cho em là cưa dây xích này. Cưa dây xích nhá, cưa dây xích. Giá của nó sẽ là 30k một chiếc nhá. 30k cho một chiếc cưa dây xích như này. Đây em sẽ có cái video thực tế luôn. Ví dụ như là các bác làm thợ làm nghề sửa chữa ống nước này, hoặc là các cái công việc linh tinh lặt vặt gia đình này, thì bắt buộc phải cần một con cưa như này để các bác dùng để mình cưa này. Nó rất là tiện luôn. Đấy, các cái phần ống nước này, hoặc là cây gỗ, rồi nói chung là các cái vật liệu khác này. Đó. Đây các bác nhá. Đó, thì con này nó rất là tiện dụng cho các bác sử dụng này. Đấy, các bác có thể cưa ống nước hoặc là cưa cây, cưa gỗ, cưa cành đều ok hết nhá. Đấy, rất tiện dụng luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là đây. Đấy, người ta còn lắp vào như này, người ta còn cưa được cả cây luôn các bác này. Đây một cái cây gỗ như này. Đấy một cái cây gỗ như này còn cưa phát đứt luôn các bác này. Đấy, đây. Rất là tiện luôn nhá. Cưa gỗ, cưa ống nước thì cực kỳ tuyệt vời luôn. Đấy, cưa gỗ này. Giá rất hợp lý nhá. Đấy, cưa đứt cả cây luồng luôn này, đứt cả thịt đông luôn này. Đấy, giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 30.000 cho cái cưa dây xích này. Ngoài ra thì nay bên shop tiếp tục về cho bác cái lô đó là cái tất nai nhá, tất nai. Tất này thì nó sẽ dài hơn cái tất vỉ kia. Cái này thì dài hơn và một vỉ này của nó chỉ có 5 đôi thôi. Một vỉ này 5 đôi nhá, có màu đen màu trắng, có màu đen màu trắng vỉ 5 đôi. Giá thì sẽ là 85.000 cho một vỉ này. 85.000 cho một vỉ tất 5 đôi như này nhá, bao gồm cho các bác là 5 đôi. Đấy, bao gồm cho các bác là 5 đôi luôn. Đấy, 5 đôi tất nhá. Hàng co giãn 4 chiều, thấm hút nước, thấm hút mồ hôi cực kỳ là tốt luôn, dùng thì cực kỳ là thích nhá. Một vỉ một hộp này của nó là 5 đôi như này, có màu đen và màu ghi. Các bác lên cho em là tất hộp nhá. Đấy, lên cho em là tất hộp này, lên cho em là tất hộp 5 này. Đấy, tất hộp 5. Đấy, tất hộp 5 thì bao gồm cho các bác là màu đen hoặc màu ghi nhá, tất hộp 5 nhá. Đấy, giá của nó sẽ là 85k cho một vỉ như này. Rồi ok.